trương một đại càn phương nam thành tấn dương phù đệ của tần gia tam đẳng phong quốc tướng quân theo một luồng dược hương bay vào chóp mũi tần phong đang nằm trên giường bỗng mở to hai mắt phòng ngủ cổ kính giường ngủ với màn tre bằng lụa mỏng tất cả đều xa lạ tần phong với ý thức mơ hồ lắc lắc đầu trong lòng không khỏi nghi hoặc đây là đâu tại sao hắn lại đến đây đại thiếu gia ngài tỉnh rồi sao một giọng nói thanh thúy vang lên tần phong nhìn theo tiếng động là một cô nương xinh đẹp mặc áo xanh lục lúc này nàng đang bưng một bát thuốc nóng hổi ta đi bẩm báo lão gia và nhị phu nhân cô nương xinh đẹp rõ ràng là người nóng nảy không nói hai lời liền đặt bát thuốc xuống vội vàng chạy ra ngoài tần phong vốn muốn hỏi gì đó thấy vậy chỉ đành bất lực thôi ngay lúc này theo một trận đau nhói ở đầu đủ loại thông tin tràn vào trong đầu tần phong một thư sinh yếu đuối của đại càn vương triều gia phụ tần kiến an tam đẳng phong quốc tướng quân hiện cả nhà đang sống ở thành tấn dương phía nam tần phong trợn to hai mắt hắn đây là xuyên không rồi hơn nữa còn là con cháu thế gia chưa kịp để hắn kinh ngạc quá nhiều càng nhiều ký ức hiện lên tổ tiên tần gia từng cùng tiên hoàng đại càn chinh chiến tứ phương chém yêu trừ ma lập nên chiến công hiển hách được phong làm tam đẳng trấn quốc tướng quân sau đó tước vị bị giáng xuống từ tam đẳng trấn quốc tướng quân biến thành nhất đẳng phụ quốc tướng quân tiếp theo lại là nhị đẳng tam đẳng đến nay tần gia vốn danh tiếng hiển hách lại chỉ còn một tước vị Tam đẳng Phong quốc tướng quân. Tần Phong sắc mặt phức tạp, vốn tưởng rằng Tam đẳng Phong quốc tướng quân là chức quan lớn gì, không ngờ trên đó còn có phụ quốc tướng quân, trấn quốc tướng quân, như vậy chẳng phải ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ hắn sao? Theo chế độ giáng tước vị thế tập của đại càn, kỳ thật chỉ cần có người trong Tần gia lập được chiến công, vẫn có thể bảo lưu tước vị ban đầu, thậm chí còn lên một tầng nữa, đáng tiếc ngoại trừ vị tổ tiên kia ra, hậu nhân phần lớn đều là kẻ tầm thường. Vì vậy Tần gia dần dần suy tàn, điểm này ở trên người phụ thân Tần Kiến An của nguyên chủ đặc biệt có thể thể hiện rõ. Vốn dĩ Tần gia vẫn cư trú ở Đế Đô Phong Thiên Thành, nhưng Tần Kiến An lại cảm thấy vật giá ở Đế Đô quá cao, thế mà lại lựa chọn bán đi tổ trạch, cả nhà chuyển đến thành nhỏ hẻo lánh ở phía nam này, lúc đó hành động này không biết đã khiến bao nhiêu người kinh ngạc. Phải biết rằng, người chen lấn xô đẩy muốn vào Đế Đô Phong Thiên, thành của đại càn đế quốc nhiều vô số kể, người chủ động rời khỏi Đế Đô trên đời ít có. Nếu tổ tiên tần gia biết chuyện này, e rằng sẽ tức giận đến mức nhảy ra khỏi quan tài. Nhân tài A, tần phong không khỏi cảm khái một câu. Bất quá, tại sao hắn lại xuyên không đến đây, chẳng lẽ nguyên chủ đã chết? Tần Phong cố gắng nhớ lại, rốt cuộc cũng hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Hiện tại là năm minh đức thứ 10, yêu quỷ loạn thế, bách quỷ dạ hành, cho dù đại càn có chảm yêu ti chém yêu trừ ma, bảo vệ bình an cho bách tính, nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Năm ngày trước, ngoại thành tấn dương có hắc vụ xâm nhập vào thành hút tinh khí của người cướp đi tính mạng con người chảm yêu ti trong thành phái ra mấy người đều là đi không trở lại nguyên chủ ở nhà u uất không trí tiến thủ mà thành tấn dương nhỏ bé lại không có lệnh giới nghiêm hắn liền quanh năm suốt tháng thích đi dạo trong thành vào ban đêm chút bỏ sự bất mãn trong lòng ai ngờ lại đúng lúc gặp phải yêu ma vào thành gây rối tiếp theo liền là nhắm hai mắt duỗi hai chân bị dọa chết tần phong há hốc mồm kiểu chết như vậy thật sự là khiến người ta không ngờ tới từ trong ký ức hắn cũng coi như đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao nguyên chủ lại uất không chí tiến thủ hóa ra sinh mẫu của nguyên chủ vì mắc bệnh nan y vào năm hắn một tuổi liền qua đời tần kiến an sau đó lại cưới nhị phòng sinh ra một đứa con trai vốn dĩ chuyện này cũng không có gì dù sao người xưa mà tam thê tứ thiếp đều rất bình thường nhưng kỳ quái là ở chỗ thiên phú của nhị công tử tần gia này quá cao Thế giới này, nhân tộc vì đối kháng yêu quỷ, sở hữu các loại đạo thống như Bách Quỷ, Thần Vũ, Văn Thánh, mà Tần An, nhị công tử Tần gia, sở học chính là đạo thống Thần Vũ. Do hắn sinh ra đã huyết khí thịnh vượng, gần cốt khác với người thường, năm 15 tuổi liền thành công bước vào cửu phẩm luyện thể cảnh, sau đó 16 tuổi bát phẩm luyện khí, hiện tại 18 tuổi càng là đạt đến thất phẩm liễm tức cảnh. Tốc độ tiến giai như vậy cho dù đặt ở Phong Thiên Thành, cũng có thể khiến người ta tấm tắc khen ngợi. Lại nhìn nguyên chủ tay chói gà không chặt không nói, sở học sở văn phần lớn là lý thuyết suông, học văn vấn đạo vốn có thể bước vào đạo thống văn thánh, đáng tiếc kẻ này đọc sách mười mấy năm, thế mà ngay cả cửu phẩm trúc cơ cảnh của văn thánh cũng chưa bước vào. So sánh qua lại như vậy, nguyên chủ tự nhiên cảm thấy mất mặt, ở nhà hắn luôn cảm thấy nô bộc nha hoàn trong phủ đều xem thường hắn. Ngay cả nhị phu nhân và đệ đệ ruột nhìn hắn, nguyên chủ đều cảm thấy trong mắt đó là sự khinh bỉ trần trụi. Chính vì như thế, Nguyên chủ mới cả ngày tâm tình phiền muộn, du ngoạn thành Tấn Dương vào ban đêm, chút bỏ sự bất mãn trong lòng. Tần Phong cảm khái thở dài một hơi, kiếp trước hắn từ nhỏ đã phải chịu áp lực từ con nhà người ta, không ngờ kiếp này, thế mà cũng phải bị đệ đệ ruột nhà mình đè nén đến mức không ngẩng đầu lên được. Nhưng điều này đều không sao cả, xuyên không đến đây, không có thiên phú tu luyện, ở nhà bị người ta khinh thường, bị mẹ kế độc ác nhắm vào, bị đệ đệ cùng cha khác mẹ thiên phú kỳ cao áp bức, theo kinh nghiệm kiếp trước, đây dù sao cũng là tiết tấu sắp cất cánh. Nói không chừng, thêm mấy ngày nữa, hắn sẽ bị nhị nương và đệ đệ hãm hại, đuổi ra khỏi tần gia, sau đó để lại lời nói hùng hồn 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, từ nay bay lên trời. Nghĩ đến đây, khóe miệng tần phong không tự chủ được nhếch lên, nghĩ lại còn có chút kích động. Ngay lúc này, theo một trận tiếng bước chân rồn rập, một người bước vào cửa, sau đó nhanh chóng đi đến bên giường, nắm lấy cánh tay tần phong ngoảnh đầu nhìn lại, người đến mặc một thân hắc y võ giả bó sát người, dung mạo thanh tú, ước chừng 18-19 tuổi, đôi mắt sáng ngời có thần, khiến người ta nhìn vào không khỏi rung động. Tần Phong sững sờ một lúc, sắc mặt hơi đỏ lên, rút tay ra nói: "Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, còn xin tự trọng." Tuy nói như vậy, trong lòng lại vui như nở hoa, mỹ nhân có khuôn mặt rõ nét như vậy thật sự không nhiều, nàng và hắn rốt cuộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ là vị hôn thê? Nhưng trong ký ức, không thấy những thứ này a. À? hắc y nhân nghe vậy nhíu mày hắn quay đầu hỏi tống y sư ca ca ta làm sao vậy nói năng lộn xộn thế mà ngay cả ta cũng không nhận ra nếu ta không đoán sai e là đại công tử bị kinh hãi tam hồn thất phách có vấn đề có lẽ cần phải tìm người chuyên môn của chẳng yêu tì đến xem một lão giả tóc hoa dâm suy nghĩ một chút rồi đưa ra câu trả lời như vậy tần phong nghe vậy nhìn về phía hắc y nhân vẻ mặt kinh ngạc người này thế mà gọi hắn là ca ca nhưng tần ra chỉ có hai vị công tử a à? vậy chẳng phải là nói hắn là nhị đệ của hắn tần an nguyên chủ luôn không ngẩng đầu lên được trước mặt người này vì vậy trong ký ức dường như cố ý không muốn nhớ đến người này ấn tượng về dung mạo của người này cực kỳ mơ hồ không được rồi không được rồi dung mạo thanh tú như vậy nếu như thay nữ trang phi ta đang nghĩ gì vậy trong đầu suy nghĩ miên man cửa lại vang lên tiếng khóc nức nở của phụ nhân lúc trước rời khỏi phong thiên thành ta vốn là không đồng ý thế đạo loạn lạc như vậy yêu ma hoành hành, trong đại càn, có nơi nào an toàn bằng đế đô, nhưng lão gia người cứ khăng khăng không nghe, nhất quyết muốn đến nơi hẻo lánh này. Bây giờ thì hay rồi, nếu Phong Nhi có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói thế nào với tỷ tỷ đã khuất đây. Phu nhân đừng khóc, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, lát nữa ta sẽ đi tìm người của bách quỷ đạo thống trảm yêu ti, để bọn họ xem thử hồn phách của Nhi tử có bị tổn hại hay không. Tần Phong nhìn theo tiếng động, người đang khóc là một Mỹ phụ ước chừng 35-36 tuổi, được bảo dưỡng kỹ lưỡng, dáng người đầy đặn, dung mạo xinh đẹp, còn người đàn ông đứng bên cạnh nàng thì có dung mạo kiên nghị, tuấn lãng trung niên. Theo ký ức, hai người này một người là nhị nương mạnh tuyết của hắn, một người là phụ thân tần kiến an của hắn. Nhưng tình hình hiện tại, tổng cảm giác có chút khác so với những gì hắn vốn nghĩ. Mẹ kế độc ác đâu, nhị đệ muốn dồn hắn vào chỗ chết đâu, các ngươi quan tâm yêu thương ta như vậy, cốt chuyện tiếp theo còn diễn biến như thế nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Kiến An không chịu nổi tiếng khóc nức nở của nhị phu nhân, vội vàng chạy đến chảm yêu ti trong thành. Tần An, nhị đệ của Tần Tuấn Mỹ, đi tới đi lui bên giường, không ngừng tự trách bản thân. Tống y sư tóc hoa dâm tự biết ở lại đây cũng chẳng có ích gì, bèn để lại một phương thuốc an thần, rồi cáo từ rời đi. Nhìn phu nhân khóc như hoa lê đẫm mưa, Tần Phong không khỏi đau lòng, vốn định mở miệng an ủi vài câu, nhưng lời đến bên miệng, cơ thể dường như rất kháng cự xem ra nguyên chủ của thân thể này thật sự rất không ưa hai mẹ con này tần phong ho khan một tiếng cuối cùng mở miệng nói nhị nương đừng khóc nữa con không sao chỉ là vừa mới tỉnh lại đầu óc còn hơi choáng váng nên nhận nhầm nhị đệ nói nhảm vài câu lời vừa dứt tiếng khóc nức nở đột nhiên im bặt tần an đang không ngừng tự trách cũng ngoảnh đầu nhìn lại trong mắt đầy vẻ kinh ngạc ngươi gọi ta là gì hai giọng nói gần như đồng thanh nhìn vẻ mặt không dám tin của hai người tần phong sờ sờ đầu không hiểu gì cả nhị nương, nhị đệ. Tần Phong thăm dò, chẳng lẽ mình nói sai rồi? Xã hội cổ, đại không gọi như vậy sao? Bốp, tiếng tát giòn tan vang lên, làm Tần Phong sững sờ, cũng làm Tần An choáng váng. Nương, người đánh con làm gì? Tần An che mặt. Đây không phải là mơ. Mạnh tuyết đầu tiên là thần sắc vui mừng, sau đó dường như nghĩ đến điều gì. Sắc mặt trắng bệch, Phong Nhi nhất định là bị yêu ma kia cướp đi hồn phách. Nếu không sao mười mấy năm nay chưa từng mở miệng đột nhiên gọi ta là nhị nương. Vừa dứt lời, nước mắt liền như mưa không ngừng rơi xuống. Tần An thở dài an ủi, nương, cha đã đến chảm yêu ti rồi, đợi đạo sĩ của bách quỷ đạo thống đến, kiểm tra một chút là biết, người khóc như vậy cũng vô ích. Tần Phong giật giật khóe miệng, hóa ra là chuyện như vậy. Nha hoàn mặc váy xanh lá cây còn coi như có chút nhãn lực, thấy bầu không khí trong phòng hơi nặng nề, liền chủ động lấy một chậu nước nóng, đến trước giường, định lau mặt cho Tần Phong. Để ta tự làm, Tần Phong chưa từng hưởng thụ đãi ngộ như vậy, cả người không được tự nhiên, hắn nhận lấy khăn mặt, tự mình nhúng nước nóng, vát khô lau mặt. Trong chậu đồng, mặt nước trong veo, phản chiếu khuôn mặt Tần Phong, mày kiếm mắt sáng, dung mạo rất giống Tần An, chỉ là thêm một phần nam tính. Không nói gì khác, chỉ nhìn tướng mạo, hẳn là mình thích hợp luyện võ hơn, nhị đệ thích hợp đọc sách viết chữ hơn, chỉ tiếc, thiên phú loại chuyện này không liên quan nhiều đến tướng mạo. Ngay lúc này, Tần Phong phát hiện, trong chậu đồng trong mắt mình lại có một tia kim quang lóe lên nhưng khi hắn nhìn kỹ tia kim quang kia lại biến mất chẳng lẽ mình nhìn lầm tần phong nhéo nhéo mi tâm nhìn chằm chằm một lúc vẫn là bộ dạng người bình thường đại thiếu gia chẳng lẽ chê nước bẩn rồi hay là để thanh nhi đi lấy thêm một chậu nữa nha hoàn bên cạnh cất giọng lanh lành hỏi không cần tần phong lắc đầu ngẩng đầu lên chuyện không ngờ tới lại xuất hiện vốn là một nha hoàn xinh đẹp mặc váy xanh lá cây nhưng lúc này nhìn lại lại biến thành một bộ khung xương người, dòng chảy của máu, nhịp đập của tim, sự thay đổi của xương cốt, sự co rút của cơ bắp, đều rõ ràng như vậy. Tần Phong không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, sau đó liền nghe thấy tiếng a, à, kéo hắn trở lại hiện thực, mọi thứ trước mắt cũng khôi phục lại như cũ. Thanh Nhi đỏ mặt, nàng liếc nhìn Tần Phong, sau đó cắn cắn môi chạy ra ngoài. Mà hai người còn lại trong phòng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Đại ca, huynh đang làm gì vậy? Phong Nhi, con. Nhị nương che miệng, muốn nói lại thôi. Con, vừa rồi quá kinh ngạc trước những gì mình nhìn thấy, nên không cần suy nghĩ liền sờ lên. Đại ca, tần an thần sắc phức tạp, sau đó ngữ trọng tâm trưởng nói, trước khi huynh bước vào cảnh giới thất phẩm, đề nghị vẫn nên giữ gìn trinh tiết, điều này có lợi cho việc tu hành của huynh. Tần phong há hốc mồm, giờ khóc giờ cười, hắn biết, lúc này nói gì cũng vô nghĩa. Nhưng tình huống đó rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao mình có thể xuyên qua da thịt của Thanh Nhi nhìn thấy nội tạng của nàng? chẳng lẽ đây chính là kim thủ chỉ xuyên việt của mình mắt thấu thị nhưng không thể xuyên qua quần áo chỉ có thể xuyên qua da thịt mắt thấu thị có tác dụng gì chẳng lẽ mình chỉ có thể thưởng thức những mỹ nữ cảm giác xương sao nghĩ đến đây tần phong tiếc nuối lắc đầu nói thì nói vậy có năng lực này tổng thể vẫn tốt hơn là không có gì mấu chốt là trước đó mình làm sao mở ra năng lực thấu thị tần phong cúi đầu trầm ngâm sau đó tập trung tinh thần vào hai mắt trong con người lóe lên một tia kim quang mọi thứ trước mắt dường như đều thay đổi trong không khí tràn ngập những điểm sáng màu xanh lục giống như đom đóm thật đẹp mắt hắn nghiêng đầu nhìn tần an cũng như lúc trước nhìn thanh nhi trực tiếp xuyên qua da thịt nhìn thấy mọi chi tiết bên trong cơ thể đối phương phải nói người tu luyện thần võ đạo thống khí huyết cơ bắp quả nhiên mạnh hơn người thường rất nhiều nhịp tim của tần an mỗi một lần đều mạnh mẽ như vậy mà điều khiến tần phong kinh ngạc hơn là trong cơ bắp của đối phương lại còn có vô số mạch máu nhỏ màu vàng liên kết với nhau, cuối cùng đều tập trung ở vị trí bụng. Những điểm xanh lục trong không khí là gì? Mạch máu màu vàng trong bụng nhị đệ lại là gì? Tần Phong lục lọi ký ức của nguyên chủ, không hề thấy giới thiệu liên quan. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động, "Phu nhân, ta đã đưa đại nhân của Bách Quỷ Đạo thống ở Trảm Yêu Ti đến rồi, Phong Nhi bây giờ thế nào rồi?" Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo tiếng bước chân đến gần, dưới sự dẫn dắt của Tần Kiến An, một nữ tử bước vào phòng tần phong nhìn về phía cửa sau đó thần sắc ngẩn người hắn chưa từng gặp nữ tử nào như vậy mái tóc đen dài được búi cao sau đầu buông xuống tận eo khăn vuông màu đen như chiếc khăn quàng cổ tre đi dung nhan xinh đẹp mà đôi mắt lộ ra ánh lên tia sáng xanh nhàn nhạt, nhạt yêu mị đến mức khiến người ta kinh hãi nàng mặc quần dài bó sát màu xanh đen bao bọc lấy đôi chân thon dài phần thân trên chỉ mặc một chiếc áo đen kiểu áo ba lỗ gò bồng đào nhấp nhô lộ ra hai cánh tay trắng nõn mịn màng cách ăn mặc của nàng khác xa phong cách bảo thủ của người xưa nhưng nếu gặp phải kẻ thù trong lúc chém giết bộ trang phục này lại là thích hợp nhất ta là thương phi lan của chảm yêu ti thành tấn dương tu luyện bách quỷ đạo thống được tần tướng quân nhờ vả đến đây kiểm tra hồn phách của ngươi ngươi hãy ngồi dậy đi giọng nói nhàn nhạt không hề pha lẫn một tia cảm xúc tần phong đáp một tiếng sau đó vén chăn lên ngồi bên mép giường thương phi lan lấy từ bên hông một cái lò đồng nhỏ sau đó lấy ra một cái bật lửa châm lửa cho lò đồng nhỏ, làn khói trắng bốc ra từ lò đồng, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Lúc này, Tần Phong chú ý tới, bên hông đối phương còn đeo hai thanh đoản đao, cùng một tấm lệnh bài bằng gỗ, trên lệnh bài khắc rõ ràng một chữ chảm cùng ba ngôi sao. Tần Phong biết, đây là chảm yêu lệnh của chảm yêu ti, mỗi đạo giả gia nhập chảm yêu ti, đều sẽ nhận được lệnh bài như vậy. Mà chảm yêu lệnh này lại chia làm một lệnh, thanh ngọc lệnh, hồng liên lệnh, mỗi loại lệnh bài lại chia là một đến ba sao lệnh bài càng cao cấp, số sao trên lệnh bài càng nhiều, cũng dự báo địa vị của người cầm lệnh trong trảm yêu ti càng cao, năng lực càng mạnh. Trong thành tấn dương nhỏ bé này, đối phương sở hữu tam tinh mộc lệnh, đã là không tầm thường. Đây là định hồn hương, có thể ổn định thần hồn. Người hãy ngồi ngay ngắn, ta sẽ kiểm tra tam hồn thất phách của ngươi. Thương Phi Lan dặn dò như vậy, sau đó hai ngón tay khép lại, lướt qua trước mắt, ánh sáng màu xanh hiện lên từ sâu trong đồng tử của nàng bách quỷ đạo thống giả, cửu phẩm thực âm, bát phẩm vọng khí, thất phẩm có thể khai quỷ mục, biện quỷ thức hồn. Lúc này Thương Phi Lan chính là đã khai quỷ mục để có thể quan sát tam hồn thất phách của Tần Phong. Mọi người trong phòng nín thở ngưng thần, đều không dám lên tiếng quấy dày. Tần Phong nuốt nước miếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Các loại đạo thống trên thế gian này, năng lực quỷ dị tầng tầng lớp lớp, đối phương tu luyện bách quỷ đạo thống, chẳng lẽ có thể nhìn ra hắn chuyển sinh sao? Kỳ quái, thương phi lan khẽ cao mày lời này vừa ra những người còn lại trong phòng đều giật mình thương cô nương tam hồn thất phách của con ta chẳng lẽ thật sự bị tổn hại quả nhiên là như vậy ta đã biết hồn phách của phong nhi bị yêu ma kia câu đi nếu không sao lại gọi ta là nhị nương nhị phu nhân vành mắt đỏ hoe lại khóc nức nở tần an nghe vậy nắm chặt nắm tay phải cau mày tần phong cũng giật mình kinh nghi bất định nhìn đối phương thương phi lan lắc đầu lại mở miệng nói Mọi người yên tâm, tam hồn thất phách của tần công tử không hề bị tổn hại, chỉ là thần hồn của hắn rất cường đại, tương đương với bách quỷ đạo thống giả bát phẩm, khiến ta có chút kinh ngạc mà thôi. Mọi người nghe vậy lập tức thở vào nhẹ nhõm. Tần công tử có tu luyện bách quỷ đạo thống không? Thương phi lan cất lò đồng đi, hỏi như vậy. Tần phong suy nghĩ một chút, lập tức đáp, ta từ nhỏ đọc sách, muốn gia nhập văn thánh đạo thống, nhưng mà tư chất ngu dốt, hiện tại vẫn chỉ là một văn nhược thư sinh bình thường mà thôi. Thư sinh thì ra là vậy văn thánh đạo thống chú trọng dùng văn khí quán đỉnh khó trách thần hồn của người mạnh hơn người thường thương phi lan cúi đầu trầm ngâm bất quá đại càn sùng thượng võ lực đa số mọi người đều nghiên tập thần võ đạo thống lấy luyện thể làm chủ cho dù có người chủ tu thần hồn cũng như ta bước lên con đường bách quỷ như tần công tử đọc sách thánh hiền ý đồ bước lên con đường văn thánh thật sự là rất ít bách vô nhất dụng thị thư sinh tần phong tự diễu Thương Phi Lan nghe vậy, khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một tia bất mãn, nhưng cảm xúc này lại nhanh chóng bị nàng thu liễm, lại biến thành bộ dạng lạnh lùng như băng xương lúc trước. Ngày hôm qua yêu tà rơi vào thành Tấn Dương, ngoại trừ Tần công tử, những người gặp phải khác đều là mất hồn lạc phách, bỏ mạng tại chỗ, ta đây còn có chút nghi vấn, cần Tần công tử giải đáp. Tần Phong gật đầu, đem ký ức mơ hồ gặp phải hắc vụ tà tu trong đầu nói ra toàn bộ. Nhị phu nhân nghe xong, vừa khóc nức nở vừa đấm tần kiến an nói đều tại người bán tổ trạch rời khỏi đế đô nếu không phong nhi làm sao có thể gặp phải nguy hiểm như vậy đây quả thực là đi một vòng quỷ môn quan tần kiến an vừa an ủi nhị phu nhân vừa tự trách là ta vô dụng thương phi lan ghi chép xong cuộn sổ sách lại chỉ thấy tam tinh mộc lệnh lóe lên bạch quang cuộn giấy trong tay liền không cánh mà bay tần phong thấy vậy chừng lớn hai mắt chảm yêu lệnh này lại là không gian bảo vật có thể chứa đồ vật sao xem ra hắc vụ kia là yêu tà chuyên hút hồn phách của người, may mắn tần công tử thần hồn khác với người thường, lại vừa lúc tư chính đại nhân đuổi tới, dọa lui yêu tà kia. Người đứng đầu chảm yêu ti địa phương, được gọi là tư chính, cũng là người có thực lực mạnh nhất. Dọa, lui. Tần Phong nắm bắt trọng điểm, không khỏi hỏi, yêu tà kia chẳng lẽ không bị tư chính đại nhân tiêu diệt. Những người khác nghe vậy, cũng nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thương phi lan lắc đầu, yêu tà kia thực lực cường hãn, ước chừng cẩn thận, e rằng ít nhất cũng có tam chuyển kiếp lực, hơn nữa còn sở hữu thần thông quỷ dị thần tốc, khi Tư Chính đại nhân đuổi tới, yêu tà kia đã sớm không thấy bóng dáng. Ở đại Càn triều, yêu ma quỷ quái đều lấy kiếp lực luân chuyển để phân biệt mạnh yếu. Nhất chuyển kiếp lực tương tự như cửu phẩm của nhân tộc đạo thống, nhị chuyển tương tự như bát phẩm, cứ như vậy mà suy ra, yêu tà xâm nhập thành Tấn Dương lần này, ít nhất cũng tam chuyển kiếp lực, vậy thì biểu thị muốn dùng tuyệt đối thực lực để tiêu diệt nó ít nhất phải phái ra lục phẩm đạo giả. Dù sao yêu ma quỷ quái sau nhị chuyển kiếp lực, thường thường sẽ sinh ra bản mệnh thần thông của mình, nhân tộc đạo thống giả cung cấp, sơ ý một chút, liền sẽ bỏ mạng tại chỗ. Khó trách bốn ngày trước, thanh tấn dương thực hiện lệnh giới nghiêm. Nhị phu nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nắm chặt ống tay áo của tần kiến an không buông. Mấy ngày nay mọi người vẫn nên cẩn thận một chút, tuy rằng chảm yêu ti đã tăng cường tuần tra ban đêm, nhưng yêu tà kia xảo quyệt, khó tránh khỏi sẽ xảy ra bất chắc. Thương Phi Lan dặn dò xong, liền xoay người rời đi. Nhìn bộ dạng lo lắng sợ hãi của mẫu thân, Tần An lên tiếng, "Phụ thân, mẫu thân, đại ca, các người yên tâm, có ta ở đây, Tần phủ nhất định bình an vô sự." Vừa nói, chỉ thấy hắn nhắc chân phải lên nhẹ nhàng giẫm một cái, trên nền đất bằng gỗ lim cứng rắn, lại lưu lại một dấu chân nông. Trong nhân tộc đạo thống, nếu nói ngoài lục phẩm, đạo thống nào chiến lực mạnh nhất, thần võ chính là đệ nhất xứng đáng. Tần Phong thấy cảnh này, lộ ra thần sắc hâm mộ muốn sinh tồn trong loạn thế này chỉ dựa vào người khác là không được chỉ có thực lực của bản thân tăng lên mới có thể an tâm đêm xuống mọi người nhà họ tần cùng nhau ăn cơm ở đại sảnh tần phong bước vào đại sảnh tự nhiên ngồi vào bàn ăn những người còn lại thấy vậy đều sừng sốt sao vậy tần phong nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người tò mò hỏi nhị nương đỏ hoe mắt nói kể từ năm con mười tuổi bốn người chúng ta chưa từng ngồi ăn cơm cùng nhau tần phong giật giật khóe miệng vì vội ăn cơm nên hắn đã quên mất nguyên chủ luôn cảm thấy mình không được chào đón trong nhà nên không muốn cùng mọi người dùng bữa thức ăn đều do nha hoàn thanh nhi đưa vào phòng nhưng sau một ngày quan sát tần phong phát hiện mọi người nhà họ tần không hề có bất kỳ sự khinh thường hay thành kiến nào đối với vị đại thiếu gia phế vật này ngược lại còn yêu thương có thừa xem ra ấn tượng trong ký ức chẳng qua là do tâm lý tự ti của nguyên chủ mà thôi trước đây là con quá ấu trĩ lần này thoát chết cũng khiến con nhìn rõ nhiều điều sau này sẽ không như vậy nữa Nghe hắn nói, ánh mắt mọi người đều sáng lên. Tần Kiến An cảm khái, tai nạn lần này cũng không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất con trai ta cuối cùng cũng đã trưởng thành. Nhị nương quả thực là người làm bằng nước, nước mắt lại lần nữa đảo quanh hốc mắt, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Tần An muốn nói lại thôi, sau đó cúi đầu ăn cơm, chỉ là khóe miệng ẩn giấu rõ ràng hơi nhếch lên. Hôm nay là ngày lành, Thanh Nhi, con hãy bảo nhà bếp thêm một món thịt nữa. Vâng, lão gia. Thanh Nhi lui ra khỏi đại sảnh. Tần Phong lướt nhìn bàn ăn, nước canh trong veo chỉ có một hai món thịt, xem ra nhà họ Tần dù đã chuyển đến nơi hẻo lánh này, nhưng vẫn chưa giải quyết được tình trạng túng thiếu của gia đình. Từ ký ức ban đầu, Tần Phong cũng biết được nguyên nhân. Nhị đệ Tần An Thiên phú dị bẩm, tu luyện Thần Vũ Đạo thống, ai cũng biết, đạo thống này giai đoạn đầu là tốn kém nhất, không chỉ cần mua các loại dược dục và huyết khí đan, còn phải liên tục ăn thịt yêu thú, điều này đối với nhà họ Tần mà nói, là một khoản chi tiêu không nhỏ còn bản thân hắn vì muốn bước vào văn thánh đạo thống cũng cần đọc đủ loại danh điển cổ tịch nhị phu nhân sợ thiên vị cũng nhờ người tìm kiếm đủ loại sách thậm chí bỏ ra số tiền lớn mua không ít sách quý hiếm nhưng nguyên chủ không chăm chỉ đọc nhiều sách nhưng ngay cả cử phẩm trúc cơ cũng chưa bước vào nhưng hai điểm trên đây không phải là nguyên nhân chính khiến nhà họ tần sống túng thiếu như vậy thủ phạm thực sự chính là người đàn ông trung niên tuấn tú đang ngồi ở vị trí trung tâm rõ ràng không có tài kinh doanh nhưng lại cố chấp không tin ban đầu bán đi tổ trạch ở đế đô dọn nhà đến tấn dương thành này vừa đến liền bỏ ra một nửa số tiền tích lũy mua lại tử lâu lớn nhất trong thành vọng nguyệt cư sau đó vì kinh doanh không tốt tháng nào cũng thua lỗ năm nào cũng thua lỗ nếu như dừng lại đúng lúc thì cũng thôi nhưng người này rõ ràng không có tự mình hiểu lấy cứ cách một khoảng thời gian lại phải thuê đạo sĩ của trảm yêu ti hộ tống hắn đến các thành trấn khác để mua bán hàng hóa kết quả thường là mua vào giá cao bán ra giá thấp, lần nào cũng ít nhất phải lỗ gần trăm lượng bạc. Tài sản nhiều đến đâu cũng không chịu nổi cách tiêu xài hoang phí như vậy. Cả nhà cùng nhau ăn cơm, vui vẻ hòa thuận, câu chuyện cũng tự nhiên được mở ra. Nhị nương nuốt nhẹ một miếng cơm, đột nhiên hỏi, "Lão gia, mấy ngày trước lão gia đến Khởi Dương trấn cách đây mấy trăm dặm để mua bán lương thực, có thu hoạch gì không?" Lời này vừa nói ra, Tần Phong và Tần An cũng ngẩng đầu nhìn sang, Tần Kiến An sắc mặt cứng đờ, đột nhiên cười nói, phu nhân không nói ta suýt nữa thì quên mất khởi dương chấn quả thực là một nơi không tồi phong cảnh nơi đó tú lệ non nước hữu tình ngư dân ngày ngày ra khơi đánh cá chiều về nghỉ ngơi cuộc sống này thật khiến ta ngưỡng mộ nói đến canh cá nấu nước ở đó rất tươi ngon nếu có cơ hội nhất định phải dẫn mấy người các con đi nếm thử chủ đề này chuyển cũng quá gượng gạo rồi tần phong giật giật khóe miệng không cần đoán cũng biết lần mua bán này chắc chắn lại thua lỗ rồi nhị nương mạnh tuyết nhíu mày lão gia Ta không hỏi lão ra những điều này, ta là muốn hỏi, chuyến đi này, có kiếm được bạc mang về không? Tần Kiến An làm như không nghe thấy, cầm đũa liên tục mời, ăn cơm, ăn cơm, không ăn thì cơm canh nguội hết bây giờ. Lão ra, nhị nương quát khẽ một tiếng, rõ ràng là tức giận rồi. Tần Kiến An che miệng ho khan, cứ tưởng hắn sắp nói ra chuyến đi này đã lỗ bao nhiêu lượng bạc, thì hắn lại giả vờ thần bí nói, phu nhân, nàng còn nhớ nữ nhi nhà họ liễu ở Phụng Thiên Thành không? nhị nương sửng sốt nữ nhi ưu tú như vậy ta đương nhiên nhớ nhưng lão gia nhắc đến nàng ấy làm gì thật sự đã thành công chuyển chủ đề rồi nhị nương sao nàng không tiếp tục hỏi nữa tần phong có chút tiếc nuối bỏ lỡ một màn kịch hay nàng ấy đã từ vạn kiếm tông trở về phụng thiên thành rồi tần kiến an đặt bát đũa xuống nhị nương đầu tiên là sửng sốt sau đó thần sắc phức tạp nói điều này cũng không liên quan gì đến chúng ta nhà họ liễu ở phụng thiên thành người đứng đầu chính là liễu lão gia tử Phụ quốc công của đại càn, tước vị của ông còn cao hơn nhất đảng chấn quốc tướng quân. Tổ tiên đã lập được chiến công hiển hách cho đại càn, cho dù là hiện tại, nhà họ liễu vẫn là thế lực hùng mạnh trong đế đô đại càn. Không chỉ như vậy, nhà họ liễu còn sinh ra một người con gái tốt liễu kiếm ly. Quốc sắc thiên hương không nói, thiên phú tu luyện càng khiến người ta kinh hãi. 15 tuổi bước vào thất phẩm liễm thức cảnh giới, được tông chủ vạn kiếm tông coi trọng, đưa vào tông môn bồi dưỡng. 16 tuổi tiến vào lục phẩm tụ lực một năm sau lại bước vào ngũ phẩm thần hành từ xưa đến nay chưa từng có ai sở hữu tốc độ tu luyện khủng bố như vậy mà nàng ấy còn là một kiếm tu phải biết rằng thần vũ đạo thống lấy luyện thể làm chủ lấy binh khí làm phụ trong đó các loại võ công khác nhau rất nhiều nhưng trong rất nhiều binh khí được sử dụng nhiều nhất chính là hai loại đao và kiếm đao đại khai đại hợp bá đạo vô cùng kiếm nhanh như chớp một kiếm phong hầu tạo của liễu kiếm ly trên kiếm đạo ngay cả tông chủ vạn kiếm tông cũng hết lời khen ngợi ông còn tuyên bố nữ tử này sau này nhất định sẽ bước vào cảnh giới kiếm thần thiên tri kiêu nữ như vậy tự nhiên là người trong mộng của rất nhiều hoàng tử quý tộc ở phụng thiên thành minh đức hoàng đế còn từng say rượu nói ai có thể cưới được nữ nhi nhà họ liễu có thể bảo đảm gia tộc hưng thịnh trăm năm sau đó người đến nhà họ liễu cầu hôn nối liền không dứt theo lý mà nói gia tộc như vậy thiên tri kiêu nữ như vậy lẽ ra không nên có bất kỳ quan hệ nào với nhà họ tần đang xa suốt nhưng ông trời dường như rất thích trêu ngươi Tổ tiên nhà họ Liễu và nhà họ Tần có quan hệ tốt, hai vị lão tổ từng nhờ thiên giám quốc sư ở Phụng Thiên Thành bói toán. Kết quả bói toán cho thấy, nếu hậu nhân của hai nhà vừa hay là một nam một nữ, chính là trời sinh một cặp nên cử hành hôn lễ ở Phụng Thiên. Lời của thiên giám quốc sư, hai vị lão tổ tự nhiên là tin tưởng, liền ghi nhớ lời này trong lòng. Nhưng ai có thể ngờ được, Liễu Tần hai nhà, sống sáu đời, sinh ra toàn là nam nhi, mãi đến đời Tần Phong này, nhà họ Liễu mới sinh ra Liễu Kiếm Ly, một nữ nhi nhưng thời thế thay đổi, hai nhà này đã sớm không còn môn đăng hộ đối, để một thiên tri kiêu nữ gả cho một phế vật, chẳng phải là chuyện được cười sao. Tổ huấn kết thân được truyền từ đời này sang đời khác của hai nhà, tự nhiên cũng dần dần bị lãng quên. Tần Phong lục lọi ký ức, nhìn thấy những điều này, không khỏi thở dài, nếu nhà họ Tần còn ở Phụng Thiên Thành, nói không chừng đại tiểu thư nhà họ Liễu sẽ phái người đến cửa từ hôn. Lúc đó, hắn có thể để lại câu nói hùng hồn 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo từ đó bay lên trời cao nhưng đáng tiếc có một người cha không đáng tin cậy hại con trai nghĩ đến đây tần phong buồn bã liếc nhìn người đàn ông trung niên tuấn tú kia cầm lấy bát đũa thật ra liễu lão gia tử lúc trước từng đến thăm nhà họ tần vào ban đêm nói với ta muốn hoàn thành hôn ước tổ tiên để kiếm ly và phong nhi thành hôn tần kiến an vừa dứt lời kinh hãi bốn người tần phong vừa mới xúc một miếng cơm liền phun ra ho không ngừng nhị nương chừng lớn hai mắt, Tần An ngẩng đầu vẻ mặt khó tin. Nhưng mà, bị ta từ chối rồi. Tần Kiến An giải thích, nhà họ Tần tuy rằng luôn xa sút nhưng ít nhất hương hỏa đời đời truyền thừa, nguyên nhân chính là vì có tự mình hiểu lấy. Các con thật sự cho rằng lúc trước ta rời khỏi đế đô, là vì chê vật giá ở đó quá đắt sao. Ba người đồng loạt gật đầu. Tần Kiến An mặt mày co giật, ho khan nói, đương nhiên, đó cũng là một phần nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất vẫn là vì hôn sự này. Lúc trước người đến nhà họ Liễu cầu hôn nhiều vô số kể, nhưng Liễu lão gia tử lại vì tổ huấn, lần lượt từ chối, Liễu lão gia tử cao phong lượng tiết, giữ đúng lời hứa, nhưng mà, điều này đối với nhà họ Tần ta lại không phải là chuyện tốt. Thì ra là vậy. Tần Phong lau đi hạt cơm ở khóe miệng, như có điều suy nghĩ. Đại ca, huynh nghe hiểu rồi sao? Tần An ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn sang. Năng lực lĩnh hội của ngươi, uổng phí cho một bộ dáng thư sinh. Tần Phong mở miệng giải thích kẻ sĩ không có tội, chỉ vì mang ngọc quý nên mới có tội thôi. Thực lực của nhà họ Tần, không xứng kết thân với nhà họ Liễu. Nhưng Liễu Tần hai nhà lại có tổ huấn ràng buộc, những người cầu hôn kia, không thể trách tội nhà họ Liễu. Tự nhiên chỉ có thể coi nhà họ Tần là cái gai trong mắt. Không tệ, lúc trước sản nghiệp của nhà họ Tần ở đế đô chính là liên tục bị chèn ép. Thậm chí Phong Nhi cũng thường xuyên gặp phải tai nạn, suýt nữa mất mạng. Lúc đó, ta liền biết, Phụng Thiên Thành đối với nhà họ Tần ta mà nói, không phải là nơi an thân vì vậy ta mới bán đi tổ trạch dọn nhà đến đây người cha không đáng tin cậy cũng có lúc đáng tin cậy là ta trách lầm lão ra rồi tần phong nhìn sang với ánh mắt tán thưởng giống như một người cha hiền từ nhìn thấy con trai cuối cùng cũng thành tài thấy bầu không khí trong đại sảnh có chút kỳ quái tần kiến ăn lại cầm lấy bát đũa ăn cơm đi ăn cơm đi những chuyện này không nhắc đến nữa nhị nương và nhị đệ cũng lần nữa động đũa nhưng sắc mặt nặng nề hơn rất nhiều mọi người đều ủ rũ cơm này còn ăn sao nổi xem ra vẫn phải ta ra tay tần phong nghĩ như vậy lập tức hỏi đúng rồi cha chuyến đi này kiếm được bao nhiêu lượng bạc mang về phụt một miếng cơm bị ho ra ngoài bầu không khí trên bàn ăn lại vui vẻ trở lại truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé dạng sáng ngày hôm sau trời vừa hửng sáng tần phong đang ngủ say bỗng bị đánh thức bởi tiếng động rít gió từ trong sân tần phong mặc quần áo bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy tần an đang cởi trần tay cầm một thanh đao nhỏ, múa may. Ánh nắng ban mai chiếu xuống, những bắp thịt ướt đẫm mồ hôi của Tần An trông thật rực rỡ, khiến Tần Phong không khỏi ghen tị. Nếu mình có thân hình như vậy, lo gì không có mỹ nhân bầu bạn. "Đại ca, huynh dậy rồi sao?" Tần An dừng động tác, lau mồ hôi trên trán, chậm rãi bước tới. "Ừ, đúng rồi, nhị đệ, ta có chuyện muốn hỏi, nếu ta bỏ văn theo võ, nên bắt đầu từ đâu?" "Đại ca không đọc sách thánh hiền nữa sao?" Tần Phong thở dài, đọc sách mười mấy năm ngay cả văn khí quán đỉnh cử phẩm trúc cơ cũng chưa bước vào có lẽ ta không phải là người có tài đọc sách nhị đệ ngươi ở thần vũ đạo thống như được thần trợ đại ca ta cũng muốn thử xem sao đại ca nói cũng có lý tần an suy nghĩ một lúc lập tức hạ thấp người xuống đứng tấn giải thích lực từ đất sinh ra muốn tiến vào thần vũ đạo thống cử phẩm luyện thể cảnh trước tiên phải rèn luyện tốt hạ bàn đại ca huynh hãy học theo ta thử đứng tấn xem có thể kiên trì được bao lâu được Tần Phong hét lớn một tiếng, sau đó bắt trước theo, hắn không tin, bản thân đường đường là người xuyên không, lại ngay cả đứng tấn cũng không làm được. Hắn nhất định phải trở thành võ thần. Nửa nén nhang sau, Tần Phong dựa vào tường, thở hổn hển, mồ hôi như mưa. Đại ca, đừng nản trí, lần đầu tiên huynh đứng tấn có thể kiên trì được lâu như vậy, đã là rất có thiên phú rồi. Lời này là thật sao? Tự nhiên là thật. Tần Phong hai mắt sáng lên, ta đã nói sao lại mệt như vậy, hóa ra mọi người đều giống nhau, xem ra, thần vũ đạo thống chính là được tạo ra cho ta. Đúng rồi, nhị đệ, lúc trước đệ lần đầu tiên đứng tấn kiên chỉ được bao lâu? Tần An trầm ngâm một lúc, đáp, lần đầu tiên ta đứng tấn là vào năm 10 tuổi, đại khái kiên chỉ được ba canh giờ. Hả? Đại ca huynh muốn đi đâu? Tàng thư phòng. Không luyện đứng tấn nữa sao? Không luyện nữa. Tần Phong tức giận bỏ đi. Học võ không học văn. Uổng công là người Trung Quốc, ta muốn vì sự trỗi dậy của tần gia mà đọc sách két cánh cửa tàng thư phòng được đẩy ra, nhìn vào bên trong, chất đầy đủ loại sách, trong đó không thiếu những cuốn sách quý hiếm và độc bản. Tần Phong tùy tay cầm lấy một cuốn, tên sách là Đại Càn Đồ Chí, nội dung không gì khác ngoài việc phân chia địa lý của Đại Càn Hoàng Triều, hắn lật từng trang, coi như đã có hiểu biết sơ bộ về sự phân bố của toàn bộ Đại Càn. Do yêu ma hoành hành, triều đình nhà Đại Càn không đủ sức kiểm soát, vì vậy Hoàng đế khai quốc đã chia toàn bộ bản đồ Đại Càn thành năm nơi, ngoài Trung ương do triều đình toàn quyền nắm giữ, bốn vùng đông nam tây bắc lần lượt do bốn vị thân vương phụ trách quản lý mà tấn dương thành nơi tần gia tọa lạc nằm ở nam vực thuộc phạm vi quản hạt của lạc thân vương giao quyền cho bốn đại thân vương đại càn hoàng triều chẳng lẽ không sợ địa vị bất bảo sao tần phong vừa lật sách vừa nghi hoặc trong lòng nhưng rất nhanh đã có đáp án bên ngoài bốn vực của đại càn còn có ngoại tộc rình rập bốn vực thân vương chống đỡ ngoại tộc đã phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà dòm ngó hoàng quyền để bốn đại thân vương cùng ngoại tộc tiêu hao lẫn nhau, không những có thể bảo vệ lãnh thổ đại càn, còn có thể củng cố địa vị siêu nhiên của hoàng quyền, quả nhiên, người có thể làm hoàng đế đều là lão hồ ly. Tần Phong cảm thán một tiếng, đặt đại càn đồ trí trở lại giá sách. Một canh giờ tiếp theo, Tần Phong ở lại trong tàng thư phòng, không ngừng đọc sách. Thông qua việc đọc sách, hắn càng ngày càng hiểu rõ về thế giới này, nhưng cũng phát hiện ra một sự thật khiến hắn chán nản. Mặc dù đã đọc hơn 10 cuốn sách, nhưng vẫn không cảm thấy thân thể có chút biến hóa nào, khó trách nguyên chủ đọc sách mười mấy năm vẫn chưa thể bước vào cửu phẩm trúc cơ cảnh, xem ra con đường văn thánh này, quả thật không dễ đi. Tần Phong buông sách xuống, không khỏi thở dài một tiếng. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, thương phi lan của chẳng yêu ti từng nói, văn thánh đạo thống, chú trọng văn khí quán đỉnh, nhưng văn khí này rốt cuộc là cái gì, nên có được từ đâu. Tần Phong vì muốn giải đáp nỗi băn khoăn trong lòng, bắt đầu tìm kiếm khắp tàng thư phòng nhưng mà thư phòng có hàng vạn cuốn sách đạo thống liên quan đến phần lớn là thần vũ bách quỷ đối với văn thánh đạo thống cho dù có nhắc đến cũng chỉ là đôi ba câu hừ lũ võ phu thô lỗ tần phong khinh thường nhổ một bãi kết quả này cũng nằm trong dự liệu của hắn đại càn lấy vô lực trị quốc an bang người của văn thánh đạo thống so với thần vũ bách quỷ số lượng thực sự ít đến đáng thương trên thị trường này tự nhiên hiếm có sách về tu luyện văn thánh chẳng lẽ con đường văn thánh đạo thống này thật sự không thể đi được Vừa dứt lời, trong đồng tử của Tần Phong lóe lên một tia kim quang, cả thế giới cũng trở nên khác biệt. Ngoài những điểm sáng màu xanh lục đã thấy trước đó, hắn kinh ngạc phát hiện, trên mỗi cuốn sách còn tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt. Tần Phong nuốt nước miếng, có chút không dám tin. Ánh sáng trắng này chẳng lẽ chính là văn khí? Thật đúng là, không ngờ thứ gọi là văn khí kia lại ở ngay trước mắt. Nhưng vui mừng qua đi, sắc mặt Tần Phong lại cứng đờ, sau đó rơi vào tuyệt vọng sâu sắc hơn. Nguyên chủ đọc sách hơn 10 năm, đều không thể hấp thu văn khí từ vạn quyển sách này, hắn làm sao có thể làm được? Tâm trạng của Tần Phong lúc này, giống như thái giám vừa mới vào cung, nhìn thấy một mỹ nữ nằm trên giường, không ngừng vẫy tay gọi đại gia đến chơi a, à. lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng lại vạn phần bất lực. Không được, ta phải tĩnh tâm lại, không thể nóng vội, ít nhất hiện tại, ta đã tìm được nơi văn khí tồn tại, tiếp theo phải làm, chẳng qua là tìm cách dẫn động văn khí quán đỉnh. Tần Phong hít sâu một hơi, bắt đầu phân tích. Đầu tiên, chỉ lật xem sách vở, Chắc chắn không thể dẫn động văn khí, điểm này đã được chứng thực từ nguyên chủ, nhưng văn khí này ở trong sách, đọc sách vô dụng, chẳng lẽ muốn ta ăn? Như vậy chẳng phải ta thật sự đầy bụng kinh luân? Tần Phong liếc nhìn quyển sách dày khoảng ngón tay cái trong tay, lại quét mắt nhìn toàn bộ tàng thư phòng, vô thức nuốt nước miếng. Nếu thật sự muốn ăn, e rằng ta còn chưa thành công dẫn động văn khí, đã bị trang sách này chèn chết, cách này chắc chắn không được. Vậy có phải là cách đọc sách có vấn đề? Tần Phong bỗng nhiên hai mắt sáng lên trong trí nhớ, nguyên chủ tuy rằng đã dành hơn 10 năm lật xem hết vạn quyển sách trong tàng thư phòng, nhưng phần lớn chỉ dừng lại ở mức có ấn tượng, căn bản không đạt đến mức độ thuộc lòng, dung hội quán thông. Có lẽ, chỉ cần mình đọc thuộc lòng một quyển sách từng chữ một, là có thể dẫn động văn khí trong sách. Tần Phong càng nghĩ càng thấy có lý, đang định thử, nhưng vừa nhìn thấy trang giấy đầy chữ, còn có những trang sách dày cộp, trong lòng liền nản lòng. Trang sách dày như vậy, muốn đọc thuộc lòng từng chữ một cho dù thông minh như ta cũng ít nhất cần một tháng thời gian nếu có tác dụng thì thôi nếu không có tác dụng chẳng phải là lãng phí thời gian sao ngay khi tần phong đang do dự chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra dưới đôi đồng tự ánh vàng của hắn những chữ viết trên trang sách như có sinh mệnh không ngừng chảy vào trong đầu hắn chỉ cần liếc mắt nhìn qua nội dung trên trang sách hắn lại có thể nhớ rõ ràng không sót một chữ cái này tần phong đầu tiên là sửng sốt sau đó mừng rỡ vạn phần không ngờ đôi mắt này còn có tác dụng như vậy như vậy thuộc lòng quyển sách này đối với ta mà nói cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt để nhanh chóng kiểm chứng suy đoán của mình tần phong không trần trừ bắt đầu nhanh chóng lật trang sách không bao lâu tất cả nội dung trong sách hắn đều đã rõ ràng trong lòng cùng lúc đó phía trên quyển sách ánh sáng trắng yếu ớt kia lại hóa thành sợi tơ nối liền với đỉnh đầu hắn giống như nước mưa không ngừng nhỏ giọt tần phong bỗng cảm thấy tinh thần chấn động Hắn nhắm mắt tập trung tinh thần, cẩn thận cảm nhận biến hóa văn khí trong cơ thể, lại thấy trong thần thức xuất hiện một thác nước khô cạn, tia văn khí kia cũng biến thành dòng nước nhỏ bằng ngón tay út. Tần Phong thấy vậy, như có điều suy nghĩ, văn khí quán đỉnh văn khí quán đỉnh, ta hiểu rồi. Muốn bước vào văn thánh cửu phẩm trúc cơ cảnh, chỉ cần dẫn động đủ nhiều văn khí, lấp đầy thác nước này là được. Nếu đã như vậy, phát hiện phương hướng tu hành, Tần Phong hưng phấn tột độ hắn không muốn lãng phí một chút thời gian, bắt đầu nhanh chóng lật xem sách trong phòng, mà thời gian cũng trong lúc bất chi bất giác lặng lẽ trôi qua. Buổi tối, sao trời lấp lánh. Trong đại sảnh tần phủ, nhị phu nhân bưng bát đũa lên, còn chưa kịp ăn một miếng, liền lại đặt xuống. Phong nhi đâu? Cả ngày nay không thấy bóng dáng nó đâu. Buổi sáng ta gặp đại ca, lúc đó huynh ấy đi tàng thư phòng, hiện tại không biết người ở đâu. Tần An nuốt thức ăn xuống, nói. Tàng thư phòng cũng không thể ở đó cả ngày chứ thanh nhi ở cửa lập tức đáp bẩm phu nhân đại thiếu gia vẫn còn ở tảng thư phòng trước đó huynh ấy có dặn dò không muốn lãng phí thời gian đọc sách nên bữa tối không ăn tần kiến an ngồi ở vị trí chính nghe vậy như có điều suy nghĩ nhưng cũng không nói gì thêm nhưng nhị phu nhân lại vô cùng đau lòng đây không phải là sao cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể không ăn cơm chứ lão gia chàng mau đi khuyên nhủ nó đi phong nhi có thể cố gắng như vậy đó là chuyện tốt, chúng ta hạt tất phải đi quấy giày, bảo nhà bếp để dành chút thức ăn cho nó là được, muộn một chút, nó đọc sách mệt mỏi, tự nhiên sẽ gọi Thanh Nhi hâm nóng cơm cho nó ăn. Vậy cũng chỉ có thể như vậy. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Tân An đã dậy đi ra sân luyện đao pháp, nhưng đao của hắn còn chưa ra khỏi vỏ, liền thấy Thanh Nhi lo lắng chạy đến trước mặt. "Nhị thiếu gia, chàng mau đến tàng thư phòng xem thử đi, đại thiếu gia hình như bị điên rồi, cả đêm không về, ở đó không ngừng lật xem sách vở." thanh nhi khuyên thế nào cũng không nghe cái gì tần an nghe vậy lập tức cũng không rảnh luyện đao pháp nữa hướng tàng thư phòng nhanh chóng chạy tới một lát sau hai người đến bên ngoài tàng thư phòng nhìn vào trong phòng quả nhiên thấy tần phong vẻ mặt hưng phấn chạy tới chạy lui mỗi lần hắn cầm một quyển sách lên chỉ cần liếc mắt nhìn qua liền lại đặt về chỗ cũ sau đó lại nhanh chóng cầm quyển tiếp theo tiếp tục nhanh chóng lật xem bộ dạng này nào giống như đang đọc sách chẳng lẽ đại ca bị yêu ta mấy ngày trước đoạt hồn tần an giật mình lập tức phân phó thanh nhi muội mau đi tìm cha và mẹ ta ngăn cản đại ca thanh nhi gật đầu đáp ứng cũng không dám trần trừ vội vàng chạy về phía phòng của lão gia mà tần an cũng không nói hai lời một cái lóe người đến bên cạnh tần phong nắm lấy cổ tay đối phương đại ca huynh rốt cuộc đang làm gì vậy tần phong sửng sốt nhìn rõ người đến liền quát nhị đệ buông tay đây chính là thời khắc mấu chốt sau một ngày một đêm nỗ lực hắn đã đọc gần vạn quyển sách sắp sửa lấp đầy thác nước trong đầu bằng văn khí tự nhiên không muốn bị người khác cắt ngang nhưng tần an nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của tần phong chỉ cho rằng đối phương thật sự bị điên rồi nói gì cũng không chịu buông tay khiến tần phong nghiến răng nghiến lợi rõ ràng chỉ cần đọc xong quyển sách trong tay văn khí liền có thể lấp đầy thác nước tên nhị hóa này đến phá đám gì chứ tình thế cấp bách tần phong nảy ra ý hay hắn vẻ mặt kinh nhìn về phía cửa phòng quát lớn nhị đệ cẩn thận tần an thấy vậy chỉ cho rằng phía sau có thứ gì đó ghê gớm vội vàng vận động toàn thân khí huyết gân cốt quay người ứng phó nhưng khi quay người lại nào có nguy hiểm gì cửa phòng rõ ràng là trống không mà khi tần an quay đầu lại lần nữa chỉ thấy đại ca của mình đã lật đến trang cuối cùng của quyển sách sau đó vẻ mặt hưng phấn cười như điên ta thành công rồi ta thành công rồi trong đầu theo tia văn khí cuối cùng chảy vào thác nước chỉ thấy bạch quang trượt lóe thác nước đổ xuống Tần Phong hiểu rõ, đây là điểm báo của văn khí quán đỉnh. Hắn không nhịn được tâm trạng kích động, lập tức giơ tay lên trời, miệng quát lớn, nhị đệ, xem ta văn khí quán đỉnh, bước vào văn thánh cửu phẩm. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ tới là, thác nước vốn đã đầy ắp, sau khi bạch quang xuất hiện, lại trong nháy mắt thu nhỏ lại còn một phần mười so với ban đầu. Mà điều càng xấu hổ hơn là, cha và nhị phu nhân vừa lúc này chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái trước mắt khóe miệng Tần Phong giật giật, cha, mẹ, nhị đệ, con có thể giải thích. Tần An không để ý tới, một cái lóe người, trực tiếp khống chế Tần Phong. Nhị phu nhân lo lắng nói, mau đi tìm tống y sư. Tần Kiến An cũng nói, ta đi chẳng yêu ti, tì, tìm thương cô nương đến xem thử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Phong nằm trên giường, tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét hai miếng vải đen trắng. Tần An nói, lý do phải nhét vải trắng là sợ đại ca phát điên cắn lưỡi tự sát nhị nương thấy có lý, lại cảm thấy một miếng vải trắng chưa đủ chắc chắn, bèn nhét thêm một miếng vải đen. Tần Kiến An vốn cũng muốn nhét thêm một miếng nữa, nhưng sau nhiều lần thử, ông phát hiện ra là thật sự không nhét thêm được nữa, chỉ đành tiếc nuối lắc đầu, như thể uy nghiêm gia chủ của ông bị so sánh vậy. Tần Phong trên giường khó chịu vô cùng, chỉ có thể ú ớ không ngừng dãy ruộng, vị y sư tóc hoa dâm tống lão tiên sinh vẫn đang không ngừng kiểm tra tròng trắng của hắn, còn nửa người trên của hắn bị cắm đầy kim bạc dài ngắn khác nhau, trông như con nhím tần phong ấm ức đầy bụng nhưng có khổ không nói nên lời chỉ có thể chút hết oán khí lên thác nước văn khí trong thần hải hắn rõ ràng nhìn thấy thác nước bị văn khí lấp đầy hắn cũng rõ ràng nhìn thấy thác nước đó lóe lên ánh sáng trắng nhưng tại sao văn khí lại đột nhiên thu nhỏ lại còn một phần mười so với ban đầu chẳng phải là nói muốn thật sự lấp đầy thác nước còn cần phải ghi nhớ ít nhất chính vạn cuốn sách nữa sao nói đùa gì vậy chẳng trách đại cán ít người nghiên cứu đạo thống văn thánh một vạn cuốn sách muốn ghi nhớ trong lòng ít nhất cũng phải mất mười mấy năm công phu mười vạn cuốn sách đợi đến khi đọc thuộc lòng nửa cái chân cũng phải bước vào quan tài rồi sau khi oán thẩm trong lòng tần phong cũng coi như bình phục tâm tình dù sao hắn có đôi mắt này đọc thêm chín vạn cuốn sách cũng chỉ mất mười mấy ngày công phu mà thôi vấn đề bây giờ là sách trong tàng thư các hắn đã đọc gần hết rồi những cuốn sách còn lại phải đi đâu tìm phải biết rằng đại càn trọng võ không trọng văn muốn tìm được nhiều sách như vậy không phải chuyện dễ dàng ngay lúc này tần phong đột nhiên phát hiện thương phi lan của chảm yêu ti do lão cha mời đến vẫn luôn đứng bất động ở giữa phòng mà đôi mắt màu xanh nhạt của nàng cũng từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào hắn đây là tình huống gì chẳng lẽ nàng cuối cùng đã bị vẻ ngoài đẹp trai của ta chinh phục tần phong có chút hưng phấn dù sao mỹ nhân anh tư như thương phi lan rất hợp khẩu vị của hắn không nói những cái khác chỉ riêng đôi chân dài được bao bọc bởi chiếc quần dài màu đen xanh đó hắn có thể chơi cả đời không chán nhưng hưng phấn thì hưng phấn tần phong dùng khóe mắt liếc nhìn bản thân lúc này hắn không hề liên quan đến hai chữ đẹp trai một ý nghĩ đáng sợ đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ nàng có sở thích đặc biệt nào đó tần phong dùng mình một cái nếu thật sự là như vậy đến lúc đó mình nên liều mạng phản kháng hay là nhắm mắt im lặng chịu đựng thật khó xử thương cô nương hồn phách của con ta có bị tổn hại không tần kiến an hỏi thương phi lan nghe vậy lắc đầu tam hồn thất phách đều đủ không bị tổn hại tống y sư ông có nhìn ra gì không nhị nương lo lắng hỏi lão giả tóc hoa dâm lắc đầu ta đã kiểm tra thân thể tần công tử mọi thứ đều bình thường tần phong ra sức gật đầu tỏ vẻ tán thành lão giả này coi như cũng có chút y thuật ai ngờ đối phương lại đổi giọng nhưng nghe các ngươi miêu tả tần công tử hồn phách còn nguyên vẹn nhưng hành vi kỳ quái nói năng làm nhảm rất có thể là do mấy ngày trước bị kinh hãi quá độ mắc chứng cùng loạn lão phu kiến nghị cứ trói tần công tử như vậy trên giường quan sát thêm vài ngày, đợi đến khi tình trạng tần công tử chuyển biến tốt đẹp, rồi hãy cởi trói cho hắn. Tần Phong trừng lớn hai mắt, lang băm, ngươi đúng là lang băm. Lập tức dãy ruộng kịch liệt hơn, miệng không ngừng phát ra tiếng ớ. Tống y sư thấy vậy, vội vàng hô, nhanh, nhanh ấn hắn xuống, hắn đây là bệnh tình lại tái phát. Để ta... Tần Kiến An không biết từ đâu lấy ra một sợi dây thừng to bằng cổ tay, cố định Tần Phong trên giường, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Ngay lúc này, Thương Phi Lan đột nhiên mở miệng nói, "Ta thấy hắn có lời muốn nói, chi bằng lấy miếng vải nhét trong miệng ra, nghe xem hắn muốn nói gì, rồi hãy phán đoán cũng không muộn." Tần Phong ra sức gật đầu. Nhưng nếu lấy miếng vải ra, đại ca phát điên cắn lưỡi tự sát thì sao? Tần An tỏ vẻ bất an. "Không sao, nếu tình huống không ổn, ta sẽ nhét miếng vải lại." Tần Kiến An từ trong lòng móc ra một miếng vải bố, lộ ra vẻ mặt muốn thử. "Vậy cũng chỉ có thể như vậy." Miếng vải trong miệng được lấy ra. Tần Phong thở phào một hơi, để tránh bản thân lại bị hiểu lầm là cuồng loạn. Hắn cố gắng bình ổn giọng nói, cha, mẹ, nhị đệ, con không có bệnh, lúc đó con thật sự đã chạm đến ngưỡng cửa cửu phẩm văn thánh, cho nên mới kích động hô to, mọi người phải tin con. Tống y sư lập tức lắc đầu, người mắc chứng cuồng loạn, thường đều nói mình không có bệnh, tần lão ra, lời này không thể tin. Ta cũng cho là như vậy, vậy ta nhét miếng vải bố vào miệng hắn. Chờ đã, tần phong lên tiếng ngăn cản, xem ra lúc này cho dù hắn giải thích thế nào cũng vô dụng nhất định phải nghĩ cách chứng minh bản thân hắn nghiêng đầu nhìn về phía tống y sư đột nhiên trong mắt lóe lên kim quang tình trạng thân thể của đối phương trong nháy mắt hắn liền rõ như lòng bàn tay tống y sư có phải đêm đến ông thường xuyên tay chân lạnh đầu choáng váng có lúc ngồi xổm xuống rồi đứng lên còn bị chóng mặt tống y sư vẻ mặt kinh ngạc lập tức run rẩy nói ngươi ngươi làm sao biết được Hừ, cái gọi là mạch tượng chậm rãi, huyết không nuôi mồ hôi, lưỡi trắng bạch, huyết không nuôi gan, đây rõ ràng là biểu hiện của khí huyết hư nhược. cái này, vậy ta nên chữa trị như thế nào? Tần Phong nhếch mép cười, rất đơn giản, theo như trong sách bách bệnh tạp đàm có ghi, tình huống như ông, nên dùng thiên nam tinh năm đồng cân, bách hợp một đồng cân rưỡi, thổ Sửu tinh ma hai đồng cân, hạ khô thảo một lượng, dùng khoản đông hoa làm thuốc dẫn, sau đó dùng lửa văn võ luân phiên sắc, cuối cùng dùng tám bát nước sắc thành một bát đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Có chuyện này sao? Không, không thể nào, sách bách bệnh tạp đàm ta cũng từng nghiên cứu qua, không nhớ có đoạn miêu tả này. Tống y sư sắc mặt biến đổi, ông là một lão y sư làm sao có thể thừa nhận bản thân kỹ thuật, không bằng người khác. Muốn phán đoán ta nói đúng hay sai, chờ xem là biết, thanh nhi, con đến tảng thư các, vào cửa rẽ phải, tủ sách thứ ba, hàng thứ tư, lấy cuốn sách thứ bảy đặt ở trên đó. Thanh Nhi đáp lời rời đi, những người còn lại đều kinh ngạc. Trong tàng thư các có mấy chục tủ sách, cất giữ vạn cuốn sách, Tần Phong làm sao có thể nhớ rõ vị trí sách như vậy? Không lâu sau, Thanh Nhi liền lấy bách bệnh tạp đàm trở về. Tần Phong vẻ mặt tự tin, Tống Y Sư, ông lật sách đến trang 37, xem hàng thứ bảy viết gì. Tống Y Sư vẫn có chút không dám tin, ông chậm rãi lật sách ra, những người còn lại cũng tò mò, thò đầu nhìn về phía trang sách. Kết quả, vị trí nội dung lại không sai một chữ so với lời Tần Phong nói. Bịch, sách rơi xuống đất, Tống y sư thân thể loạn choạng, không ngờ lão phu nghiên cứu y thuật mấy chục năm, vậy mà còn không bằng. Tần lão gia, Tần công tử đầu óc minh mẫn, xem ra thật sự không có cùng loạn, lão phu liền xin cáo lui trước. Tần Kiến An vốn muốn an ủi vài câu, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể nói một tiếng đi thong thả, sau đó ông liếc nhìn miếng vải bố trong tay, không cam lòng nhét lại vào bên hông. Tần Phong thấy vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc này, trong thần hải của hắn, một luồng văn khí đột nhiên lớn mạnh, ước chừng trở nên gấp 10 lần so với trước đó, biến hóa đột ngột này khiến hắn kinh hãi không thôi. Đây là văn khí trong sách Bách bệnh tạp đàm. Văn khí trong quyển sách này đã bị ta hấp thu hết, tại sao lại đột nhiên lớn mạnh, chẳng lẽ có liên quan đến việc ta vừa dùng nội dung trong sách để chữa bệnh cho Tống y sư? Chờ đã, ta dường như đã hiểu, muốn hấp thu văn khí trong sách, ghi nhớ trong lòng là bước đầu tiên, sau đó nếu có thể học áp dụng nội dung trong sách liền có thể dẫn động thêm nhiều văn khí vào cơ thể. Tần Phong đối với phát hiện này vô cùng hưng phấn, hắn thậm chí còn cân nhắc có nên tự mình mở một tiệm thuốc nhỏ, đi chữa bệnh cứu người, như vậy chẳng phải văn khí sẽ cuồn cuộn kéo đến sao? Đại ca, huynh sẽ không phải đã ghi nhớ hết tất cả sách đã xem trong tàng thư phòng chứ? Tần An nhớ tới trạng thái khi Tần Phong đọc sách, không khỏi hỏi: "Hơ, việc này có gì khó? Ta đọc sách mười mấy năm, không thấy thành quả, chỉ là tuần tự tiến triển, dày công tích lũy." Nhưng đại ca, sáng hôm qua, huynh không phải còn nói với ta muốn từ bỏ văn chương theo võ đạo sao? Tổng Phi Lan hơi nhíu mày, trong đôi mắt màu xanh nhạt kia lóe lên một tia bất mãn. Tần Phong ho khan một tiếng, nông cạn. Ngay cả dụng ý tốt của ta cũng không nhìn ra, ta làm vậy là để muội nhớ lại cảnh tượng lúc mới gia nhập thần võ đạo thống, mượn chuyện này nói cho muội một đạo lý, dục tốc bất đạt, đừng quên mục tiêu ban đầu, mới có thể đi đến cùng. Thì ra là vậy, đại ca, ta hiểu rồi cảm nhận ánh mắt sùng bái của nhị đệ, tần phong bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, trong lòng lại thầm nghĩ quả nhiên võ phu vẫn là đầu óc đơn giản. vì ta không bị bệnh, các ngươi còn chói ta làm gì? cha mẹ, mau cởi chói cho ta. a gia, các ngươi chậm một chút, trước tiên rút ngân châm ra. tần phong khôi phục tự do hoạt động cổ tay, trong lúc cởi chói, hắn cũng giải thích với người nhà về phát hiện của mình đối với văn thánh đạo thống. nhị phu nhân nghe xong, suy nghĩ một lúc, theo lời phong nhi, chỉ cần có thể mua thêm nhiều sách. Phong Nhi liền có thể mượn văn khí trong sách, bước vào văn thánh cửu phẩm. Lão ra, vậy còn chờ gì nữa, mau lấy bạc trong nhà ra, thu thập sách vở cho Phong Nhi. Tần Kiến ăn mặt mày co giật, ấp úng, phu nhân, Tấn Dương Thành là một thành nhỏ hẻo lánh, không bằng đế đô phụng thiên thành, ta đi đâu tìm nhiều sách như vậy. Hơn nữa, nàng cũng biết, mấy ngày trước yêu tà xâm nhập vào thành vẫn chưa tìm thấy, dân chúng hiện tại rất ít khi ra ngoài, vọng nguyệt cư của chúng ta căn bản không có khách hàng. Ngay cả dược dục và huyết khí đan của An Nhi, nhà chúng ta cũng sắp không trả nổi. Lão cha nói nhiều như vậy, Tần Phong tóm tắt lại một câu, không có tiền. Cha, mẹ, hiện tại ta đã gặp phải bình cảnh ở thất phẩm liễm tức cảnh, trong thời gian ngắn không cần dùng đến dược dục và huyết khí đan, người vẫn nên dùng tiền mua sách cho đại ca đi. Mọi người nghe vậy, đồng loạt nhìn về phía Tần An. Tần Phong che ngực, nhị để hiểu chuyện như vậy, lúc trước hắn lại còn nghi ngờ đối phương muốn hại chết mình, thật sự ấy náy không cần như vậy, tuy vọng nguyệt cư gần đây không có khách hàng gì, nhưng ta gần đây lại nghĩ ra một con đường làm giàu, đến lúc đó chỉ cần. Lời còn chưa dứt, mọi người vội vàng lên tiếng. Lão gia, gần đây phủ thiếu tiền, chẳng đừng lãng phí bạc nữa. Cha, vẫn nên tiết kiệm tiền mua sách cho đại ca đi. Cha, cha thật sự không có năng khiếu buôn bán, nên có chút tự biết mình. Tần kiến ăn sốt ruột, mặt đỏ tía tai nói, các ngươi hiểu cái gì? Buôn bán chú trọng thiên thời địa lợi nhân hòa, mấy lần trước ta thua lỗ đều là bởi vì vận may không tốt nhị phu nhân không để ý tới chỉ liếc mắt một cái tần an thở dài một tiếng cúi đầu nhìn mũi chân quả nhiên chuyện kiếm tiền vẫn phải dựa vào ta người xuyên không này tần phong lắc đầu đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ phương diện nào thì thương phi lan vẫn luôn bị mọi người bỏ qua trong phòng lên tiếng nếu chỉ là muốn xem sách ta ngược lại biết một nơi nhưng muốn vào trong đó không dễ dàng ngươi có thể đi thử với ta Tần Phong đi theo Thương Phi Lan rời khỏi Tần Phủ, từ khi xuyên không đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài. Vừa hay nhân cơ hội này xem xét hoàn cảnh Tấn Dương Thành, tiện thể đánh giá năng lực mua của người dân nơi đây. Phải biết rằng, buôn bán dựa vào đầu óc. Nếu như lão cha, mang lương thực đến làng trài không thiếu lương thực để bán, có thể kiếm được bạc mới là lạ. Lúc này gần đến buổi trưa, trên đường người đến người đi, hai bên đầy dãy tiếng giao hàng của tiểu thương, cảnh tượng này, Quả thực giống với bức tranh Thanh Minh thượng hà đồ đã từng thấy ở kiếp trước. Tần Phong cẩn thận quan sát xung quanh, ý đồ tìm kiếm cơ hội buôn bán trong tương lai, nhưng ánh mắt lại luôn vô tình bị mỹ nhân trước mặt hấp dẫn. Ể, chỗ đó có người đang bán than, dù sao thời tiết cũng chuyển lạnh rồi, nhưng mà, than trắng thật đấy. Ồ, đây chính là bánh hành được bán ở thời cổ đại sao? Bánh hành này cong thật đấy. Thậm chí còn có đậu phụ thối, ngửi thật thơm. Còn có đôi chân này. Bóp Tần Phong lập tức tự tát mình một cái. Làm sao vậy? Nghe thấy động tĩnh, Thương Phi Lan nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh nhạt kia, dù nhìn bao nhiêu lần cũng đều mê hoặc lòng người. Bình tĩnh, ta phải bình tĩnh, dù sao kiếp trước ta cũng là xe thần ở Thu Minh Sơn, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy, nhất định phải giữ bình tĩnh. Có mũi, gần đến tháng 11 rồi, còn có mũi, cũng thật kỳ lạ. Thương Phi Lan thản nhiên nói, ai nói không phải chứ. Tần Phong ho khan một tiếng, ánh mắt lại vô thức nhìn theo đôi chân dài kia lắc lư trước sau. Ngay lúc này, ở phía trước cách đó không xa, đột nhiên chuyển đến tiếng gà gáy, Tần Phong nhìn theo tiếng động, sau đó khựng lại. Một tòa lầu các tao nhã, một đám, dựa vào lan can, cười duyên nhìn người đi đường vội vã. Có mấy cô nương xinh đẹp mắt sắc, liếc thấy Tần Phong, lập tức sáng rực rỡ, vẫy vẫy khăn theo trong tay, miệng ngọt ngào gọi, công tử, trời đất lạnh lẽo, không bằng vào trong ngồi một chút. Ngồi một chút, ban ngày ban mặt, thành thể thống gì chứ, Tần Phong theo bản năng đưa tay sờ sờ túi tiền bên hông, sau đó thở dài một hơi, hắn lấy đâu ra túi tiền. Nhưng cho dù có tiền, hắn cũng nhất định sẽ không đi, dù sao hắn còn chưa đến thất phẩm. Niềm tin kiếm tiền và nâng cao tu vi, vào lúc này trở nên vô cùng mãnh liệt, quả nhiên, dục vọng mới là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy con người tiến lên. Thương Phi Lan bước chân không dừng, khoảng cách giữa hai người đã kéo ra một chút, Tần Phong thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Các cô nương xinh đẹp thấy công tử Tuấn Tú đi đến gần, giao hàng càng thêm hăng hái nếu có lựa chọn các nàng đương nhiên càng hy vọng tiếp đãi công tử tuấn tú như vậy ai ngờ lúc này thương phi lan đột nhiên ngẩng đầu đôi mắt màu xanh nhạt ánh sáng lưu chuyển các cô nương trên lầu chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát tiếng nói đến cổ họng lại không cách nào phát ra được mãi cho đến khi thương phi lan hai người đi xa các nàng mới hồi phục lại chuyện kỳ lạ như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải tần phong bám sát thương phi lan lại đi qua bảy tám con hẻm đến trước một tòa lầu các bằng gỗ lim trên cửa lớn của lầu cát treo một tấm biển trên đó khắc ba chữ lớn thính vũ hiên chính là nơi này thương phi lan dừng bước hai mắt hơi nheo lại truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé bên cạnh cổng gác mái một lão giả mặc áo choàng xám tóc bạc phơ đang nhắm mắt nằm trên ghế mây ung dung lắc lư chiếc quạt giấy trong tay nghe thấy động tĩnh ông ta mở mắt nhìn rồi khịt mũi ngươi thật sự là không từ bỏ ý định Rõ ràng không có bản lĩnh vào, nhưng cứ khăng khăng mỗi ngày đều đến, không mệt sao? Ô, còn mang theo trợ thủ. Lão giả tóc bạc chú ý đến Tần Phong phía sau thương phi lan, vừa định lên tiếng chế nhạo, nhưng lời đến bên miệng, lão giả dường như phát hiện ra điều gì đó, trợn to hai mắt, đột nhiên ngồi bật dậy khỏi ghế mây. Lại có chuyện như vậy? Tiểu tử, ngươi tên là gì? Người này thật là bất lịch sự, lại gọi ta là tiểu tử, ta chỗ nào nhỏ? Tần Phong nhíu mày, "Lão tiên sinh" muốn biết tên người khác, có phải nên tự giới thiệu bản thân trước không? Thương Phi Lan nghe vậy, liếc mắt nhìn sang, ánh mắt đó như muốn nói, không ngờ ngươi lại can đảm như vậy. Lão giả tóc bạc cũng sừng sốt, sau đó cười nói, ta sống lâu như vậy, dám nói chuyện với ta như vậy ngươi là người thứ hai, tiểu tử, nghe cho rõ, ta họ bách lý, còn tên thì không nói, biết rồi cũng không có lợi gì cho ngươi. Mẹ kiếp, lão già này tại sao lại ngông cuồng như vậy, còn ánh mắt của thương cô nương, ta sẽ không vô tình chọc phải đại nhân vật nào đó chứ tần phong nuốt nước miếng lập tức thay đổi thái độ cung kính nói tiền bối nói đùa vừa rồi là vãn bối thất lễ vãn bối tên tần phong một thư sinh tần phong lão giả lẩm bẩm ánh mắt đầy ẩn ý một lát sau lại tự mình nằm xuống ghế mây quy củ vẫn như trước nếu có thể đối được câu dưới liền cho ngươi vào lão giả phe phẩy quạt ung dung nói ra để đi thương phi lan trầm ngâm một lát giọng điệu nghe thế nào cũng không tự tin lắm Bách Lý lão nhân dùng ngón trỏ tay phải khẽ gõ vào ghế mây, không bao lâu, một cuộn giấy trắng bay ra từ trong gác mái, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Thương Phi Lan. Tần Phong tò mò, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên cuộn giấy trắng viết: "Thiên tác kỳ bản tinh tác tử, thùy nhân cảm hạ." Hừ, khẩu khí thật lớn, nhai kẹo cao su à. Đối với câu đối này, Tần Phong tự nhiên không xa lạ, kiếp trước hắn dù sao cũng coi như là một học bá, câu đối này vốn là do Lý Thượng thư thời nhà Minh đưa ra để làm khó giải tấn, ý cảnh hùng vĩ khí phách ngất trời hắn chỉ là không ngờ thế giới này lại có người có thể đưa ra câu đối giống nhau văn tự có thể phản ánh tâm hồn con người từ đó có thể thấy người đưa ra câu đối này không phải là người có địa vị cao thì cũng là người có hoài bão lớn thương phi lan nhìn rõ nội dung trên cuộn giấy trắng cao mày nàng đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu nửa ngày cũng không thấy động tĩnh câu đối này thật khó đối thương cô nương sợ là phải suy nghĩ rồi tần phong đứng bên cạnh tuy biết câu đối nên đáp như thế nào nhưng lại không lên tiếng quy củ này vẫn phải có đừng phí sức nữa câu đối hôm nay còn khó hơn trước nhiều trước đó ngươi đều không đáp được huống chi là hôm nay giọng điệu của bách lý lão nhân rõ ràng có chút hả hê tần phong liếc mắt nhìn lão già này thật sự rất xấu xa lại thích bắt nạt một cô nương chỉ là một câu đối thôi không đáp được thì không đáp được hẳn là thương cô nương cũng sẽ không quá để ý tần phong vốn nghĩ như vậy ai ngờ bên cạnh lại truyền đến tiếng thút thít khe khẽ chuyện gì xảy ra tần phong giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy thương phi lan hai tay ôm lấy nhau thân thể khẽ run rẩy nhìn lại đôi mắt màu xanh nhạt của đối phương đang ngấn lệ rõ ràng là sắp khóc này 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 không đến mức đó chứ chỉ là một câu đối không đối được thôi cũng không phải là chồng chết cần gì phải như vậy hắn vẫn luôn cho rằng mỹ nhân như thương phi lan lẽ ra phải giống như sát thủ trong đêm đen thời cổ đại tâm trạng sẽ không vì ngoại vật mà có bất kỳ gợn sóng nào nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới nàng lại như một cô bé thi trượt vì không đối được câu đối mà tâm lý bị phá vỡ thương cô nương ngươi không sao chứ không cần ngươi quản ta lập tức có thể đối được câu dưới thương phi lan bướng bỉnh đáp nước mắt trong mắt đã ngưng tụ thành giọt lăn tròn trong hốc mắt thời gian từng giây từng phút trôi qua với năng lực của thương phi lan tự nhiên không thể đối được câu dưới bách lý lão nhân ngáp một cái khinh thường nói sớm về đi đừng làm lỡ thời gian của ta lão già này miệng sao lại độc như vậy nữ tử xinh đẹp như vậy ngươi cũng nhẫn tâm bắt nạt nghĩ đến đây tần phong lập tức nói thương cô nương trước đó ngươi đã giúp ta hai lần ta người này xưa nay không thích nợ nhân tình của người khác câu đối này không bằng giao cho ta thương phi lan ngẩng đầu lên đôi mắt vốn đã yêu mị mê người dưới ánh nước dường như có thể làm tan chảy cả đá ngươi có thể đối được giọng điệu không giống như lạnh lùng trước đây ngược lại có một loại cảm giác kỳ lạ tần phong ưỡn ngực ho khan một tiếng nói tại hạ có thể thử Bách Lý tiền bối, ta có thể thay nàng đáp lại không? Lão già tóc bạc vẫn ung dung phe phẩy quạt, không phải ta coi thường ngươi, cho dù có thêm 10 người, người như ngươi nữa, câu đối này, ngươi cũng không đối được. Lão già này, miệng thật độc, nếu ta tu luyện là thần võ đạo thống, nhất định phải đánh hắn một trận. Tần Phong nắm chặt tay trái, cười gượng, nếu vãn bối có thể đối được thì sao? Vậy thì cho cả hai người cùng vào. Nhất ngôn ký xuất, Tần Phong vung tay áo, lập tức hỏi, có bút mực không? Cho ngươi thì đã sao, Bách Lý lão nhân dùng ngón tay khẽ gõ vào ghế mây, trong gác mái, lập tức bay ra một cuộn giấy trắng, một cây bút lông đã được mài mực. Tần Phong nhận lấy bút lông, trải cuộn giấy trắng ra trước mặt, tay cầm bút, lơ lửng giữa không trung, nhưng lại chậm chạp không hạ xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng biết câu đối là gì, nhưng cây bút trong tay ta lại như không nghe theo sự điều khiển của ta căn bản không hạ xuống được. Bách Lý lão nhân liếc mắt nhìn, chỉ cho rằng Tần Phong không đối được câu đối, nên cố ý làm ra vẻ, người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày còn có thể nhịn sao tần phong trợn to hai mắt nghiến răng nghiến lợi gân xanh trên tay phải nổi lên cây bút chậm chạp không hạ xuống rốt cuộc cũng có động tĩnh cùng lúc đó trong biển thần thác nước văn khí bắt đầu cuồn cuộn hóa thành dòng nước đổ về phía cây bút lông trong tay tần phong bách lý lão nhân lập tức cảm thấy không ổn cây quạt trong tay ngừng lắc lư ông ta trợn to hai mắt chỉ thấy trên cuộn giấy trắng rơi xuống chữ cái đầu tiên địa đây là cánh tay phải của tần phong run rẩy mồ hôi trên trán như mưa rơi xuống khó khăn viết ra chữ cái thứ hai tác tiếp theo là chữ cái thứ ba chữ cái thứ tư tần phong chỉ cảm thấy thứ mình đang cầm không phải là bút lông mà là một tảng đá khổng lồ theo số lượng chữ cái tăng lên tảng đá này càng ngày càng nặng đợi đến khi chữ cái thứ bảy rơi xuống bút lông như nặng vạn cân tích tắc tích tắc trên hai ngón tay máu tươi nhỏ xuống bách lý lão nhân thấy vậy vội vàng quát tiểu tử đừng viết nữa với năng lực hiện tại của ngươi không chịu đựng nổi tần phong không để ý tới ngược lại quát lớn một tiếng trong biển thần thác nước văn khí bắt đầu sôi trào như núi lửa phun trào cuồn cuộn đổ vào đầu bút áp lực trên đầu ngón tay hắn giảm bớt lập tức hít sâu một hơi vung bút viết đợi đến khi chữ cái cuối cùng của câu đối được viết xong chỉ thấy trên cuộn giấy trắng một cột sáng trắng phóng lên trời tần phong chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực lập tức ngồi xuống đất lúc này hắn cảm thấy cả cánh tay phải như không phải của mình. Bách Lý lão nhân lóe người, đến trước cuộn giấy trắng, vẻ mặt kinh hãi. Ở một bên khác, Thương Phi Lan nhìn câu đối trên cuộn giấy trắng, ánh mắt sáng rực, dưới khăn vuông màu đen, nàng khẽ mở môi đỏ, nhịn không được đọc thầm, địa tác tỷ bà lộ tác huyền, thủy năng đạn. Bách Lý lão nhân phất tay áo, hai cuộn giấy trắng bay lên, đồng thời phát ra ánh sáng trắng, chiếu rọi lẫn nhau. Lão nhân cầm lấy hai cuộn giấy, Nhìn đi nhìn lại, quả thực là yêu thích không buông tay, tiểu tử nhà họ Tần, ta đã xem thường ngươi rồi." Hừ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, toát ra phong thái cao nhân, loại cảm giác bị người khác xem thường, sau đó vào mặt ngay trước mặt này thật sự quá sảng khoái. Chỉ là cái giá phải trả hơi lớn, đến bây giờ, thân thể hắn vẫn chưa hồi phục lại. Nhưng vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chỉ là đơn thuần muốn động bút viết ra câu đối, lại có một cỗ lực lượng cường đại cản trở hắn nếu không có văn khí trong thần hải chống đỡ, e rằng hắn căn bản không viết ra được một chữ. phi lan nhìn câu đối trong tay lão nhân, đôi mắt màu xanh nhạt dường như đang phát sáng, rõ ràng là vui mừng khôn xiết, nhưng lại nói một câu trái ngược với lòng mình. cũng không tệ lắm, nhưng nếu cho ta thêm chút thời gian, ta cũng có thể nghĩ ra. cô nương cả đời hiếu thắng a, tần phong giật giật khóe miệng, không muốn bình luận. câu đối này tuy tốt, nhưng đáng tiếc chữ viết của câu dưới thật sự quá xấu. bách lý lão nhân thở dài một tiếng ngươi hiểu cái rắm đây gọi là tần phong đỏ mặt trong lòng vẫn đang biện hộ cho mình thư pháp loại chuyện này chú trọng chính là đặc sắc mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau ừm chính là như vậy theo như giao hẹn trước đó hai người các ngươi có thể cùng nhau đi vào bách lý lão nhân ho khan một tiếng tự nhiên cuộn câu đối lại muốn cất vào trong ngực lúc này phi lan lại đưa cánh tay trắng nõn ra đặt trước mặt lão nhân làm gì lão nhân vẻ mặt cảnh giác phi lan khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như băng xương anh tư trước đó thản nhiên nói câu đối này là do hắn viết bị ngươi cất đi đưa đây nha đầu ngươi câu đối này đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì lớn tranh giành với ta làm gì không được thì ta tặng câu trên cho ngươi vậy giá trị của nguyên bảo và bản sao ta vẫn phân biệt được tần phong nghe mà không hiểu gì cả nguyên bảo bản sao gì đó sách vở không đề cập đến a à. nhưng lão già thối này muốn câu đối của hắn như vậy Chẳng lẽ thứ đó thật sự là bảo bối gì đó sao? Không cho. Lão đầu bắt đầu, giống như gà mẹ bảo vệ con, ôm cuộn giấy câu dưới vào trong ngực. Nếu ta nhớ không lầm, bút lông rồng của người sắp hết mực rồi. Phi Lan nheo mắt, lão nhân nghe vậy, trừng to mắt, sau đó vẻ mặt dãy ruộng, cuối cùng không cam lòng đưa câu đối bằng hai tay. Tần Phong nhìn thấy cảnh tượng này mà sờ không thấy đầu, nhưng hắn thật sự không ngờ, cô nương lại vì đồ của mình, mà tranh luận với lão già thối thoát nhìn là không tầm thường này xem ra trong lòng nàng nhất định là có ta sướng quá đi thân thể hồi phục lại một chút tần phong đứng dậy phủi bụi trên người hắn vừa định đưa tay ra nhận câu đối lại thấy phi lan mặt không đổi sắc cắt cuộn giấy câu đối vào lệnh bên hông bàn tay lơ lửng giữa không trung trông thật là xấu hổ ơ ờ, sao vậy cô nương câu đối của ta câu đối câu đối gì chính là đừng lãng phí thời gian chúng ta mau vào trong đi tần phong lập tức đứng ngây người tại chỗ bách lý lão nhân cười khẩy một tiếng nằm trở lại ghế mây ung dung phe phẩy quạt kết cục này dường như đã nằm trong dự liệu của hắn phi lan không để ý đi trước một bước tần phong theo sát phía sau hai người một trước một sau bước vào cửa lớn của thính vũ hiên lão nhân nhắc nhở chỉ được phép xem ba tầng dưới tần phong nghe vậy nhíu mày nhìn bề ngoài lầu các này tổng cộng cũng chỉ có ba tầng lời lão nhân nói thật sự là khó hiểu nhưng khi hắn hoàn toàn bước vào trong lầu các không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc kiểu dáng bên trong lầu các giống như cầu thang xoắn ốc của phương Tây, mỗi tầng đều hiện ra hình vòng, trên vách tường xung quanh treo đầy đủ loại sách, căn bản không đếm xuể số lượng. Ngẩng đầu nhìn lên, lầu các nhìn bề ngoài không lớn, bên trong lại cao tới 9 tầng. Nơi cao nhất của lầu các, mây trắng lượn lờ, nhìn không rõ ràng, giống như đỉnh núi cao chọc trời. Sao có thể như vậy? Tần Phong vẻ mặt không dám tin. Thứ này là bảo khí, tự thành không gian, thứ ngươi nhìn thấy bên ngoài chỉ là bề ngoài của nó mà thôi. Phi Lan nhìn xung quanh, trong đôi mắt màu xanh nhạt lộ ra một tia vui mừng. Dưới khăn che mặt màu đen, còn chuyển ra tiếng nuốt nước bọt nhỏ. Ta đi dạo xung quanh, tìm chút đồ ăn, ngươi tự nhiên. Phi Lan để lại câu nói này, liền tự mình rời đi. Tìm chút đồ ăn. Nơi này ngoài sách ra, còn có thứ khác sao? Tần Phong vẻ mặt nghi hoặc, nhìn lại Phi Lan, nàng đã men theo cầu thang, lên tầng 2. Thôi vậy, vẫn là xem sách quan trọng hơn, nếu có thể ghi nhớ toàn bộ sách ở đây, văn khí hấp thu được cho dù không thể giúp ta bước vào cửu phẩm cũng sẽ không kém quá xa tần phong kìm nén tâm trạng kích động tập trung tinh thần vào hai mắt trong mắt lập tức lóe lên kim quang sau đó hắn không lãng phí một khắc thời gian bắt đầu nhanh chóng lật xem sách vở ở tầng một bên cạnh cửa lớn thính vũ hiên bách lý lão nhân vắt chéo chân nheo mắt ung um dung tự tại gió nhẹ thổi qua thổi bay tóc trắng trước chán khóe miệng hắn cũng đột nhiên hơi nhếch lên thời gian lặng lẽ trôi qua lúc đến còn mặt trời chiếu sáng trong nháy mắt đã là hoàng hôn động tác của tần phong vẫn không ngừng sách trong tay thay đổi hết cuốn này đến cuốn khác thính vũ hiên này thật sự là lợi hại sách vở không chỉ đa dạng hơn nữa đều là tinh phẩm nội dung bên trong tường tận còn có rất nhiều chú giải ở đại càn triều loại hoàn cảnh sùng võ này muốn thu thập được những thứ này không dễ dàng lão già kia rốt cuộc là thân phận gì hắn tại sao lại ở lại nơi hẻo lánh như tần dương thành này trong lúc nghi hoặc tần phong không chú ý một cuốn sách bên phải lại tự động di chuyển vị trí chuyển đến bên cạnh tay hắn hắn xem xong cuốn sách hiện tại thuận tay cầm lấy cuốn sách kia liền rơi vào trong tay triều văn kinh tên sách ngược lại có chút ý tứ tần phong lật xem sách đang chuẩn bị đọc lướt nhưng nội dung nhìn thấy ở trang đầu tiên liền khiến hắn lập tức sững sờ tại chỗ đây lại là một cuốn sách về đạo thống văn thánh mở đầu trang đầu tiên chính là vạn ban giai hạ phẩm duy hữu độc thư cao tần phong nhìn thấy mà mí mắt giật giật câu nói này nếu bị người của thần võ hoặc bách quỷ đạo nhìn thấy e rằng sẽ xé nát cuốn sách này. Hắn thậm chí còn suy đoán, trên thị trường đại càn gần như không có sách về đạo thống văn thánh, có phải là vì nội dung bên trong đều như vậy? Người đọc sách thời xưa đa số đều tự cho mình là thanh cao, loại hiện tượng này cho dù ở đại càn sùng võ, hình như cũng không thay đổi nhiều lắm a. À, trang sách nhanh chóng lật dở, tần phong xem mà say xưa, đối với đạo thống văn thánh cũng có hiểu biết sâu sắc hơn. Trước đây hắn chỉ biết, văn thánh cửu phẩm là trúc cơ, bát phẩm là minh tâm, lại không biết cảnh giới tiếp theo gọi là gì, mà trong cuốn triều văn kinh này lại có ghi chép tương ứng. Thất phẩm chính khí, lục phẩm quái mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong sách có giới thiệu, văn thánh cửu phẩm trúc cơ là lấy dẫn động văn khí, rót vào thần hải, như rót nước cam lồ lên đỉnh đầu, tích lũy căn cơ. Bát phẩm minh tâm, chính là khi văn khí tích lũy đến một mức độ nhất định, sẽ có khảo nghiệm hỏi tâm, xác lập trí hướng trong lòng. Còn thất phẩm chính khí và lục phẩm quái mệnh, thì có liên quan đến năng lực của văn thánh đạo thống. Khi tu hành đến văn thánh thất phẩm, văn khí trong cơ thể sẽ du tẩu toàn thân, hóa thành chính khí, tà ma tránh né, bách độc bất xâm. Về phần lục phẩm quái mệnh, đó càng là lợi hại, nó sẽ khiến cho văn thánh đạo giả có được năng lực bói toán và su cát tị hung nhất định. Phải nói, lực phòng ngự của văn thánh đạo thống thật sự là rất mạnh, vừa có thể khiến tà ma tránh né, bách độc bất xâm, lại vừa có thể su cát tị hung. Nhưng vấn đề là, hình như nó chẳng có chút thủ đoạn tấn công nào cả chẳng lẽ là bởi vì người đọc sách đều sợ chết cho nên dồn hết điểm năng lực vào phòng ngự tần phong nhìn đến đây tâm tình vẫn còn khá vi diệu thân là một kẻ xuyên việt vinh quang nếu như có thể lựa chọn hắn đương nhiên càng thích loại cảm giác quyền phá thương khung chân đạp đại địa thế nhưng văn thánh đạo thống này lại luôn cho hắn một loại cảm giác hữu lực bất khả thi chẳng lẽ sau này mỗi lần chiến đấu với địch nhân đều phải bói cho mình một quẻ trước tần phong hơi trầm ngâm đại khái tưởng tượng ra cảnh tượng đó địch nhân hôm nay chính là ngày chết của ngươi bản thân chờ chút để ta bói cho mình một quẻ trước ôi chao hỏng rồi quẻ tượng đại hung trận chiến này cử tử nhất sinh cáo từ thật là quá xấu hổ tiếp tục lật xem triều văn kinh tuy không giới thiệu về cảnh giới sau văn thánh lục phẩm nhưng tần phong rốt cuộc cũng đã hiểu ý nghĩa nguyên bảo và phòng phẩm mà thương phi lan đã nói trước đó cái gọi là nguyên bảo chính là tác phẩm mà văn thánh đạo giả rót văn khí vào tự mình tạo ra, loại tác phẩm này có thể là thơ từ, có thể là thư họa, có thể là văn chương, cũng có thể là âm khúc. Còn phỏng phẩm, đúng như tên gọi, chính là tác phẩm được mô phỏng theo nguyên bảo. Nguyên bảo bao hàm tín niệm và ý cảnh của văn thánh đạo giả, mà hai thứ này kết hợp với văn khí lại sẽ ban cho nguyên bảo năng lực khó lường. Tín niệm càng mạnh, ý cảnh càng cao xa, năng lực mà nguyên bảo có thể thể hiện càng mạnh, chỉ là nguyên bảo này người thường không thể sử dụng bởi vì nó nhất định phải dùng văn khí để thúc đẩy vậy chẳng phải là nói chỉ có người của văn thánh đạo thông mới có thể thúc đẩy nguyên bảo chỉ tiếc là trong sách này không đề cập đến năng lực của nguyên bảo rốt cuộc được thể hiện như thế nào tần phong thở dài một hơi hắn cũng đại khái hiểu được giá trị của nguyên bảo nhưng bản thân hắn một người còn chưa bước vào cửu phẩm viết ra câu đối tại sao lại khiến cho lão nhân cũng muốn chiếm làm của riêng tần phong lắc đầu chỉ cảm thấy mình còn rất nhiều thứ phải học Lật đến cuối triều văn kinh, hắn cũng đã hiểu sâu hơn về văn thánh đạo thống. Khi hắn mở trang cuối cùng của sách, muốn xem thử sách này là do ai viết, lại phát hiện chỗ ký tên bị người ta cố ý xóa đi. Tần Phong lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, khép sách lại liền định đặt nó về chỗ cũ. Bỗng nhiên, một đạo bạch quang từ triều văn kinh bay ra, chui vào chán hắn, mà ý thức của hắn cũng đi theo đạo bạch quang đó tiến vào thần hải của mình. Đạo bạch quang đó ở trong thần hải, vậy mà lại hóa thành một đạo hư ảnh hình người màu trắng, Tần Phong thấy vậy liền hoảng sợ biến sắc. Chẳng lẽ đây là hồn phách của vị đại lão nào đó ẩn náu trong triều văn kinh, muốn đoạt xá? Hư ảnh màu trắng vung tay phải lên, văn khí trong thác nước văn khí, vậy mà lại theo sự chỉ dẫn của nó, tiến vào bên trong hư ảnh. Giây phút này, trên hư ảnh màu trắng, vậy mà lại hiện ra ngũ tạng lục phủ của cơ thể người, mà lộ tuyến lưu chuyển của văn khí đó, liếc mắt nhìn lại, vô cùng rõ ràng. Sự tình đã đến nước này, Tần Phong cũng coi như nhìn ra manh mối hư ảnh màu trắng này không có ý thức của chính nó những gì nó làm nói là đoạt xá chi bằng nói là đang truyền thụ một loại công pháp nào đó tần phong hiểu rõ điểm này lập tức tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào lộ tuyến lưu chuyển của văn khí không dám bỏ lỡ một chút nào văn khí đi qua ba chu thiên trong hư ảnh màu trắng lại lần nữa hội tụ trên tay phải của hư ảnh ngay sau đó một mặt gương màu trắng liền hiển hóa ở tay phải gợn sóng trên đó lưu chuyển tỏa ra bạch quang trói lọi cùng lúc đó trong một đạo âm thanh bỗng nhiên vang lên tuyệt học này tên là hạo thiên kính bước vào cửu phẩm là có thể thi triển kính được ngưng tụ từ văn khí có thể chống đỡ công kích của người khác văn khí càng thịnh phòng ngự càng mạnh âm thanh rơi xuống hư ảnh không biến mất mà ý thức của tần phong cũng trở về hiện thực hạo thiên kính nghe qua liền rất ngầu thế nhưng tại sao tuyệt học của văn thánh đạo thống vậy mà lại là một kỹ năng phòng ngự tần phong có chút dở khóc dở cười chẳng lẽ sau này ta chính là tanh cơ mạnh nhất thôi vậy xem sách còn được tặng kèm một tuyệt học, lần này không lỗ, nhưng ta xem sách lâu như vậy, vậy mà còn chưa xem xong một phần trăm của tầng thứ nhất. Tần Phong xem xét thần hải một chút, văn khí trên thác nước văn khí, so với lúc trước khi vào lầu cát, nhiều hơn khoảng một phần tư, từ đó ước tính, hắn đại khái đã xem xong hơn hai ngàn quyển sách. Chỉ cần xem hết tất cả sách ở tầng thứ nhất này, văn khí lấp đầy thác nước chắc chắn là không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là, lần này có giống như trước đó hay không, khi thác nước đầy, văn khí lại bị nén lại, ngay khi tần phong đang suy nghĩ phía sau truyền đến âm thanh của thương phi lan sách xem thế nào rồi tần phong lắc đầu còn kém xa lắm ừm hôm nay ta đưa ngươi về tần phủ trước ngày mai lại đưa ngươi đến đây tần phong sửng sốt khó hiểu nói chẳng lẽ ta không thể ở lại đây hình như tiền bối cũng không nói có hạn chế thời gian thương phi lan nghe vậy đôi mắt màu xanh nhạt hơi chớp ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ không thể ở lại qua đêm trong thính vũ hiên quy củ này là mặc định ngươi không biết cũng bình thường thì ra là vậy. Thương cô nương đã đến thính Vũ Hiên nhiều lần, nghĩ đến là biết nhiều hơn hắn, vì vậy Tần Phong cũng không nghi ngờ gì nhiều. Ngày mai sáng sớm ta tự mình đến là được, cứ luôn làm phiền thương cô nương, trong lòng ta cũng ấy náy. Không được. Thương Phi Lan lập tức từ chối. Tần Phong có chút kinh ngạc, rõ ràng hắn chỉ nói vài câu khách sáo mà thôi, phản ứng của đối phương sao lại lớn như vậy. Có gì không ổn sao? Thương Phi Lan hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát mới đáp yêu tà xâm nhập tấn dương thành đến nay vẫn chưa tìm được tung tích ngươi một thư sinh bình thường sáng đi tối về nếu như gặp phải yêu tà đó khó tránh khỏi xảy ra bất chắc ta thân là một thành viên của trảm yêu ti lại có chút giao tình với phụ thân ngươi tự nhiên không thể trơ mắt nhìn ngươi rơi vào nguy hiểm ngươi vẫn là đi cùng ta thì tương đối an toàn hơn tần phong nghe vậy trong lòng vui mừng thương cô nương quan tâm ta như vậy trong lòng chắc chắn là có ta không biết có cơ hội nào để hạ gục nàng hay không đẹp hay không đẹp cũng không sao chủ yếu là muốn tìm kiếm một phần tình yêu chân thành ở thế giới xa lạ này. Chờ chút, sao ta lại có chút giống như ba ảo tưởng lớn nhất đời người? Tần Phong suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Hắn thăm dò nói, thương cô nương, chẳng lẽ ngươi sợ mình đến một mình, không vào được thính vũ hiên? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Trong mắt thương phi lan thoáng qua một tia hoảng loạn, sau đó xảy bước chân dài rời đi. Vậy mà thật sự là nguyên nhân này. Tần Phong giật giật khóe miệng, giấc mộng đẹp tan vỡ trong nháy mắt. Thành Phong Thiên, đêm xuống, muôn nhà đèn đuốc sáng trưng. Một tin tức như cơn cuồng phong, trong nháy mắt quét qua toàn bộ đế đô. Từ hoàng thân quốc thích cho đến tiểu thương tiểu, không ai không biết, không người không hay. Tất cả mọi người sau khi nghe xong, đều vô cùng chấn động. Liễu Kiếm Ly, thiên kim của Liễu gia, trở về từ Vạn Kiếm Tông, chỉ vì đột phá thất bại, bị kiếm khí phản phệ, dẫn đến nửa người dưới bị liệt, cả đời chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn. Ban đầu, còn có người nghi ngờ tính chân thực của tin tức nhưng khi Ngự Y từ Liễu phủ bước ra, vẻ mặt nghiêm trọng, thúc ngựa phi nhanh về hoàng cung, mọi người liền biết tin tức này e rằng là thật. Như giọt nước rơi vào chảo dầu, toàn bộ thành Phong Thiên sôi trào. Phải biết rằng, Liễu Kiếm Ly chính là kỳ tài ngàn năm có một, tông chủ Vạn Kiếm Tông từng đích thân thừa nhận, tương lai nàng nhất định sẽ trở thành kiếm thần. Nhưng, trời ghét người tài. Trong hoàng cung, Minh Đức Hoàng đế sau khi nghe Ngự Y thuật lại, long nhan đại nộ, phế vật, đều là một đám phế vật theo như các ngươi nói chẳng phải thương thế của liễu kiếm ly căn bản không thể chữa khỏi ngự y phủ phục dưới đất toàn thân run rẩy khởi bẩm hoàng thượng liễu kiếm ly là bị lôi đình quán thể lại bị kiếm khí xuyên qua kinh mạch đứt đoạn mới dẫn đến nửa người dưới mặt đi trí giác mặc dù tông chủ vạn kiếm tông đã loại bỏ toàn bộ kiếm khí trong cơ thể nàng nhưng những kinh mạch bị vỡ vụn quá nhiều hơn nữa có một số đã quấn lấy nhau muốn từng cái từng cái phục hồi nối liền lại căn bản không phải nhân lực có thể hoàn thành hơn nữa, nếu sơ suất một chút, liễu kiếm ly rất có thể sẽ chết. Cho nên, lời nói đến đây là dừng. Minh Đức Hoàng đế còn muốn nổi giận, đúng lúc này, liễu lão gia, phụ quốc công, đến yết kiến. Minh Hoàng như có điều suy nghĩ, cho lùi tất cả mọi người, triệu kiến liễu phụ quốc công. Đêm đó, không ai biết liễu lão gia đã nói gì với Minh Hoàng. Cho đến ngày hôm sau, liễu gia chuyển ra một tin tức chấn động. Liễu kiếm ly muốn gả xa đến thành Tấn Dương, mà đối tượng thành thân, chính là tần gia tần phong thành tấn dương, mặt trời mọc phương đông, tần phong lại một lần nữa bị tiếng vũ đao trong sân đánh thức. Nhìn ra ngoài qua khe hở của cửa sổ, quả nhiên là tần an đang ở đó luyện tập đao pháp. Nhị đệ đã bắt đầu nỗ lực tu luyện, mà ta lại còn nằm trên giường, nghĩ lại thật sự không nên. Không được, ta không thể tiếp tục xa đoạn nữa, ta cũng phải sớm bước vào văn thánh cửu phẩm mới được. Tần Phong hạ quyết tâm, sau đó lật người trên giường, ừm, ngủ thêm một lát nữa. Khoảng một nén nhang sau, Tần Phong lần nữa mở mắt, hắn vốn định ngủ một giấc đến trưa, nhưng không biết vì sao, mí mắt phải cứ giật giật, hơn nữa trong lòng luôn cảm thấy bồn chồn, phiền muộn không thôi. Thấy cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, Tần Phong chỉ có thể bất đắc dĩ xuống giường, mặc quần áo, đẩy cửa bước ra. Tần An nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, xin lỗi, đại ca, là ta làm ồn đến huynh sao? Tần Phong liếc mắt, người đây không phải nói nhảm sao? Nhưng chuyện này cũng không thể trách Tần An, lúc trước Tần gia chuyển đến thành Tấn Dương, phần lớn bạc đều được dùng để mua tử lâu vọng nguyệt cư. Lão cha Tần Kiến An thấy trong nhà cũng không có mấy người hầu, liền nghĩ mua một căn nhà nhỏ một chút, tiết kiệm chút bạc. Cho nên mới dẫn đến, sân này và phòng ngủ sát vách nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trách cái tên phá gia chi tử kia. Tần Phong xua tay, thực ra trời còn chưa sáng, ta đã tỉnh, chỉ là vẫn luôn ở trong phòng đọc sách thôi. Uy nghiêm của đại ca sao có thể đánh mất? Đại ca thật sự rất nỗ lực, xem ra ta cũng không thể lười biếng nữa ngày mai ta cũng phải dậy từ lúc trời chưa sáng luyện đao tần an ánh mắt lộ ra vẻ phấn khích ngữ khí kiên định tối rồi lỡ lời rồi tần phong khóe miệng giật giật hận không thể xé nát cái miệng tiện này của mình hai người lại tùy ý cho chuyện vài câu tần an liền tiếp tục vung vẩy thanh đao trong tay tần phong vốn định trực tiếp đi đến thính vũ hiên nhưng hắn lại nhớ tới lời dặn dò của thương phi lan ngày hôm qua bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi ở một bên sân nhìn nhị đệ luyện tập đao pháp thần vũ đạo thống chia làm cửu phẩm, lấy luyện thể làm chủ, binh khí làm phụ, mà việc sử dụng binh khí cũng chia làm ngũ trọng ý cảnh. Đó là Trảm Phong, Trọng Nhạc, Tâm Thông Minh, Tàng Khí, Vạn Thần Cảnh. Trảm Phong, đúng như tên gọi, chính là chú trọng binh khí nhanh như chớp, chính là cái gọi là vô kiên bất tồi, duy khoái bất phá, mà Tần An trong đao pháp liền dừng lại ở ý cảnh này. Hắn hiện tại liều mạng luyện tập đao pháp, chính là hy vọng có thể bước vào trọng nhạc ý cảnh, sau đó mượn để nhìn trộm thần vũ lục phẩm tụ lực cảnh giới ý tưởng tuy tốt nhị đệ ta trong thần vũ đạo thống thiên phú quả thật khiến người ta hâm mộ nhưng mà tần phong nhíu mày nhìn ra chút manh mối hắn đã đọc vạn quyển sách liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nhị đệ lúc này luyện tập đao pháp chính là trảm diệp đao trong tàng thư phòng của tần gia đao pháp này chú trọng tốc độ không chú trọng lực đạo nếu dùng để bước vào trảm phong ý cảnh tự nhiên không có vấn đề nhưng nếu muốn thông qua chảm diệp đao để tiến vào trọng nhạc ý cảnh e rằng có chút nằm mơ giữa ban ngày con đường ngay từ đầu đã đi sai cũng khó trách tần an ở thất phẩm cảnh giới vẫn chậm chạp không thấy tiến bộ nhị đệ ngươi dừng lại một chút tần an nghe vậy buông thanh đao trong tay xuống tò mò hỏi đại ca làm sao vậy chảm diệp đao đối với ngươi hiện tại mà nói không có tác dụng gì ngươi ngoài đao pháp này ra còn có nghiên cứu đao pháp nào khác không Tần An lắc đầu, võ kỹ công pháp vốn là bảo bối hiếm có trên đời, lúc trước cha vì tìm kiếm đao pháp này đã tốn không ít tiền bạc, ta làm sao còn có đao pháp nào khác. Tần Phong cúi đầu trầm ngâm, cũng coi như hiểu. Đại Càn lấy võ lực trị quốc an bang, võ kỹ công pháp lẽ ra không thiếu, nhưng các đại tông môn thế gia phần lớn là hạng người giấu nghề, điều này dẫn đến võ kỹ công pháp có thể cho người ta học tập trên thị trường ít đến đáng thương. Đại Càn rộng lớn, nhân tài nhưng bị bao phủ bởi bóng ma của yêu ma quỷ quái luôn có nguyên nhân của nó chờ đã tần phong đột nhiên nghĩ đến điều gì hai mắt trợn tròn hôm qua ở thính vũ hiên xem qua rất nhiều sách bên trong hình như có không ít võ kỹ công pháp tần phong nhắm mắt suy nghĩ rất nhanh liền tìm thấy trong ký ức một bộ đao pháp hiện tại thích hợp nhất với tần an thiên cương nguyên trảm đao pháp này chú trọng tụ tập khí lực lấy điểm phá diện chú trọng lực đạo không chú trọng tốc độ chính là thứ mà Tần An lúc này cần. Nhị đệ, ngươi lại đây, ta truyền thụ cho ngươi một môn đao pháp mới. Đại ca, huynh nói thật sao? Tần An bán tín bán nghi, chậm rãi bước đến gần. Tự nhiên là thật, ta còn có thể lừa ngươi sao? Nói thì nói vậy, nhưng đao pháp này chỉ tồn tại trong đầu hắn, ta làm sao truyền thụ cho nhị đệ? Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Phong chuyển ánh mắt sang thanh đao trong tay Tần An, kế sách nảy ra trong đầu ta tuy không ngưng tụ kinh khí nhưng ta có thể diễn luyện đao pháp sau đó nói cho hắn kỹ xảo vận chuyển kinh khí như vậy chẳng phải có thể truyền thụ đao pháp cho hắn sao tần phong trong lòng kiên định liền mở miệng nói cho ta mượn đao của ngươi ta diễn luyện đao pháp cho ngươi xem đại ca thanh đao này có chút nặng ta sợ huynh hửm chỉ là một thanh đao có thể nặng bao nhiêu ngươi thật sự cho rằng thiên hạ thư sinh đều là tay trói gà không chặt đưa cho ta vậy được rồi tần an đưa thanh đao tần phong lập tức đưa tay ra nhận nhưng vào khoảnh khắc đối phương buông tay tần phong chỉ cảm thấy cánh tay nặng trĩu cả người theo chuôi đao hạ xuống thấp đi một đoạn đại ca truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé tần phong dựa vào một cây cột bên cạnh thở hổn hển sắc mặt lúc đỏ lúc trắng thua rồi không ngờ thanh đao nhỏ hẹp này lại được rèn từ thiên thạch nhìn thì nhỏ nhưng thực tế ít nhất cũng phải nặng vài trăm cân đều tại tên nhóc em trai kia vung vẩy thoải mái như vậy khiến ta sinh ra nhận thức sai lầm dẫn đến phán đoán sai lầm đại ca huynh không sao chứ tần phong ho khan một tiếng vội vàng giấu cánh tay phải vẫn còn run rẩy ra sau lưng ta có thể có chuyện gì chỉ là tối qua thức khuya đọc sách quá mệt mỏi nhất thời không nắm vững lực đạo mà thôi nhị đệ đệ hỏi câu này là có ý gì chẳng lẽ đệ cho rằng ta ngay cả một thanh đao cũng không cầm nổi sao tần an cố nén cười tay phải nhẹ nhàng nhấc lên lại một lần nữa cầm lấy thanh đao nhỏ hẹp ta đương nhiên là tin tưởng đại ca đến đây biểu diễn đao pháp cho ta xem nào đệ cầm đao ra xa ta một chút tần phong giật mình cơ thể vội vàng lùi lại một bước nhận thấy bản thân thất thố hắn lại giả vờ trầm ngâm suy nghĩ vừa rồi ta đã suy nghĩ kỹ đao pháp này ảo diệu phi phàm ta chỉ biểu diễn thôi e rằng đệ không thể hiểu được tinh túy trong đó như vậy đi Ta sẽ vẽ chiêu thức đao pháp trên mặt đất để cứ theo đó mà luyện tập, nếu chỗ nào có gì thiếu sót ta tự nhiên sẽ chỉ ra. Vậy thì làm phiền đại ca rồi. Ừm. Tần Phong quét mắt nhìn sân, liếc thấy một cành cây trên mặt đất, vừa định ngồi xổm xuống dùng tay phải nhặt lên, lại đột nhiên khựng lại, đổi thành tay trái. Chết tiệt, hôm qua viết câu đối, tay phải đã không chịu nổi, không ngờ hôm nay lại bị thương thêm. Tay phải nhỏ bé, là ta có lỗi với ngươi tay trái nắm chặt cành cây, Tần Phong vốn tưởng rằng mình không phải người thuận tay trái, bức tranh vẽ ra sẽ méo mó, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, tay trái này sử dụng lại thành thạo như tay phải. Chẳng lẽ đây cũng là hiệu quả do đạo thống văn thánh mang lại? Không mất nhiều thời gian, từng bức tranh người diễn đao sống động như thật liền hiện ra trên mặt đất, nếu có người cầm bức tranh trong thiên cương nguyên chảm ra so sánh, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, hai bên có thể nói là giống hệt nhau. Nhị đệ, đây là chiêu thức giai đoạn đầu tiên trong đao pháp, Đệ hãy học theo tùy tiện so sánh một chút tần phong đọc nhiều sách hiểu rõ thiên cương nguyên chảm không phải vật tầm thường chiêu thức tuy nhìn đơn giản nhưng trong đó lại có rất nhiều môn đạo chú trọng kỹ xảo phát lực cũng bởi vậy tần phong không mong đối phương có thể trong thời gian ngắn liền học được những chiêu thức này tần an nhìn chằm chằm bức tranh người diễn đao trên mặt đất ngẩn người ra dường như căn bản không nghe thấy lời này tần phong thấy vậy cũng không quấy dày ước chừng nửa nén nhang sau tần an vẫn chưa hề nhúc nhích rốt cuộc cũng có động tĩnh chỉ thấy hắn hai mắt đột nhiên mở to, tay phải cầm đao lên, tiếp đó liền bắt đầu thi triển đao pháp trong sân. Tiếng xé gió không dứt bên tai, Tần An vung đao càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng thành thạo, khi vung đao đến lần thứ ba, chiêu thức đao pháp của hắn đã giống hệt với bức tranh người diễn đao. Cái thiên phú chết tiệt, đáng ghen tị này. Tần Phong lẩm bẩm một câu. Hô Tần An thở ra một hơi dài, buông thanh đao nhỏ hẹp trong tay xuống, hai mắt sáng rực nói, đại ca, môn đao pháp này thật sự là lợi hại, huynh học được từ đâu vậy hừ đại ca ta trong đầu bao la vạn tượng chỉ là một môn đao pháp mà thôi có gì đáng để nói chờ ta nói cho đệ nghe về bí quyết vận chuyển kinh khí giai đoạn đầu tiên của đao pháp này đệ thử vận chuyển kinh khí trong cơ thể rồi vung đao thêm một lần nữa được tần phong đem nội dung ghi nhớ trong đầu nói ra một lần không sót tần an nghe xong trầm ngâm một hồi lâu mới lại bắt đầu vung đao rõ ràng chiêu thức bề ngoài nhìn giống nhau nhưng khi vung đao đồng thời dẫn động kinh khí trong cơ thể tiêu hao cần thiết hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh tần an chỉ thi triển một lần đao pháp liền thờ hổn hển mồ hôi như mưa thấy đối phương sắp thu đao tần phong tìm một hòn đá to bằng bàn tay trong sân ném ra ngoài ba trượng của đối phương nhị đệ đao pháp này tên là thiên cương nguyên trảm chú trọng tứ trọng kình đệ hãy thử xem có thể ở ngoài ba trượng chém nát hòn đá này hay không nếu có thể làm được vậy thì biểu thị đệ đã thành công bước vào nhất trọng kình được Tần An đáp, tiếp đó hai tay nắm chặt chuôi đao, hét lớn một tiếng, một đao chém ra, kết quả hòn đá nứt ra như dự đoán đã không xuất hiện, chỉ là trên mặt đất ở giữa hai người lưu lại một vết đao nông. Xem ra còn kém xa lắm. Cũng phải, nếu nhẹ nhàng thoải mái liền có thể bước vào nhất trọng kình, vậy thì môn đao pháp này cũng quá tầm thường. Nhị đệ, đệ cũng không cần nản chí, chiêu thức võ công chú trọng thuần thục sinh ra khéo léo, thêm nhiều luyện tập, nhất định có thể tinh tiến tần an nhìn thanh đao nhỏ hẹp trong tay cao mày nói đại ca ta không nản trí chỉ là luôn cảm thấy khi thi triển đao pháp này có chút lực bất tòng tâm dường như là kinh khí vận chuyển có vấn đề tần phong nghe vậy trầm ngâm một lát bí quyết vận chuyển kinh khí không phải là thứ nói ra một lần là có thể lĩnh hội được những danh sư kia sở dĩ có thể dạy ra cao đồ là bởi vì bọn họ có thể dựa vào kinh nghiệm bản thân chỉ ra chỗ thiếu sót của người khác đồng thời chỉ dẫn người đó đi trên con đường chính xác nhưng vấn đề là trong cơ thể ta không có kinh khí cho dù kinh khí của nhị đệ vận chuyển có vấn đề ta cũng không có cách nào a à. ngay lúc này tần phong đột nhiên nghĩ đến cái gì đó hai mắt sáng lên nếu ta nhớ không lầm trước kia khi xem xét cơ thể nhị đệ từng nhìn thấy trong cơ bắp của đệ vô số đường vân nhỏ màu vàng kết hợp với miêu tả bát phẩm luyện khí thất phẩm liễm tức của đạo thống thần võ hẳn là những đường vân màu vàng đó chính là kinh khí ngưng tụ thành nếu đã như vậy tần phong đã có ý tưởng lập tức nói, nhị đệ, đệ lại dẫn động kinh khí, thi triển thiên cương nguyên trả một lần nữa. Được. Tần An không nói hai lời, trực tiếp vung thanh đao nhỏ hẹp trong tay lên. Cùng lúc đó, Tần Phong tập trung tinh lực vào hai mắt, theo đồng tử lóe lên kim quang, vạn vật lại biến hóa. Lúc này, huyết nhục, xương cốt, khí thức biến động trong cơ thể Tần An, đều nhìn một cái là rõ ràng. Đặc biệt là đường vân màu vàng trong cơ bắp của đối phương, nhìn một cái, vô cùng rõ ràng tần phong chăm chú nhìn nhị đệ luyện đao chiêu thức đã qua một nửa kinh khí màu vàng vận chuyển cũng không xuất hiện vấn đề cho đến dừng lại làm sao vậy tần an dựng đao xuống đất nghiêng đầu nhìn sang vừa rồi khi đệ vung đao có phải cảm thấy kinh khí vận chuyển đặc biệt không thuận lợi đúng là có cảm giác này đại ca làm sao huynh biết được tần an vẻ mặt tò mò bởi vì ta có một đôi mắt nhìn xuyên thấu ta tự nhiên có cách của ta vấn đề kinh khí vận chuyển của đệ nằm ở chiêu thức vừa rồi nói thì nói như vậy nhưng ta nên sửa chữa sai lầm của đệ ấy như thế nào dẫn dắt đệ ấy vận chuyển kinh khí một cách chính xác lúc này tần phong nghĩ đến hạo thiên kính tuyệt học của văn thánh ngày hôm qua đã văn khí có thể dẫn dắt ngoại hiển vậy ta có phải có thể đưa văn khí vào trong cơ thể nhị đệ sau đó tiến hành chỉ dẫn kinh khí của đệ ấy hay không nói làm là làm tần phong đi đến trước mặt tần an giơ tay trái lên đặt lên bụng đối phương phải nói là tám mũi sờ vào cảm giác thật là tuyệt vời Tần An tò mò hỏi: "Đại ca, huynh đang làm gì vậy?" Tần Phong giải thích: "Nhị đệ, đợi lát nữa ta sẽ đưa văn khí vào trong cơ thể đệ để, để nó lưu chuyển, đệ hãy tĩnh tâm lại, cẩn thận cảm nhận. Không thành vấn đề, ta đã chuẩn bị xong." "Ừm." Um. Tần Phong hít sâu một hơi, bắt đầu dẫn dắt văn khí trong thác nước ở thần hải, không bao lâu, văn khí cuồn cuộn hóa thành dòng nước hội tụ về phía tay phải, sau đó tiến vào bụng Tần An. "Chết tiệt, việc dẫn văn khí ra ngoài này" so với những gì ta tưởng tượng còn vất vả hơn nhiều. Tần Phong nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi khống chế văn khí trong cơ thể Tần An, sau đó dựa theo lộ tuyến vận chuyển kinh khí trong thiên cương nguyên trảm để dẫn dắt. Nhị đệ, có cảm giác gì chưa? Tần An cẩn thận cảm nhận, thần sắc vốn không được tự nhiên, sau vài nhịp thở, bỗng nhiên trở nên vui mừng. Hắn rốt cuộc đã biết được phương thức vận chuyển kinh khí chính xác. Đại ca, ta cảm nhận được rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần An tay phải cầm, đao, vận chuyển kinh khí, sau đó chém về phía tảng đá cách đó vài trượng. Lần này, tuy hắn vẫn không chém đứt tảng đá, nhưng trên bề mặt tảng đá, vết nứt khoảng một ngón tay lại hiện ra rõ ràng. Làm tốt lắm. Tần Phong thấy vậy rất an ủi, đồng thời, một luồng văn khí trong thác nước văn khí trong đầu hắn bỗng nhiên lớn mạnh điên cuồng. Sau khi bình ổn lại, nó lớn hơn trước đến mấy chục lần. Cái này, Tần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ không thôi, hắn lập tức hiểu ra, không phải chỉ có dựa, vào y thư chữa bệnh cứu người mới có thể nhận được thêm văn khí, thông qua nội dung trong sách, dạy dỗ chỉ bảo người khác, cũng coi như là học lấy để dùng, cũng có thể nhận được thêm văn khí. Có phương pháp này, tốc độ hấp thu văn khí của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ngay khi hắn đang vui mừng, bỗng nhiên cảm thấy như có gai đâm sau lưng, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhị nương và Thương Phi Lan đang đứng cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên này. Nhị nương ấp úng, "Phong nhi, Thương cô nương tìm con có việc?" Tìm ta thì tìm ta, sao hai người lại bày ra vẻ mặt này? Xin lỗi, vừa rồi không chú ý, hai người đến từ lúc nào vậy? Thương Phi Lan thản nhiên nói, "Lúc con hỏi nhị đệ, có cảm giác gì chưa?" Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Phong lập tức trở nên cứng đờ, hắn nhấm nháp câu nói này, lại nhìn tình trạng hiện tại của hắn và nhị đệ, một người cởi trần, một người vừa mới xoa bụng đối phương. Hình ảnh này dù nhìn thế nào cũng có chút khiến người ta suy nghĩ miên man a. À. "Ặc, à, hai người nghe ta giải thích" Mạnh tuyết nghĩ đến cảnh tượng phong nhi sở thanh nhi trước đây, lại liên tưởng đến những hình ảnh vừa rồi, trong lòng nảy sinh nhiều suy đoán. Bà không dám ở lại lâu, sắc mặt cứng đờ nói, nhị nương còn có việc, sẽ không quấy dày hai người nữa. Nhìn dáng vẻ nhị nương chạy như bay rời đi, tần phong há hốc miệng, luôn cảm thấy đối phương đã hiểu lầm điều gì đó. Nhị nương chạy về đại sảnh tần phủ, lo lắng nói, lão ra, chúng ta tìm cho phong nhi một mối hôn sự đi. Tần kiến an nhấp một ngụm trà hỏi, sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này. Ta chỉ là cảm thấy Phong Nhi cũng đến tuổi này rồi, nên tìm một người. Nói thì nói vậy, nhưng chuyện này cũng quá đột ngột. Đâu có đột ngột, ta cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp. Phu nhân, rốt cuộc là bà làm sao vậy? Tần Kiến An đặt tách trà xuống, vẻ mặt nghi hoặc. Không không có gì, ta chỉ là có chút lo lắng thôi. Đúng rồi, lão gia thấy thương cô nương thế nào? Hát xì. Tần Phong rời khỏi phủ đệ xoa xoa mũi, thời tiết dần lạnh rồi a. À. Thương Phi Lan ở bên cạnh liếc mắt nhìn sang trong đôi mắt màu xanh nhạt ẩn chứa một ý nghĩa đặc biệt dáng vẻ đó như muốn nói không ngờ con lại có sở thích này ta không phải ta không có nàng đừng có suy nghĩ lung tung tần phong vội vàng xua tay ta chẳng nói gì cả thương phi lan thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước phải nói là đôi mắt của thương cô nương dù nhìn bao nhiêu lần cũng đều sáng ngời như vậy chỉ cần lộ ra đôi mắt thôi cũng đủ khiến người ta say mê nếu như kéo khăn vuông màu đen kia xuống sẽ là một dung nhan khuynh quốc khuynh thành như thế nào không được không được nếu ta dám đưa tay ra nhất định sẽ bị nàng đánh chết tần phong để dập tắt ý nghĩ táo bạo này vội vàng nhìn quanh bốn phía chuyển rời sự chú ý ể cổ đại cũng có kẹo hồ lô sao cây kẹo hồ lô đó thật dài a à. ồ sáng sớm tinh mơ đã có người bán mì dương xuân ở ven đường cái nồi sắt lớn nấu mì đó thật trắng a à. còn có cả bánh hành kia nữa sao nó lại cong lên như vậy bốp lại có mũi thương phi lan nghiêng đầu đúng vậy trời lạnh như vậy vậy mà vẫn còn mũi. Con mũi này cứ nhìn chằm chằm vào con mà đốt, cũng hiếm thấy thật. Ai nói không phải chứ? Tần Phong sờ sờ má mình, nói một cách giận dỗi. Phi lễ thị, phi lễ thị. Đúng rồi, thương cô nương, đã tìm được tung tích của yêu tài đó chưa? Thương Phi Lan lắc đầu, yêu tài đó vô cùng xảo quyệt. Người của bách quỷ đạo thống trảm yêu ti đều ra quân, cũng không phát hiện ra tung tích của hắn. Ti chính đại nhân vì để ngăn chặn hắn tiếp tục hại người, đã mấy ngày liền không chợp mắt, vậy có khả năng nào yêu tài đó đã rời khỏi thành tấn dương trước đây chúng ta cũng có người đưa ra nghi vấn này nhưng ti chính đại nhân lại nói yêu tài đó thích ăn hồn phách của con người không thể dễ dàng rời đi dù sao trong vòng mấy chục dặm xung quanh chỉ có thành tấn dương là có nhiều người nhất thì ra là vậy tần phong trầm ngâm một tiếng bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng hắn rất có ấn tượng với quầy bán bánh hành đó theo lý mà nói sau khi đi qua quầy bán bánh hành đó một đoạn đường lẽ ra phải nghe thấy giọng nói ngọt ngào của tiểu tỷ tỷ xinh đẹp mới đúng nhưng đã lâu như vậy rồi vẫn chưa nhìn thấy lầu gác tao nhã đó hơn nữa xung quanh đây người bán mì dương xuân người bán kẹo hồ lô rõ ràng là vừa mới gặp cách đây không lâu bây giờ lại xuất hiện rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thương cô nương tần phong lên tiếng nhắc nhở ta biết thương phi lan đáp lại một tiếng sau đó lạnh lùng nói giữa ban ngày ban mặt cũng dám ra ngoài hại người, thật sự không coi chảm yêu ti chúng ta ra gì. Chảm yêu ti, cùng với tiếng cười ghê rợn vang lên, cảnh tượng xung quanh như dòng nước chảy xiết nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ trong nháy mắt, Tần Phong liền phát hiện, bọn họ đã ở trong một vùng đất kỳ lạ. Trong vùng đất này, bốn phương tám hướng đều tối tăm mờ mịt, mà mặt đất hắn đang dẫm lên, cũng giống như mặt gương, phản chiếu bóng dáng của bọn họ. Chỉ có điều, bóng dáng của bọn họ, ở phần khuôn mặt lại là một màu đen kịt, nhìn vào khiến người ta sởn tóc gáy thành tấn dương nho nhỏ, cho dù là ti chính, cùng lắm cũng chỉ là người nắm giữ thanh ngọc lệnh mà thôi, có thể làm gì được ta. Lời nói vừa dứt, trước mặt hai người, một đám hắc ảnh không xuất hiện. Trong đầu tần phong một trận đau nhói, cảm giác sợ hãi mãnh liệt lập tức lấp đầy nội tâm, đó là ký ức của nguyên chủ, yêu tà đã hại chết nguyên chủ lúc trước, chính là đám hắc ảnh trước mặt này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta thật sự không ngờ, đêm đó rõ ràng đã thấy người tam hồn thất phách đều tiêu tán, người vậy mà chưa chết. Hắc vụ chấn động, phát ra âm thanh âm lãnh. Tần Phong nghe vậy, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ lúc trước Nguyên chủ không phải bị dọa chết? Hơn nữa lời này nghe thế nào cũng có chút không đúng, chẳng lẽ Nguyên chủ không phải là lúc du ngoạn thành Tấn Dương ban đêm, xui xẻo gặp phải yêu ta sao? Vì sao đối phương còn nhớ rõ hắn? Suy tư một lát, Tần Phong nghĩ đến một khả năng, trừ phi yêu ta hút hồn phách những người khác, chỉ là để che mắt người đời, mục đích thực sự của nó chính là hắn. Người là muốn giết ta? Ồ, vì sao ngươi lại nghĩ như vậy bởi vì ngươi nhớ rõ ta đêm hôm đó ngươi đã hút hồn phách của nhiều người nếu chỉ là để thỏa mãn dục vọng không có lý do gì lại cố ý nhớ kỹ bộ dạng của ta có lẽ chỉ là bởi vì ngươi tướng mạo không tệ cho nên ta ấn tượng sâu sắc dù sao lúc sinh thời ta ghét nhất chính là các ngươi những tên mặt trắng này đa tạ khích lệ hắc vụ chấn động thương phi lan cũng nhịn không được liếc mắt nhìn tần phong ho khan một tiếng tiếp tục nói ngươi nhịn nhiều ngày như vậy không xuất hiện không có lý do gì hôm nay ban ngày lại đột nhiên hiện thân cho dù là nóng lòng muốn hút hồn phách ngươi cũng nên tìm một nhà bình thường không ra khỏi cửa mà không phải tìm ta có thất phẩm bách quỷ đạo giả bảo vệ cho nên ta xác định mục tiêu của ngươi chính là ta hơn nữa bởi vì nguyên nhân nào đó ngươi không thể không mạo hiểm ra tay giết ta vào ban ngày hắc vụ rơi vào trầm mặc một lát sau mới mở miệng ngươi rất thông minh mục tiêu của ta đích thực là ngươi có người hứa hẹn với ta nếu có thể thành công giết chết ngươi sẽ cho ta đủ hồn phách để hút giúp ta bước vào cảnh giới cao hơn ta cũng biết ngươi vừa đang thăm dò ta cũng vừa đang chỉ hoãn thời gian muốn chờ người của chảm yêu ti phát hiện nơi này bất quá nói cho ngươi một tin tức đáng tiếc ngay trước một nén nhang ti chính cùng người của chảm yêu ti đã bị phân thân của ta lừa gạt còn hai người các ngươi hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này lời còn chưa dứt tần phong chỉ thấy một đạo hắc khí cuồn cuộn đánh tới mục tiêu chính là hắn ngay khi hắn còn đang hoang mang không biết làm sao thương phi lan lập tức lấy định hồn lô ở bên hông xuống một bước chắn trước người chặn lại đạo hắc khí kia đa tạ thương cô nương ra tay cứu giúp tại hạ không có gì lấy báo đáp chỉ có thể lấy thân câm miệng ồ thương phi lan ánh mắt lạnh lùng nhìn hắc vụ lạnh giọng nói có thể nói tiếng người cộng thêm cường độ công kích vừa rồi người bất quá chỉ là quỷ tu tam chuyển kiếp lực làm sao dám khẩu xuất cùng ngôn không cần chờ ti chính chạy đến một mình ta cũng có thể chu sát ngươi. Tần Phong trốn ở một bên, sung bái nhìn thương Phi Lan. Cảm giác an toàn say lòng người này, hắn thậm chí đã nghĩ đến hình ảnh hai người tương lai ở bên nhau. Một người phụ trách vô địch thiên hạ, một người phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, hẳn là cực tốt. Thương Phi Lan không nói thêm gì, trực tiếp hai ngón tay khép lại, điểm vào định hồn lô, theo một trận hương khí dâng lên, trận trận bạch yên hóa thành xiềng xích hướng hắc vụ siết chặt. Tuy nhiên, hắc vụ chỉ là lóe lên vài cái liền tránh thoát toàn bộ bạch yên xỉng xích thần tốc thần thông thương phi lan nhíu mày lúc trước đối phương chính là dựa vào chiêu này tránh thoát sự truy sát của ty chính chỉ là thất phẩm bách quỷ đạo giả ngay cả thủ đoạn câu hồn cũng không biết cũng dám nói muốn chu sát ta chết đi theo tiếng gầm âm phong gò thét hắc vụ bốn phía vô số hắc khí dâng lên tần phong chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh ý thức đều xuất hiện hoảng hốt phảng phất như tam hồn thất phách trong cơ thể đều sắp bị hút đi cầm chắc định hồn lô đừng có lộn xộn, ngàn vạn lần đừng nhắm mắt, nếu nhịn không được, liền ngửi định hồn hương. Thương Phi Lan đưa tiểu đồng lô ra, sau đó cánh tay như ngọc sen của nàng che chở Tần Phong ở phía sau. "Thương cô nương, vật này cho ta, ngươi làm sao đối kháng yêu tà kia?" Tần Phong sắc mặt phức tạp, chỉ hận bản thân tu vi thấp kém, nếu bước vào cửu phẩm, ít nhất còn có thể thi triển Hạo Thiên Kính, giúp đỡ ăn chút thương tổn. Nhưng giờ phút này hắn đừng nói giúp đỡ, có thể không cản trở đã là tốt lắm rồi thương phi lan không đáp lời nàng hai ngón tay lướt qua trước mắt mở ra quỷ mục đôi mắt màu xanh nhạt trong thiên địa ảm đạm không ánh sáng này như đom đóm tản ra ánh sáng yếu ớt hắc vụ chấn động xung quanh nó vô số hắc khí bắn ra như một tấm lưới lớn hướng hai người tần phong bao phủ tới công kích dày đặc như vậy sơ sẩy một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục yêu tả phát ra tiếng cười ghê người nó phẳng phất đã nhìn thấy kết cục cuối cùng của hai người nhưng ngay lúc nguy cấp này Thương Phi Lan trong nháy mắt lấy ra chủy thủ đeo bên hông phải, chủy thủ hiện ra hình trăng lưỡi liềm, chỗ lưỡi dao, một đạo ngân quang xẹt qua, tiếp theo chỉ là vài cái hô hấp, hắc khí dày đặc liền bị Nguyệt Nha chủy thủ này chém cho tan tác. Tần Phong chừng lớn hai mắt, chỉ thấy Thương Phi Lan cúi người nghênh chủy thủ, mái tóc đen buộc ở sau đầu dường như không theo kịp động tác của chủ nhân, còn dừng lại giữa không trung, mang theo vẻ đẹp khác biệt, khiến người ta nghẹt thở. Không, không thể nào, Bách Quỷ đạo thống ngươi tu luyện, làm sao có thể có thủ đoạn như vậy? hắc vụ hoảng sợ, ngữ khí không còn giống như lúc trước nữa. Chỉ tiếc, thương cô nương dường như không có ý định nói nhảm trong lúc chiến đấu, chân phải bọc trong quần dài màu xanh đen của nàng đột nhiên phát lực, chỉ trong nháy mắt, khi xuất hiện lần nữa, đã nhảy lên đỉnh đầu hắc vụ, trùy thủ trong tay tản ra ánh sáng âm trầm. giơ tay chém xuống, ngân quang trượt lóe, hắc vụ trong nháy mắt bị chia làm hai. Tốt! Tần phong nhịn không được kích động hô to, tuy nhiên thân thể thương cô nương lại như cũ giống như dây cung căng cứng, không có một chút nào buông lỏng, nàng nhanh chóng quét mắt nhìn bốn phía, dường như đang truy tìm tung tích gì đó. Hắc một tiếng nỉ non âm trầm, khiến trái tim Tần Phong vừa mới buông xuống lại một lần nữa nhắc đến cổ họng, yêu tà kia vậy mà chưa chết. Sát khí khủng bố ập tới, Tần Phong đồng tử có rút, toàn thân lông tơ dựng đứng, hắn dường như cảm nhận được cái gì đó, đầu chậm rãi nhìn xuống. Bóng dáng trong gương, chỗ không mặt vậy mà mọc ra một khuôn mặt tươi cười, răng nanh dữ tợn, kèm theo tiếng kêu thê lương, bóng dáng vươn hai tay ra, trên đó đẩy móng tay như lưỡi dao sắc bén liếc mắt một cái liền biết có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể người phàm móng vuốt nhanh chóng thăm dò tần phong chừng lớn hai mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn móng tay sắc bén kia trong đồng tử càng lúc càng lớn ta chẳng lẽ cứ như vậy mà chết ý niệm này vừa mới sinh ra thân ảnh quen thuộc kia lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn cũng không biết có phải là ảo giác hay không đuôi tóc đen kia dường như còn có một chút ngân sắc sắc tan chưa tan nàng làm sao có thể nhanh như vậy cánh tay ngọc nhỏ nhắn chạm vào ngực, tiếp theo là một cỗ đại lực truyền đến, thân thể Tần Phong trong nháy mắt bị đẩy ra, quỷ chảo vốn nên đâm xuyên đầu hắn, lúc này lại là cào thương cánh tay phải của Thương Phi Lan. Thương cô nương, Tần Phong lo lắng hô to, đừng tới đây. Thương Phi Lan quát lạnh một tiếng, Tần Phong vội vàng dừng bước, mà ở phía trước, theo không gian chấn động, hắc vụ vốn nên bị chia làm hai lại một lần nữa xuất hiện. Ngươi căn bản không phải là bách quỷ đạo giả. Trong làn khói đen truyền ra một tiếng gầm giận dữ là hay không, liên quan gì đến ngươi. Thương Phi Lan vừa định tiếp tục vung chủy thủ tấn công, nhưng nàng vừa mới dùng lực, cánh tay phải liền truyền đến một trận đau nhói. Liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy chỗ vừa bị quỷ trào cào chúng, từng tia hắc khí lượn lờ. Đây là quỷ độc. Thương Phi Lan nhíu chặt mày. Tần Phong nghe vậy, trong lòng cả kinh, cái gọi là quỷ độc là oán niệm của du hồn dã quỷ biến thành. Một khi dính phải, huyết nhục liền bị nó ăn mòn. Nhưng chỗ đáng sợ nhất của quỷ độc chính là nó có thể xâm nhiễm thần hồn, khiến hồn phi phách tán. Nghĩ đến đây, Tần Phong áy náy không thôi, nếu không phải vì cứu mình, với năng lực của thương cô nương, làm sao có thể bị quỷ chảo làm bị thương? Không được, bây giờ không phải lúc áy náy, ta phải phấn chấn lên, nhanh chóng suy nghĩ, cẩn thận hồi tưởng lại, nhất định có biện pháp phá cục. Tần Phong nhanh chóng động não, trong thần hải, thác nước văn khí bắt đầu cuồn cuộn, những cuốn sách liên quan đến quỷ tu đã từng xem qua như đèn kéo quân, lóe lên trong đầu. Quỷ tu phân chia mạnh yếu dựa vào kiếp lực luân chuyển, kiếp lực luân chuyển càng cao thì thực lực càng mạnh điều đáng chú ý là quỷ tu mỗi lần trải qua kiếp lực nhị chuyển liền có thể diễn sinh ra bản mệnh thần thông của mình cũng bởi vậy khi đối chiến với quỷ tu nhất định phải vạn phần cẩn thận chờ đã có gì đó không đúng vừa rồi thương cô nương nói yêu tài này chỉ có tam chuyển kiếp lực nhưng tại sao nó ngoài thần thông thần tốc ra còn có thể cấu trúc ra một mảnh không gian kỳ dị như vậy chưa đạt tứ chuyển kiếp lực không thể nào sở hữu hai loại bản mệnh thần thông đây là lẽ thường nếu không phải thần thông vậy chính là mượn ngoại vật mảnh thiên địa này rất có thể là không gian bảo khí tương tự như thính vũ hiên mà chỉ cần là bảo khí nhất định có mệnh môn tần phong mở to hai mắt trong sâu thẳm đồng tử lóe lên kim quang hắn vội vàng quan sát bốn phía trong thiên địa kỳ dị toàn là những điểm sáng đen nhỏ bé mà những điểm sáng nhỏ bé này cuối cùng đều hội tụ về một chỗ đó là phía sau hắn một mặt gương lớn bằng nửa người tìm thấy rồi tần phong trong lòng kích động nhưng bề ngoài lại bất động thanh sắc với năng lực của hắn muốn phá hư bảo khí chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày nhưng lúc này thương cô nương bị thương nếu lớn tiếng nói cho nàng biết chỉ sẽ bị yêu tả ngăn cản nhất định phải nghĩ ra một biện pháp ổn thỏa quỷ tu cười lạnh một tiếng bất kể ngươi rốt cuộc là ai dính phải quỷ độc của ta ngươi chắc chắn phải chết bất quá hiện tại ta phải giết tên tiểu tử kia trước miễn cho đêm dài lắm mộng lời nói vừa dứt hắc vụ cuộn lại thành một đoàn phát ra tiếng rít chói tai hung hăng đánh úp về phía tần phong cơ hội đến rồi tần phong tính toán chuẩn xác khoảng cách và góc độ lớn tiếng hô thương cô nương ném thủy thủ về phía nó thương phi lan không chút do dự kêu lên một tiếng tay trái rút thủy thủ khác bên hông hung hăng ném về phía hắc vụ lưỡi thủy thủ lóe lên ánh bạc xé rách không khí nhưng lại bị hắc vụ dễ dàng né tránh ta có thần thông thần tốc thủ đoạn như vậy làm sao có thể làm ta bị thương giắc ngay lúc này trong thiên địa kỳ dị bỗng nhiên truyền ra một tiếng gương vỡ vụn cái gì? Quỷ tu đột nhiên quay người lại, chỉ thấy trùy thủ lại cắm vào hư không, mà hư không đó lại như gương vỡ vụn, chính là không gian bảo khí mà trước đó có người giao cho nó ám thiên kính. Tần Phong thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, may mà thương cô nương ném chuẩn, nếu trùy thủ ném lệch, vậy e rằng trực tiếp kết thúc rồi. Tên nhóc thối, ngươi vừa rồi là cố ý. Là thì sao? Không gian bảo vật này đã bị phá hủy, chảm yêu ti và tư chính lập tức sẽ đuổi tới. Nếu ta là ngươi, bây giờ liền nhanh chóng chạy trốn quỷ huynh đều là ra ngoài kiếm cơm không cần thiết vì người khác mà bán mạng a à, mau chạy đi tần phong bề ngoài chấn định nội tâm lại hoảng sợ muốn chết hắc vụ một hồi lay động hiển nhiên là đang dãy dụa ngay lúc tần phong cảm thấy có hy vọng lại nghe đối phương gào thét điên cuồng hôm nay ngươi phải chết ta khinh ngươi tần phong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch hắn làm sao có thể nghĩ đến một tên quỷ tu lại có tinh thần nghề nghiệp như vậy vì chủ nhân tình nguyện liều mạng với hắn bốn phía thiên địa bởi vì ám thiên kính vỡ vụn bắt đầu sụp đổ tiếng giao hàng quen thuộc trên đường phố lại lần nữa truyền đến hắc vụ hiển nhiên là ông quyết tâm liều chết căn bản không để ý gì cả hắc khí quanh thân nó bành trướng như độc xà đánh úp về phía tần phong chẳng lẽ vạn sự kết thúc ngay lúc này trên mặt đất trong bóng đen đột nhiên vươn ra một bàn tay đen khổng lồ được cấu tạo từ bóng tối bàn tay đen bắt lấy hắc khí của quỷ tu tiếp đó hung hăng siết chặt hắc khí trong nháy mắt tiêu tan tần phong đại kinh nếu hắn không đoán sai đây hẳn là thủ đoạn của bách quỷ ngũ phẩm cảnh giới khôi ảnh mà trong thành tấn dương nho nhỏ có thể đạt tới ngũ phẩm cảnh giới đạo giả ngoại trừ chảm yêu ti tư chính ra hắn thật sự không nghĩ ra người thứ hai xoẹt một bóng người rơi xuống mặt đất đây là một nam tử trung niên mặc áo khoác đen khuôn mặt như đào gọt góc cạnh bên hông hắn đeo một khối nhị tinh thanh ngọc lệnh mà phía sau hắn lại đeo một bầu rượu khổng lồ vô cùng bắt mắt quỷ tu nhìn thấy người đến cũng không lãng phí thời gian giết Tần Phong nữa, mà thân hình lóe lên, điên cuồng chạy về phía nam. Lần này nếu lại để ngươi chạy trốn, thạch tử minh ta ba chữ liền viết ngược lại. Lời nói vừa dứt, nam tử trung niên liền cởi bầu rượu sau lưng, ầm một tiếng nện xuống đất, trên phiến đa sám, vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan rộng. Chỉ thấy hắn mở bầu rượu ra, nói một tiếng chói. Miệng bầu rượu trong nháy mắt bắn ra vô số đạo ánh sáng màu xanh ra trời, hung hăng đánh úp về phía hắc vụ chỉ trong nháy mắt, quỷ tu có thần thông thần tốc, liền bị lam quang trói buộc, tiếng xèo xèo tiêu tan xen lẫn tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thạch Tử Minh lại nói một tiếng luyện. "Lam quang đại thịnh, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, hắc vụ không còn tồn tại nữa." "Mẹ kiếp, tên quỷ tu chó má này thật sự là biết trốn, hại lão tử mấy đêm không chợp mắt, này, tiểu tử, ngươi không sao?" "Chứ?" Thạch Tử Minh nghiêng đầu, lên tiếng hỏi. Tần Phong ngẩn người, lập tức phản ứng lại, "Ta không sao, bất quá thương cô nương nàng." lời còn chưa nói hết, một trận hương thơm ập tới. Thương Phi Lan đã đi đến bên cạnh, không cần lo lắng, ta không sao. Tần Phong chừng lớn hai mắt, vội vàng nhìn về phía cánh tay phải của đối phương, chỗ vốn nên bị quỷ trào cào chúng, lại trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, trắng nõn như lúc ban đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, đột nhiên phát hiện một chi tiết. Ngày thường, khăn vuông màu đen của thương cô nương luôn có thể che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt màu xanh nhạt. Nhưng lúc này nhìn lại, lại lộ ra thêm một đoạn sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp chẳng lẽ thương cô nương, vừa mới vén khăn vuông xuống. Có lẽ là chú ý tới ánh mắt của Tần Phong, thương Phi Lan lại kéo khăn vuông màu đen lên trên một chút, khôi phục lại bộ dạng lúc trước. Tần Phong thầm than tiếc. Ồ, oh, đây không phải là tiểu thương sao, ngươi quen biết tiểu tử này. Si chẳng lẽ hắn là tình lang của ngươi. Lời này vừa ra, Tần Phong chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, có sát khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé chỉ trong nháy mắt thương phi lan đã kề dao găm vào trước mặt thạch tử minh nếu không biết nói chuyện có cần ta cắt lưỡi ngươi không thạch tử minh vội vàng giơ hai tay tỏ ý đầu hàng tiểu thương chỉ là nói đùa thôi không cần phản ứng dữ dội như vậy thương phi lan không đáp lại chỉ tự mình thu hồi dao găm xoay một vòng trên tay rồi nhét vào bên hông thạch tử minh cũng thu lại nụ cười trên mặt nhàn nhạt hỏi nói đi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ba người cùng nhau đi trên đường trong lúc đó thạch tử minh cũng đã nghe tần phong kể lại đầu đuôi câu chuyện tiểu tử lợi hại đấy lại có thể vô tình tìm được mệnh môn của bảo khí nhưng ta không ngờ tên quỷ tu kia lại nhắm vào ngươi nói đi ngươi thật sự không biết tên quỷ tu kia vì sao muốn giết ngươi tần phong trầm ngâm một lát ta ngày thường hay giúp bà lão qua đường cho ăn mày đối xử tốt với mọi người chưa từng gây thù chuốc oán cho nên khả năng bị trả thù là rất nhỏ nghĩ tới nghĩ lui có lẽ giống như tên quỷ tu kia nói nó ghen tị với ta vì ta quá anh Tuấn, cho nên mới ra tay sát hại ta. Thương Phi Lan liếc mắt nhìn, Thạch Tử Minh trực tiếp lờ đi, đổi sang một chủ đề khác, đúng rồi, ngươi nói ngươi họ Tần. Ở trong thành Tấn Dương này, ta chỉ biết một nhà họ Tần, đó chính là tam đẳng phụ quốc tướng quân Tần Kiến An, lúc trước khi cả nhà hắn chuyển đến thành Tấn Dương, còn đặc biệt mang theo mấy vò rượu đến bái phòng ta, ngươi và hắn có quan hệ gì? Lão cha tiện nghi này, tuy không có đầu óc kinh doanh, nhưng lại rất biết cách xử lý các mối quan hệ, không tệ, Tần Phong thầm khẳng định trong lòng, ta là con trai của hắn, Tần Phong, không biết mấy vò rượu kia có hợp khẩu vị của Tư Chính đại nhân không? Nếu còn muốn, ta có thể nói với cha khi về nhà. Mấu chốt của kinh doanh chính là các mối quan hệ, Tần Phong rất am hiểu điều này. Không cần đâu, mấy vò rượu kia ta đều không nhận, ta chỉ cần ngửi một cái là biết, đó đều là rượu pha nước. Thật ra, Tư Chính đại nhân, ta và cha ta luôn bất hòa. Tên keo kiệt này, mấy vò rượu có đáng giá bao nhiêu tiền? lại còn pha nước trong thành tấn dương nhỏ bé này ngoài thành chủ chẳng yêu ti tư chính chính là quan lớn nhất hắn còn không biết cách xử lý tốt các mối quan hệ thật sao thạch tử minh liếc mắt nhìn ánh mắt đầy ẩn ý ừm hừm tư chính đại nhân vì bách tính thành tấn dương ngày đêm vất vả nay quỷ tu đã bị tiêu diệt ngươi không về nhà nghỉ ngơi cho tốt sao tần phong cứng nhắc chuyển chủ đề ta đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi ngươi xem sắp đến rồi tần phong sững sờ sau đó liền nghe thấy tiếng gà gáy quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, lầu phong nhã cát, hồng y phấp phới, lụa màu bay phất phơ, giọng nói ngọt ngào của các cô nương xinh đẹp lọt vào tai, "Công tử, vào chơi đi tới đây, tới đây." Thạch Tử Minh bên cạnh cao giọng đáp lại, hưng phấn nhanh chóng bước nhanh hơn. Mà trước lầu phong nhã cát, Tú Ba đứng trên đài nhìn thấy Thạch Tử Minh, lập tức tươi cười, nghênh đón, "Thạch đại nhân, đã mấy ngày không thấy ngài đến, các cô nương nhớ nhung ngài muốn chết." Ta không phải đến rồi sao, tối nay sẽ không về thạch tử minh vung tay lên không về cái này thành tấn dương gần đây không phải có lệnh giới nghiêm sao tú bà lộ vẻ khó xử bọn họ bây giờ ngày nào cũng mở cửa sớm như vậy chẳng phải là vì buổi tối không thể kinh doanh giới nghiêm cái gì mấy ngày nay ta không chợp mắt chính là vì muốn tiêu diệt tên quỷ tu đáng ghét kia từ hôm nay trở đi lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ lời này vừa ra cả thanh lâu đều xuôi trào tú bà càng cười toe toét ai ra lại có chuyện tốt như vậy thành tấn dương có thạch đại nhân yêu tài nho nhỏ căn bản không đáng ngại các cô nương trên lầu còn chờ gì nữa mang rượu ngon nhất nhảy điệu múa đẹp nhất đến tiếp đãi thạch đại nhân tới ngay đây không lâu sau một đám ong bướm liền vây quanh thạch tử minh vào trong lầu tần phong trừng mắt nhìn cảnh tượng này há hốc mồm nói tên đó luôn luôn như vậy sao thương phi lan dường như đã quen với điều này đối với hắn những nơi phong nguyệt như thế này chính là nơi nghỉ ngơi của hắn nếu không phải vì muốn cho thanh lâu sớm ngày hoạt động bình thường hắn làm sao có thể liều mạng truy sát tên quỷ tu kia như vậy ừm tư chính đại nhân quả thật là người có cá tính tần phong chân thành cảm thán không quan tâm đến ánh mắt của thế tục chỉ theo đuổi lý tưởng trong lòng đàn ông đích thực nên như vậy bên ngoài lối vào lầu còn có mấy cô nương mặc sa mỏng lộ ra cặp đùi trắng nõn nà cười duyên nhìn những người qua đường trời lạnh như vậy còn mặc ít như thế bọn họ cũng không dễ dàng gì tần phong động lòng chắc ẩn nếu không phải túi tiền eo hẹp hắn rất muốn chiếu cố việc buôn bán của mấy cô nương này mà khi mấy cô nương này nhìn thấy tần phong ánh mắt đều không tự chủ được sáng lên lập tức cười nói vị công tử này hay là lời còn chưa nói hết mấy cô nương liền cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại những lời muốn nói rõ ràng đã đến bên miệng lại chết sống không nói ra được cùng lúc đó thương phi lan chỉ tùy ý liếc mắt nhìn mấy người này liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng chốc giảm xuống rất nhiều lúc này cũng không quan tâm đến việc chiêu khách hai tay ôm lấy vai vội vàng chạy vào trong lầu sưởi ấm tần phong thấy vậy chỉ đành luyến tiếc rời mắt đi sao luyến tiếc giọng nói lạnh lùng vang lên đương nhiên là luyến tiếc ừm hừm thương cô nương nói gì vậy ta là một người đọc sách điều căm ghét nhất chính là loại hiện tượng này ban ngày ban mặt trời đất quang minh bọn họ sao có thể mặc hở hang như vậy giữa đường chiêu nếu không phải bọn họ chạy nhanh ta nhất định phải trực tiếp trách mắng bọn họ Thương Phi Lan cười lạnh một tiếng, đi thẳng về phía trước, Tần Phong gãi gãi má, vội vàng đuổi theo. Hai người quen đường quen lối đến trước Thính Vũ Hiên, lão nhân vẫn như ngày hôm qua, nhàn nhã nằm trên ghế, phe phẩy quạt. Ông ta nghe thấy động tĩnh, mở hé mắt, sau đó không kiên nhẫn nói, hai đứa các ngươi sao lại đến nữa? Thương Phi Lan không để ý, đi thẳng vào vấn đề, quy củ vẫn như trước. "Ra thượng liên đi." "Hừ, con nhóc ngươi cũng thật là mặt dày." mấy ngày trước đơn thương độc mã đến đây mỗi lần điều đối không ra hạ liên lúc nào cũng đỏ hoe mắt khóc lóc hôm qua có thằng nhóc này giúp đỡ khó khăn lắm mới vào được trong lầu một lần ngươi lại nghiện rồi lão già này vẫn độc mồm độc miệng như vậy nhưng mà đỏ hoe mắt khóc lóc ông ta đang nói thương cô nương tần phong liếc nhìn thương phi lan lại nhớ đến ngày hôm qua dáng vẻ ủy khuất khi nàng đối không ra hạ liên hình thành sự tương phản rõ rệt với dáng vẻ oai phong lẫm liệt lúc chiến đấu ngươi đang nhìn cái gì giọng nói của thương phi lan mang theo một tia xấu hổ và tức giận chỉ là nhìn đông nhìn tây nhìn ngó lung tung tần phong nhỏ giọng đáp lại thương phi lan trừng mắt nhìn lão già quy củ của thính vũ hiên là do ngươi đặt ra trong quy củ có nói không được tìm người thay thế trả lời sao lão già lập tức bị chọc cười thôi thôi ta cũng lời tranh luận với ngươi nhưng nếu ngươi đã nói quy củ là do ta định vậy hôm nay ta sẽ đổi quy củ một chút bách lý lão nhân nhướng mày vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn về phía tần phong lão giả xấu xa này, nhìn ta làm gì, chẳng phải hôm qua ta đối được câu đối sao, có phải là chơi không nổi. Này, tiểu tử thối, ta thừa nhận ngươi có chút thiên phú về đối liên, nhưng hôm nay, ta không khảo ngươi đối liên, mà khảo thơ. Khảo thơ, tần phong lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Không sai, bách lý lão nhân đưa tay gõ nhẹ lên ghế mây, trong lầu các lập tức bay ra một cái lò đồng, trên bề mặt lò đồng còn được chạm khắc nhiều hoa văn tinh xảo. Kim quang lưu chuyển, đây là đăng văn lô tác dụng cũng đơn giản chỉ cần có người sáng tác thơ trước mặt nó nó sẽ phun ra khói trắng để giám định chất lượng bài thơ mà khói trắng càng cao thì phẩm cấp bài thơ càng tốt tiểu tử ta cũng không bắt nạt ngươi chỉ cần thơ ngươi sáng tác có thể đạt tới ba trượng ta sẽ cho hai người các ngươi vào thính vũ hiên thế nào cái này tần phong còn chưa kịp trả lời thương phi lan bên cạnh lại nhịn không được nói văn thánh đạo thống đại càng suy yếu đã lâu thơ từ càng ngày càng suy thoái Mười năm trở lại đây, đại càn có mấy bài thơ cao hơn ba trượng. Ngươi yêu cầu như vậy, còn nói không phải là bắt nạt người khác. Hừ, dù sao quy củ này là do ta định, nếu làm không được, các ngươi có thể rời đi, ta cũng không giữ. Bách Lý Lão Nhân vắt chéo chân, vẻ mặt vô cùng đáng ghét. Thật muốn đánh hắn. Tần Phong nắm chặt tay, hỏi Thương Phi Lan, Thương cô nương, khói trắng ba trượng rất khó sao. Thương Phi Lan khẽ gật đầu, khói trắng của Đăng Văn Lô thường được chia, làm ba phẩm cấp, một đến 3 trượng là phàm phẩm, 4 đến 6 trượng là chân phẩm, 7 đến 9 trượng là thánh phẩm. Ứng khẩu thành thơ, muốn đạt tới chân phẩm, cho dù là học sĩ đỉnh cấp của Hạo Văn Viện, ở Phong Thiên Thành cũng chưa chắc làm được, huống chi là ngươi. Ặc, à, ngươi có chút xem thường người khác rồi đấy, tuy ta làm không được, nhưng ta có thể hóa thân thành kẻ đạo văn. Tần Phong thầm nghĩ, sau đó hỏi Bách Lý Lão Nhân, nếu ta có thể làm ra bài thơ sáu trượng thì sao? Sáu trượng, chỉ bằng ngươi. Bách Lý Lão Nhân cười khẩy, dưới khăn đen của thương phi lan, cũng phát ra một tiếng hừ lạnh. Hừ, đều không tin phải không? Ta nóng tính lắm. Ngươi đừng quản ta có thể làm ra hay không, ta chỉ hỏi, nếu làm ra thì sao? Tiểu tử thối, nếu ngươi có thể làm ra bài thơ sáu trượng, từ nay về sau, thính vũ hiên này, ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Được, một lời đã định. Tần Phong thầm mừng, sách trong lầu các này vừa nhiều vừa chất lượng, hơn nữa lại không cần tốn tiền, quả thực là một mỏ vàng nhưng mỗi lần chỉ có thể xem đến khi mặt trời lặn, thật sự bất tiện, nếu có thể tự do ra vào, chẳng phải mình có thể xem từ sáng đến tối. Ra để đi. Tần Phong vung tay phải, hào khí vạn trượng. Ra để gì? Bách Lý Lão Nhân ngẩn người, Thương Phi Lan bên cạnh cũng lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ tùy tiện viết một bài thơ, ta sợ đạt tới sáu trượng, ngươi sẽ không phục, cho nên phạm vi nội dung bài thơ này ngươi hãy hạn chế. Dù sao kiếp trước ta là học bá, thời đại học vì muốn tiếp xúc nhiều với nữ sinh, nên chọn học văn, thơ trong đầu nhiều vô số kể, phạm vi bao hàm rộng lớn, nói ra chính mình cũng sợ, tên khốn này. Ta giả vờ đây. Bách Lý Lão Nhân nghe vậy liền nói ba chữ tốt, hắn sống lâu như vậy, dám kiêu ngạo như vậy trước mặt hắn, không quá một bàn tay, hôm nay hắn phải dạy cho tên tiểu tử này một bài học, cái gì gọi là tự biết mình. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ngươi hãy lấy trận chiến ải chấn linh 18 năm trước của đại càn làm bối cảnh, sáng tác một bài thơ. Thương Phi Lan nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, Tần Phong trầm ngâm suy nghĩ, bắt đầu hồi tưởng, cuối cùng nhớ lại trận chiến này từ một cuốn sách sử. Cực Nam đại càn, Thanh Hải Minh Mông, có ngọn núi tên là Thiên Linh Sơn, cao chót vót, trên Thiên Linh Sơn có một ngoại tộc cường đại, tên là Calola. La là yêu thú mặt người mình chim, trời sinh thần lực, lấy rồng làm thức ăn, hai cánh vỗ một cái, có thể bay vút lên chín tầng trời mười vạn dặm. 18 năm trước, Calola đại cử xâm lược đại càn, đánh vỡ ải trấn linh, khiến Sinh Linh lầm than. Minh Sùng Hoàng đế đời trước tức giận, phái 10 vạn tướng sĩ cùng lực lượng mạnh nhất của Trảm Yêu Ti chạy tới ải Chấn Linh, liều chết giao tranh với calola Trận chiến đó, đánh đến trời đất u ám, cho dù nhân tộc có long tộc trợ giúp, cũng là chiến thắng thảm thiết, calola bị bức lui về ngoài ải Chấn Linh, 10 vạn tướng sĩ tham chiến trở về không đủ trăm người. Dưới ải Chấn Linh, đất đai bị máu nhuộm đỏ, gần một năm cũng không phai màu. Tần Phong nhớ lại những điều này, tâm trạng nặng nề, ngay cả ý định muốn giả vờ ban đầu cũng nhạt đi rất nhiều. hắn không khỏi cảm khái, trong loạn thế này, hòa bình khó có được của nhân tộc đều là dùng máu của anh hùng đổi lấy. có giấy bút không? trong lầu cát, giấy trắng bút lông bay ra. tần phong hít sâu một hơi, vừa định hạ bút, lại đột nhiên nhớ tới cảnh tượng hôm qua khi viết câu đối, bút lông lơ lửng trên không. bách lý lão nhân nhìn ra tâm tư của hắn, mở miệng nói, không cần lo lắng, hôm qua ngươi viết câu đối là đối tâm cảnh với người khác cho nên sẽ chịu áp lực rất lớn hôm nay ngươi làm thơ sẽ không xuất hiện tình huống đó thì ra là vậy tần phong gật đầu bút lông rơi xuống giấy trắng hóa ra một điểm mực đen chỉ thấy câu mở đầu thanh hải trường vân thiên linh sơn hiện rõ trên giấy đăng văn lô rung động khói trắng bốc lên cao tới một trượng bách lý lão nhân giật mình đứng dậy đi tới bên cạnh tờ giấy trắng thương phi lan nhìn tờ giấy trắng ngẩn ngơ như thể nhìn thấy cảnh tượng đó mà Tần Phong lại động bút, viết câu thứ hai, cô thành giao vọng trấn linh quan. Mười vạn tướng sĩ, tụ tập ở tử thành, ca lâu la thực lực cường đại, giết người như nghiền kiến, tuy nhiên biết rõ thực lực song phương tranh lệch, mười vạn tướng sĩ, lại ôm quyết tâm tử chiến, chấn thủ tử thành, không lùi một bước. Đăng văn lô phát ra tiếng kêu vang, khói trắng bốc lên ba trượng, bút lông như rồng bay phượng múa, tô điểm trên giấy, lại thấy, hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp. Chúng tướng sĩ gầm thét rung trời, lấy thân thể huyết nhục mở đường chém giết cho dù máu nhuộm chiến giáp áo giáp bọc xương khô thì đã sao bách lý lão nhân chừng lớn hai mắt nắm chặt tay phải thương phi lan thở dốc ngực phập phồng không ngừng đăng văn lô bắt đầu rung động dữ dội mà khói trắng đã cao tới sáu trượng tần phong hai mắt trợn tròn bút lông trong tay như kiếm phong khắc lên tờ giấy trắng khúc ca tuyệt cuối cùng bất phá ca lâu trung bất hoàn đinh tiếng kêu chói tai vang vọng trên không khói trắng trong đăng văn lô bốc lên thẳng lên trời cao, độ cao đó, đã vượt qua chính trượng. Mà trên chính trượng, là thần phẩm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bách Lý Lão Nhân Thẩm đọc thơ trong lòng, nhắm mắt lại, chìm vào hồi ức. Người vạn tướng sĩ, tiến về cực nam, mỗi người trước khi đi, đều để lại một bức di thư ở nhà. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống sót trở về. Hai bên giao chiến tại Trấn Linh Quan, đánh nhau suốt ba ngày ba đêm, nhìn ra xa, máu chảy thành sông, khắp nơi là thi thể tướng sĩ phía trước trước khi chết, để dùng thân xác ngăn cản sự tấn công của Kalola, thậm chí đã dùng lưỡi dao đâm vào lòng bàn chân, cố định cơ thể trên mặt đất, biến thành lá chắn cho tướng sĩ phía sau. Bọn họ chính là bằng phương pháp này, nối tiếp nhau, cuối cùng đã đuổi Kalola trở về thiên linh sơn. Hai chữ thảm liệt đã không đủ để hình dung tình hình chiến sự lúc bấy giờ, 10 vạn tướng sĩ trở về không đủ trăm người là khái niệm gì. Bách Lý Lão Nhân nâng tờ giấy trắng viết bài thơ lên, không khỏi cảm khái, lúc đó, nếu có bài thơ này trợ trận sao phải chết nhiều người như vậy tiểu tử bài thơ này tên là gì tần phong trầm ngâm một lát đáp tiền bối tên bài thơ do ngài đặt đi được vậy bài thơ này gọi là trấn linh quan vừa dứt lời bách lý lão nhân vung tay áo bút lông trong tay tần phong lập tức bị cướp vào tay lão nhân chỉ thấy lão nhân đặt bút xuống giấy ba chữ trấn linh quan mạnh mẽ được đề ở đầu tờ giấy lại sáng trói cùng lúc đó tần phong như nghe thấy tiếng gào thét chém giết của các tướng sĩ trên chiến trường khí thế ngút trời lão giả tóc bạc nhìn tờ giấy trắng có chút tiếc nuối nói thơ là thơ hay đáng tiếc chữ này tiểu tử sau khi ngươi trở về nên luyện tập thư pháp cho tốt còn chưa xong nữa sao tần phong mặt mày cứng đờ không đáp lại kỳ thực nguyên chủ đọc sách mười mấy năm vẫn luyện được một nét chữ đẹp nhưng hắn xuyên không đến hình như cơ thể không nhớ những thư pháp đó bách lý lão nhân vừa lắc đầu thở dài vừa cuộn tờ giấy trắng lại một cách tự nhiên, thuận thế muốn cất tờ giấy trắng vào trong ngực. Thơ nguyên bảo phẩm cấp thần, đã bao lâu rồi chưa từng xuất hiện, lần này kiếm bộn rồi, lão nhân đang nghĩ như vậy, thì một bàn tay trắng nõn nà đã nắm lấy đầu kia của tờ giấy trắng. Làm gì? Lão nhân cảnh giác. Bài thơ này, là do hắn viết, dựa vào đâu mà ngươi lấy đi, trả đây. Tần Phong sững sở tại chỗ, cảnh tượng này, sao lại giống như đã từng quen biết. Nhà đầu ngươi, vế dưới ngày hôm qua đã bị ngươi lấy đi rồi hôm nay bài thơ này ngươi còn muốn không cho xem ra ngươi đã quên bút long tu sắp hết mực rồi đúng rồi đúng rồi công thức giống nhau mùi vị giống nhau tần phong xem kịch vui vẻ lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó sắc mặt cứng đờ vế dưới ngày hôm qua và bài thơ hôm nay rõ ràng là do ta viết hai người các ngươi tranh giành hình như chưa hỏi ý kiến của ta thương cô nương tiền bối bài thơ này hình như là của ta thơ thơ gì bách lý lão nhân và thương phi lan đồng thanh hai người các ngươi mặt dày mày dạn như vậy, là ta thua rồi. Tần Phong chắp tay lui về phía sau. Nha đầu, ta làm một giao dịch với ngươi như thế nào, chỉ cần ngươi đưa bài thơ này cho ta, từ nay về sau, thính vũ hiên này ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thương Phi Lan nghe vậy, trầm mặc một lát, cuối cùng lại chọn buông tay, điều này có chút nằm ngoài dự đoán của Tần Phong. Bách Lý Lão Nhân thấy vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận cất tờ giấy trắng vào trong ngực. Mọi việc đã định, tần phong nóng lòng muốn vào lầu các đọc sách tích lũy văn khí vừa rồi gặp quỷ tu nếu không có thương cô nương ở bên cạnh bảo vệ hắn chắc chắn phải chết hơn nữa quỷ tu đó chính là nhắm vào hắn mà đến tuy không biết mục đích của đối phương là gì nhưng ai có thể đảm bảo lần này thoát được một kiếp bọn chúng sẽ không đến lần thứ hai lần thứ ba hiện tại chỉ có nâng cao thực lực của bản thân mới là điều quan trọng nhất lần này vào lầu các nhất định phải nghĩ cách đột phá đến văn thánh cửu phẩm như vậy ít nhất có thể thi triển hạo thiên kính, có một chút khả năng tự bảo vệ mình. Tần Phong nghĩ như vậy, nâng chân định bước vào lầu các. Lúc này, Bách Lý Lão Nhân đột nhiên nói, tiểu tử, ta thấy ngươi có chút thiên phú, có muốn vào hạo văn viện ở Phụng Thiên Thành tu hành không? Thương Phi Lan nghe vậy, thân hình khựng lại. Hạo văn viện, Tần Phong nghiêng đầu, phải nói trong đại càn, nơi tập trung tinh hoa của văn thánh đạo thống, nhất định phải kể đến hạo văn viện ở đế đô này. Truyền thuyết, trong hạo văn viện bao gồm rất nhiều tâm đắc về văn thánh đạo thống, cũng như tuyệt học của văn thánh là thánh địa mà thiên hạ người đọc sách hướng tới mà thiên giám quốc sư sáng lập ra hạo văn viện càng là người duy nhất từ xưa đến nay bước vào văn thánh nhị phẩm tiền bối có cách để ta vào đó tự nhiên là có tần phong bề ngoài bình tĩnh trong lòng lại giật mình nhẹ nhàng bâng quơ có thể để hắn vào thánh địa mà người đọc sách hướng tới thân phận của lão già này e rằng còn khủng bố hơn hắn vốn tưởng tượng nhưng mà không cần ta ở đây rất tốt tiểu tử thối người có biết hạo văn viện đối với người đọc sách có ý nghĩa gì không lại muốn bỏ lỡ cơ hội này những văn thánh đạo già đỉnh cao nhất đại càn đều ở trong hạo văn viện ta tự nhiên biết giá trị của nó vậy ngươi còn như vậy tần phong trịnh trọng nói trong tấn dương thành có hậu bối mà ta quan tâm ta không muốn rời xa bọn họ hơn nữa chỉ cần tâm hướng thiên hạ nơi nào mà không thể đọc sách đương nhiên nguyên nhân quan trọng hơn là đế đô nước quá sâu năm đó lão cha chính là vì bảo toàn bản thân và tần gia mới dọn cả nhà đi hiện tại hắn quay về chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao cho dù thật sự muốn vào hạo văn viện vậy cũng phải đợi thực lực tăng lên sau nếu không người là giao thớt ta là cá quá bị động tốt tốt một câu tâm hướng thiên hạ nơi nào cũng có thể đọc sách ta đúng là đã xem thường ngươi bách lý lão nhân nằm lại ghế mây khoái miệng hơi nhếch lên không nói thêm gì nữa thương cô nương ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì không vào sao tần phong đi ngang qua thương phi lan tò mò hỏi người sau hờ hững liếc mắt, tự mình bước vào lầu cát, chỉ là đường nét đôi môi in dưới khăn vuông màu đen đó, dường như hơi động đậy. Tần Phong theo sát phía sau, lại nhìn thấy sách vở đầy ắp, hai mắt hơi nheo lại, lần này, không bước vào cửu phẩm hắn thể không rời đi. Mà khi hai người bước vào thính Vũ Hiên không lâu, một người đàn ông trung niên mặc áo vải vá, bị gãy một chân chống nặng đi ngang qua đây. Vết thương ở chỗ chân bị gãy rõ ràng là bỏng, máu thịt đều bị hoại tử, vết thương dữ tợn, nhìn mà ra đầu tê dại trên cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo, cũng có thể nhìn thấy đủ loại vết thương đáng sợ, rất khó tưởng tượng. Người này rốt cuộc đã trải qua những gì, mới biến thành bộ dạng như bây giờ. Người đàn ông trung niên đưa bình rượu trong tay ra, lão già, rượu của ngươi. Bách Lý lão nhân nhận lấy bình rượu mở ra ngửi một hơi, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Vẫn là rượu nhà lão Lý ngươi ngửi thơm, không giống nhà khác, uống nhạt như nước. Đây, đây là tiền rượu. Một sâu đồng tiền, 30 văn. Nhiều quá. Người đàn ông trung niên nhớ mày, phần nhiều ra coi như là phí chạy việc của ngươi, nhớ kỹ, ngày mai vẫn giờ này, đưa rượu đến. Lão già chân cẳng chẳng lẽ cũng không tiện, lại lười biếng như vậy. Người đàn ông trung niên hừ một tiếng, nhét đồng tiền vào trong ngực, tập tễnh rời đi. Bách Lý lão nhân nhìn bóng lưng đối phương rời đi, sau đó mở bình rượu ngửa đầu uống một hơi, thở dài một hơi cảm khái, rượu này thật mẹ nó cay quá. Ôm tờ giấy trắng trong ngực chặt hơn. Vào đêm, ánh trăng như nước, Phụng Thiên Thành, Liễu Gia, phủ phụ quốc công. Trong sân lạnh lẽo, mây mù che khuất mặt trăng, vắng lặng không ánh sáng. Mờ mờ có thể thấy, có một nữ tử mặc áo trắng, ngồi ở đó. Mà bên cạnh nàng, còn đứng một nữ tử mặc áo xanh, tay cầm kiếm, lưng đeo hộp kiếm. Tiểu thư, liễu lão gia đã truyền bá chuyện người muốn thành thân ra ngoài rồi. Ừm, tiểu thư, người thật sự muốn đến tấn dương thành, gả cho con trai của một phụ quốc tướng quân tam đằng sao. Nữ tử áo xanh kích động nói. Ừm, tiểu thư, vết thương của người có lẽ còn. Nói đến bên miệng, nữ tử áo xanh lại không nỡ nói tiếp. Đối với người tuyệt vọng, bất kỳ hy vọng xa vời nào, đều là tàn nhẫn, có lẽ liễu lão gia cũng hiểu điểm này, mới hạ quyết tâm, để tiểu thư đến một nơi hẻo lánh, ăn hưởng tuổi già. Mây tan trăng lên, ánh trăng sáng trong chiếu xuống, chiếu lên người nữ tử áo trắng, làn da như tuyết, mái tóc đen như thác nước, dung nhan tuyệt mỹ khiến người ta nghẹt thở, tựa như tiên nữ hạ phàm. Chỉ tiếc, nữ tử này mặt lạnh như băng đôi mắt kia càng giống như một đầm nước chết. Ánh mắt nhìn xuống, mới thấy, nữ tử này ngồi không phải ghế đá, mà là một chiếc xe lăn. Nàng, chính là liễu kiếm ly của liễu gia. Mười ngày trôi qua trong chớp mắt. Bên trong thính vũ hiên, tần phong đã lên đến lầu ba, lúc này trong tay hắn đang cầm một quyển sách dày cộ. Trải qua quãng thời gian ngày đêm nỗ lực, cuối cùng hắn cũng đã nén thác văn khí trong thần hải chín lần. Chỉ cần đọc xong cuốn sách cuối cùng trong tay, hắn liền có thể lấp đầy thác văn khí lần thứ 10. Um. Theo trang sách cuối cùng khép lại, văn khí to bằng ngón tay cái lướt vào thần hải, cuối cùng lấp đầy khoảng trống cuối cùng của thác nước. Trong thần hải chỉ thấy thác văn khí tỏa sáng rực rỡ, vô số văn khí như rồng như rắn thoát khỏi thác nước bay lượn lên xuống, sau đó lại hội tụ trên đỉnh đầu tần phong như ngân hà chín tầng trời cuồn cuộn đổ xuống. Đây chính là văn khí quán đỉnh. Tần phong chỉ cảm thấy đầu óc trở nên vô cùng minh mẫn, ngay cả sự mệt mỏi do đọc sách nhiều ngày cũng tan biến hết. Đây chính là năng lực của Văn Thánh Cửu phẩm trúc cơ cảnh. Đến nước này, cuối cùng hắn cũng đã bước vào Văn Thánh Cửu phẩm. Không mất nhiều thời gian, thác nước trong thần hải liền sụp đổ, thay vào đó là một bậc thang lên trời chín bậc, ở cuối bậc thang lơ lửng một phiến đài. Tần Phong biết, đó là con đường bắt buộc phải đi qua để bước vào Văn Thánh, bát phẩm Minh Tâm cảnh vấn tâm đài. Mặc dù rất muốn tiếp tục ở lại đây đọc sách tích lũy văn khí, tấn công vấn tâm đài, nhưng đã 10 ngày chưa về Tần phủ, tốt nhất vẫn nên về xem sao. Tần Phong nghĩ như vậy, sau đó đi xuống lầu vừa hay gặp thương phi lan đi tới thành công rồi nàng đưa chiếc bánh bao trong tay tới nhàn nhạt hỏi ừm khoảng thời gian này đa tạ thương cô nương tần phong nhận lấy bánh bao trực tiếp cắn một miếng khoảng thời gian này thương phi lan mỗi ngày đều mang thức ăn đến cho hắn giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian đọc sách không cần khách sáo đúng rồi cha mẹ ta thì sao yên tâm ta đã nói với họ người những ngày gần đây đều ở đây đọc sách vậy thì tốt, ta định về tần phủ một chuyến, thăm cha mẹ và nhị đệ, thương cô nương, nàng vẫn muốn ở đây ăn đồ sao? Thực ra cho đến bây giờ, tần phong cũng không biết cái gọi là ăn đồ của đối phương rốt cuộc là có ý gì. Năm ngày trước, hắn từng lén quan sát thương phi lan, nhưng ngoài việc nhìn thấy đối phương đi qua đi lại trước mấy bức tường sách ra, căn bản không nhìn thấy bất kỳ điều gì khác thường. Đối phương tổng không thể, nhân lúc hắn không chú ý, lén xé trang sách nhét vào miệng chứ. Chẳng lẽ thật sự là kinh luân mãn phúc, tần phong lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ hoang đường này hôm nay bụng không đói không ăn nữa ta vừa hay có việc phải đi tây thành tiện đường đi cùng ngươi một đoạn cũng được hai người bước ra khỏi thính vũ hiên bách lý lão nhân nghe thấy động tĩnh liền liếc nhìn tần phong nói một tiếng không tệ sau đó lại nhắm mắt nghỉ ngơi đợi đến khi hai người đi xa lão nhân lại nhếch mép cười lẩm bẩm một mình hôm nay nắng đẹp trời trong gió nhẹ thật là ngày lành tháng tốt để thành thân tần phong và thương phi lan đi chưa được bao lâu liền thấy người đi đường hướng về phía tây. Tần Phong đầy lòng tò mò không nhịn được kéo một người đi đường hỏi, huynh đài, mọi người vội vàng như vậy là muốn đi đâu? Chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng không biết. Bên Kinh Đô, có một tiểu thư nhà giàu, gả xa đến tận Tấn Dương thành này. Nghe nói, sáng sớm, đội ngũ đón dâu của nhà gái đã hùng hổ kéo đến. Người mau buông tay ra, chậm trễ nữa e là chen chúc cũng không vào được. Nữ tử Kinh Đô gả xuống Tấn Dương thành. Chẳng lẽ đầu óc bị kẹt cửa? Tần Phong buông Nam Tử ra, vẻ mặt hưng phấn, lại còn có chuyện như vậy. Ta phải đi xem thử, tân nương này rốt cuộc xấu xí đến mức nào mà phải lo lắng đến mức không gả được, bất đắc dĩ phải gả xuống đây. Hai người đi theo dòng người, một đường tiến về phía Tây thành. Nói cũng lạ, con đường này đi cứ cảm thấy quen thuộc vô cùng, Tần Phong quan sát kỹ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ, từ Tần phủ đến Thính Vũ Hiên chính là đi con đường này. Ngày thường, con đường này căn bản không có nhiều người như vậy, cho nên nhất thời cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ vậy cũng tốt về nhà xem náo nhiệt hai việc không bỏ lỡ việc nào chỉ là không biết có cơ hội xin một chén rượu mừng hay không tần phong vui vẻ nghĩ lại đi qua mấy con phố dòng người càng ngày càng đông đúc tiếng ồn ào bên tai cũng càng lúc càng náo nhiệt clanh tiếng chiêng đồng thanh thúy vang lên đón dâu chú trọng gõ chiêng đánh trống tần phong nghe thấy âm thanh này liền biết nhà người ta thành thân hôm nay ở ngay phía trước hay hướng này cách tần phụ cũng khá gần tần phong ngẩng đầu nhìn ra xa đã mơ hồ có thể nhìn thấy đội ngũ đón dâu rực rỡ sắc đỏ. Hắn vốn định tiếp tục đi về phía trước, nhưng đường phố lúc này giống như giờ cao điểm ở Mado kiếp trước, căn bản không có chỗ cho người chen vào. Đám đông không ngừng xô đẩy, Tần Phong sợ lạc mất thương cô nương, theo bản năng nắm lấy bàn tay nàng, cảm giác mềm mại trơn nhẵn, mang theo chút mát lạnh, khiến lòng hắn rung động, nhưng cũng khiến hắn giật mình. Ta đây là vô tình nắm tay thương cô nương. Ai cho ta dũng khí, lương tĩnh như sao? Hắn đột nhiên nhớ tới tư chính thạch tử minh chỉ vì trêu chọc thương cô nương một câu đã bị nàng kề dao vào cổ còn mình bây giờ trực tiếp nắm tay đối phương chẳng lẽ sẽ bị chặt đứt một cánh tay tay phải vội vàng buông ra tần phong nuốt nước miếng cẩn thận nghiêng đầu len lén quan sát phản ứng của đối phương nhưng khiến hắn không ngờ tới chính là thương phi lan dường như căn bản không chú ý tới tất cả những gì vừa xảy ra vẫn là dáng vẻ oai phong lẫm liệt như ngày nào may quá may quá chắc là do xung quanh người quá đông thương cô nương không phát hiện ra. Tần Phong âm thầm thở vào nhẹ nhõm, nhưng không nhìn thấy, đỉnh tai trắng nõn của thương Phi Lan, không biết từ lúc nào, đã nhuốm một chút phấn hồng nhàn. Nhạt. Cho qua, cho qua. Tần Phong liều mạng chen lên phía trước, nhưng hiệu quả không đáng kể. Trong lúc đó còn có người chửi ẩm lên, vội vàng như vậy, muốn đầu thai à? Bất đắc dĩ, Tần Phong nảy ra một kế, ê, bên này là ai đánh rơi cả đống bạc thế? Ở đâu? Ở đâu? Của ta, của ta, các ngươi đừng nhặt lung tung tần phong thấy có hiệu quả lại thêm mắm thêm muối ôi chao lại còn có cả vàng nữa cái gì đám đông lập tức hỗn loạn tần phong cũng nhân cơ hội này một đường thẳng tiến không bao lâu hắn liền đến đầu đội ngũ nhìn thấy đội ngũ đón dâu đội ngũ hùng hổ phía trước có người gõ chiêng đánh trống phía sau có người mang theo vô số xính lễ ở giữa kiệu hoa đỏ rực được nâng cao hai bên và phía trước đội ngũ đều có ngựa cao to dẫn đường tần phong nhìn thoáng qua sau đó giật mình, con ngựa đó không phải ngựa thường, mà là ô đề thần câu. Chiến mã nổi tiếng của đại càn, nhà bình thường căn bản không thể sở hữu, chỉ có tước vị nhất đẳng chấn quốc tướng quân trở lên, mới có thể nuôi loại thần câu này. Từ đó có thể thấy, bối cảnh nhà gái ít nhất cũng là nhất đẳng chấn quốc tướng quân. Mà điều khiến tần phong kinh ngạc nhất còn chưa dừng lại ở đó, hắn chừng lớn mắt, có chút không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt, trăm mối vẫn không có cách giải. Tại sao đội ngũ đón dâu này lại dừng trước cửa tần phủ nhà mình? là cha muốn nạp thiếp hay là nhị đệ muốn thành thân mười ngày ta không có nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tần phong vẻ mặt ngơ ngác truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé để tìm hiểu ngọn ngành tần phong chen ra khỏi đám đông bước về phía cổng chính phủ tần ra nhưng chưa kịp đi được mấy bước đứng đầu đội ngũ đón dâu cưỡi trên con tuấn mã ô đề người đàn ông ra ngăm đen mặc giáp đen liền trực tiếp dùng trường kích trong tay chặn hắn lại, lạnh lùng nói, người rảnh rỗi tránh ra. Ta, Tần Phong vừa định giải thích. Người đàn ông ra ngăm đen cổ tay rung lên, trường kích lay động, xem ra là muốn trực tiếp hất hắn ra. Ngay lúc này, thương phi lan phía sau bước nhanh lên trước, rút đoàn kiếm bên hông ra, chặn trường kích lại. Người đàn ông ra ngăm đen nhíu mày, lực đạo trong tay lại tăng thêm, nhưng ngoài dự đoán của hắn, nữ tử đeo khăn đen trước mặt lại ứng phó một cách ung dung, không hề lùi bước. Tuấn Mã Ô để vì bảo vệ chủ nhân, phát ra tiếng hí vang, hai chân trước mạnh mẽ không ngừng đạp xuống đất, hất tung bụi đất mù mịt. Thương Phi Lan không hề nao núng, chỉ nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn, Tuấn Mã như bị kinh hãi, thu lại khí thế hung bạo, yên tĩnh trở lại, nó thậm chí còn chủ động xoay người, tránh ánh mắt của Thương Phi Lan. Người đàn ông nheo mắt, nhảy xuống ngựa tự giới thiệu, "Ta là Hình Thịnh, Tham Lĩnh Tiên Phong Quân Thần Hầu, ngươi là ai?" Thương Phi Lan không muốn để ý, Tần Phong nghe vậy như có điều suy nghĩ, "Quân Thần Hầu?" một trong những đội quân thiện chiến nhất đại càn, tham lĩnh tiên phong tương đương với chức quan tam phẩm, người này thân cư cao vị, vậy mà lại nguyện ý hạ mình làm hộ vệ đội ngũ đón dâu. Chờ đã, tướng lĩnh quân thần hầu hình như là. Tần Phong nghĩ đến điều gì, hai mắt trợn tròn, ngươi là người của Liễu phụ quốc công phụ ở thành Phụng Thiên. Vậy người ngồi trong kiệu hoa kia chẳng lẽ là Liễu Kiếm Ly? Hỗn xược, danh húy tiểu thư Liễu phụ quốc công phủ há có thể để ngươi gọi thẳng. Vậy mà thật sự là nàng. Tần Phong tâm tư xoay chuyển, hôn ước mà liễu gia và tần gia tổ tiên lập ra hắn vẫn còn nhớ rõ nhưng không nên như vậy vị tiểu thư thiên phú dị bẩm kia sao có thể chịu ủy khuất hạ ra đến nơi hẻo lánh này chờ đã nàng muốn gà cho ai chẳng lẽ là ngay lúc này trong phủ tần gia thanh nhi mặc váy xanh thò nửa người ra liếc nhìn sau đó thần sắc vui mừng sách váy chạy ra khỏi phủ đại thiếu gia cuối cùng ngài cũng đã về lão gia và phu nhân đều sắp lo chết rồi mau vào gặp bọn họ với ta Ngươi chính là Tần Phong của Tần gia." Hình Thịnh nghiêng đầu kinh ngạc nói, "Sao? Chưa từng gặp thiếu gia Tuấn Tú như vậy sao?" "Ngươi?" Hình Thịnh nghẹn lời. Tần Phong lười để ý, đang nóng lòng muốn làm rõ hôn sự này, hắn bĩu môi một câu, sau đó liền vội vàng chạy vào phủ theo Thanh Nhi. Thương Phi Lan cũng không đi theo, nàng nhìn một lát sau, liền xoay người rời đi, biến mất trong đám đông. Trong phủ Tần gia, trên dưới Tần gia đã sớm rối loạn như nồi cháo tần kiến an đi tới đi lui trong đại sảnh ông liếc nhìn nữ tử mặc áo xanh đeo hộp kiếm cầm trường kiếm đứng cách đó không xa lên tiếng phu nhân khách đã đến cũng không biết pha trà cho người ta a à, ồ oh, đúng đúng mạnh tuyết ngẩn người vội vàng cầm ấm trà trên bàn lên lấy một chén trà bắt đầu rót trà nhưng bà vì nghĩ đến chuyện khác quá nhập thần nên không phát hiện ra ấm trà này rõ ràng không có nước tần an thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài đại sảnh cũng vẻ mặt lo lắng, hắn xoay người vừa lúc nhìn thấy mẫu thân đang pha trà, nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn chằm chằm, một lúc sau, hắn phát hiện ra vấn đề liền lên tiếng nhắc nhở, "Mẹ, chén trà mẹ đang rót là của con." Mạnh Tuyết giật mình, nhìn chén trà, áy náy nói, "Lấy nhầm, lấy nhầm, mẹ đổi cái khác đây." Ba người mỗi người mỗi tâm tư, nhưng đều đang nghĩ đến cùng một người. Đột nhiên, tiếng gọi của Thanh Nhi truyền vào đại sảnh, "Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia đã về." vừa dứt lời liền thấy tần phong đến cửa ra vào đại sảnh hắn bước vào đại sảnh liếc mắt liền nhìn thấy nữ tử đeo hộp kiếm mặc áo xanh kia mày ngài như họa dáng người thuyết tha người sau nghe thấy động tĩnh cũng nhìn lại trong ánh mắt tràn đầy ý tứ dò xét tần phong chỉ nhìn nữ tử vài lần liền đến bên cạnh cha mẹ thấp giọng hỏi cha mẹ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hai người muốn nói lại thôi tần kiến ăn thở dài một hơi đưa qua một phong thư ra hiệu mở ra Tần Phong mở phong thư lấy giấy ra, nhìn từng hàng chữ một, cho đến khi chữ cuối cùng đáy mắt, hắn lộ ra vẻ mặt phức tạp. Liễu gia đại tiểu thư Thiên Phú dị bẩm, độ kiếp thất bại, bị liệt nửa người, ngự y trong hoàng cung cũng không thể chữa trị. Liễu lão gia tử khẩn cầu Tần gia hoàn thành hôn ước tổ tiên, để Liễu Kiếm Ly rời xa hoàng cung, tĩnh tâm dưỡng bệnh. Giữa những dòng chữ tràn đầy sự khẩn cầu và ái náy của Liễu lão gia tử, dù sao Liễu Kiếm Ly hiện tại không còn là tiên nữ cao cao tại thượng như trước kia mà là người bị đẩy xuống trần gian. Liệt nửa người, chỉ riêng điểm này, liền khiến vô số nam tử trùm bước. Liễu lão gia tử đương nhiên là biết rõ điều này. Tần Phong trầm ngâm một lát, không đưa ra câu trả lời. Ngược lại ngừng đầu hỏi, cha mẹ, hai người hy vọng con làm như thế nào? Nhị nương muốn nói lại thôi. Tần Kiến An vỗ vai Tần Phong trịnh trọng nói, nữ nhi liễu gia cũng là người đáng thương, đứng càng cao, ngã càng đau, ta muốn giúp đỡ nàng nhiều hơn. Dù sao trước kia ở Hoàng Cung, liễu gia cũng chưa từng xem thường tần gia chúng ta ngược lại còn chiếu cố nhiều hơn nữa lúc trước dù vô số thanh niên tài tuấn trong hoàng cung cầu hôn liễu gia vẫn bị liễu lão gia tử từ chối với lý do hôn ước tổ tiên liễu gia chưa từng nuốt lời ân tình nhỏ giọt nên báo đáp bằng suối nguồn cho nên ý của ta là tần kiến an không nói tiếp nhưng tần phong đã nghe ra đại khái lão cha hy vọng hắn có thể đồng ý hôn sự này nhị nương có chút không đành lòng lão gia hay là thôi đi phong nhi nó Tần Kiến An đưa tay ngắt lời, để nó tự quyết định. Tần Phong vẻ mặt, đặt mình vào hoàn cảnh của Liễu Kiếm Ly mà nghĩ, hắn cũng rất đồng cảm với nàng, nhưng hắn không thể hy sinh hạnh phúc tương lai của mình được. Đều là đàn ông, Tần Kiến An đương nhiên hiểu rõ nỗi lo lắng của con trai mình, liền ghé sát vào người ngữ trọng tâm trường nói, nữ nhi Liễu Gia, quốc sắc thiên hương, là mỹ nhân số một số hai thiên hạ, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy tâm mục. Còn nữa tiểu tử ngươi, ánh mắt cũng đừng quá thiển cận, cùng lắm thì sau này nạp thêm mấy tiểu thiếp là được ta muốn nạp thiếp, còn chưa có cơ hội. Ái, ái trà, phu nhân mau buông tay. Ông muốn gì? Nhị nương dùng lực, đau đến mức Tần Kiến An nghiến răng nghiến lợi. Cha, mẹ, có người ngoài." Tần An nhỏ giọng nhắc nhở. Nhị nương lập tức cảm thấy mình đã thất lễ, buông tay, mỉm cười với cô nương áo xanh. Tần Phong thở dài một hơi, thế tục luôn muốn đàn ông phải vô ý vô ưu, mà ta chỉ là sớm gánh chịu những gì không nên gánh chịu ở cái tuổi này thôi. Con biết rồi, vậy hôn lễ này khi nào cử hành? Tần Phong chấp nhận số phận, một là vì trả ơn tình cho Liễu gia, hai là đương nhiên là bị lời nói của lão cha thuyết phục. Cái này đương nhiên là phải chuẩn bị một phen. Tần Kiến ăn bấm ngón tay tính toán, tính toán ngày giờ, mà cô nương áo xanh vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, "Lão gia nhà ta đã sớm mời văn sĩ Hạo văn viện tính toán, hôm nay chính là ngày lành tháng tốt." "Hôm nay?" Mấy người kinh ngạc lên tiếng. "Vị này, ta gọi là Lam Ngưng Dương, là kiếm thị của tiểu thư." làm cô nương có phải quá vội vàng hay không dù sao chúng ta cũng mới biết được tin tức này tần kiến an có chút khó xử có nên gấp gáp như vậy hay không chẳng lẽ là sợ mình đổi ý tần phong nhếch mép sẽ không liễu gia đã chuẩn bị thỏa đáng làm ngừng sương nói xong câu này liền xoay người đi ra khỏi phủ tần gia chưa đầy một khắc người đàn ông da ngăm đen kia dẫn đầu mười mấy người đàn ông cường tráng mang theo mấy nha hoàn đi vào phủ tần gia mỗi người bọn họ đều sách theo đủ loại vật dụng trang trí sau đó liền bận rộn đi tới đi lui trong phủ tần gia. Một canh giờ trôi qua vội vàng, nhìn lại phủ tần gia, đã mang dáng vẻ vui mừng. Tần Phong nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, từ chuẩn bị, xính lễ, trang trí, đưa dâu, từ đầu đến cuối tần gia đều không nhúng tay vào một chút nào, tất cả đều do liễu gia lo liệu, chẳng lẽ đây chính là dịch vụ cưới hỏi chọn gói của người xưa? Cũng quá hiệu quả rồi. Lúc này, vài nha hoàn nhà họ liễu lần lượt bước vào đại sảnh phủ họ tần, mỗi người đều mang theo một bộ áo mão, đỏ, xem ra là vì không biết kích cỡ của tân lang nên đã chuẩn bị sẵn nhiều bộ. Một nha hoàn tay không đến trước mặt tần phong, khom người nói nhỏ, tần công tử, phiền ngài giơ tay lên. A, à, ô, tần phong làm theo. Chỉ thấy nha hoàn đo đạc một hồi, tìm được kích cỡ phù hợp nhất, hai nha hoàn hợp tác, một người cởi bỏ áo khoác ngoài của tần phong, một người mặc áo bào đỏ, đội mũ mão đỏ cho hắn. Bộ tân lang bào này là do vũ tú phường ở kinh thành làm ra, kiểu dáng tinh xảo quý khí phối hợp với khuôn mặt tuấn lãng của Tần Phong, quả thực rất xứng đôi. Nhị phu nhân thấy vậy, không khỏi đỏ hoe mắt, con trai sắp thành thân, bà làm sao có thể không xúc động. Theo tục lệ cổ đại, Tân Lang phải dìu Tân Nương vào cửa nhà mình, Tần Phong mặc xong Tân Lang bào, liền được nha hoàn dẫn đường, đi đến trước cửa phủ họ Tần. Nói đến, hắn còn chưa biết liễu kiếm ly trong truyền thuyết rốt cuộc là người như thế nào. Lam ngưng sương đi đến bên cạnh kiệu hoa đỏ thẫm, nhẹ nhàng vén rèm đỏ lên, bước vào trong. Không lâu sau, nửa người của tân nương liền thò ra ngoài đầu đội mũ phượng khăn quàng vai áo khoác ngoài là áo lụa đỏ theo kim tuyến của vụ tú phường những người vây xem nhón chân lên muốn nhìn rõ dung mạo tân nương nhưng tân nương lại cầm quạt giấy hình tròn che khuất khuôn mặt chiếc quạt này có tên là khước phiến dùng để che giấu sự xấu hổ xua đuổi tà ma và tránh tà chỉ có tân lang mới có thể mở nó ra mọi người đều kêu tiếc nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến đám đông lập tức náo động không ai ngờ rằng tân nương tử lại ngồi trên xe lăn được cô gái áo lam lúc trước đẩy vào kiệu đẩy ra. Là một kẻ tàn phế. Không biết ai lên tiếng trước, những lời lẽ sỉ nhục người khác như bệnh dịch lan truyền trong đám đông. Tần Phong đã sớm dự liệu sẽ có màn này, nhưng không ngờ phản ứng lại dữ dội như vậy. Lam ngưng xương nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng như xương, nàng dùng tay trái vịn xe lăn, tay phải cầm kiếm vung lên, một đạo kiếm khí màu lam cuồn cuộn chém ra, để lại trên mặt đất một vết kiếm rộng khoảng một bàn tay. Kiếm y nhị cảnh, trọng nhạc. Tần Phong như có điều suy nghĩ. Cảnh tượng bất ngờ này khiến mọi người im bặt, hình thịnh nhân cơ hội này, dẫn đầu một đám tùy tùng, đẩy đám đông ra xa thêm 10 trượng. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi phủ họ Tần, muốn nắm tay Tân Nương, dẫn nàng vào cửa, nhưng ngay lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra. Trong đám đông vốn đã yên tĩnh, bỗng vang lên một giọng nói chói tay âm trầm. Sao? Tân Nương là kẻ tàn phế, còn không cho người ta nói. Cút! theo sau một tiếng quát lớn trong đám đông vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp một người đàn ông trung niên vạm vỡ mặt đầy thịt ngang ngược đẩy đám đông ra mở ra một con đường phía sau hắn một nhóm người đi theo sát mà người lên tiếng trước đó chính là nam tự áo trắng bị mọi người vây quanh ở giữa chỉ thấy hắn có khuôn mặt âm nhu trên mặt mang theo nụ cười khinh miệt khiến người ta nhìn vào cực kỳ khó chịu tần phong thấy vậy trong lòng chìm xuống tuy hắn không biết nam tự áo trắng kia là ai nhưng hắn lại nhận ra những người còn lại xung quanh. Người đàn ông trung niên có nụ cười nịnh hót kia là thành chủ thành tấn Dương Diệp Hằng, bên cạnh hắn, nam tử trẻ tuổi cũng có vẻ mặt liếm cầu là con trai hắn Diệp Lạc Đình, còn những người còn lại là tùy tùng trong phủ thành chủ. Có thể khiến người của phủ thành chủ thành tấn Dương nịnh hót như vậy, không cần đoán cũng biết, thân phận của nam tử áo trắng nhất định không đơn giản. Lam Ngưng Sương nhìn thấy nam tử áo trắng, lạnh lùng nói, đường hiên, sao ngươi lại ở đây? Lời này thật khách sáo, liễu lão gia tử dù sao cũng là phụ quốc công của triều đình thống lĩnh thần hầu quân cháu gái của ông ấy thành thân sao có thể không có ai chứng kiến cha ta binh bộ thượng thư lang gần đây bận rộn với chiến sự không thể rời khỏi vậy ta con trai ông ấy tự nhiên phải thay mặt ông ấy đến chúc mừng binh bộ thượng thư lang đó chính là quyền thần nắm giữ quân đội cả nước quản lý chiến sự ngay cả chảm yêu ti ở một mức độ nào đó cũng phải nghe theo sự điều động của ông ta không ngờ công tử áo trắng đáng ghét này lại là con trai của nhân vật như vậy xem ra đối phương rõ ràng là nhắm vào nhà họ liễu hơn nữa kẻ đến bất thiện tần phong nheo mắt lại hình thịnh bước lên một bước tay cầm trường kích chắn trước mặt một đám người xin lỗi đường công tử hôn lễ của hai nhà liễu tần lần này không có ý định mời người ngoài đường hiên nghe vậy cười khẩy một tiếng sau đó tức giận nói vương mãnh cha ta phái ngươi đi theo ngươi chính là bảo vệ ta như vậy sao cái thứ cho má gì cũng dám sổ loạn trước mặt ta hình thịnh sắc mặt khó coi còn người đàn ông vạm vỡ kia không nói hai lời nắm đấm phải giơ lên gào thét lao đến hình thịnh giật mình giơ kích chắn trước người quyền kích giao phong lại phát ra một tiếng kim loại chói tai hình thịnh nghiến răng nghiến lợi cơ bắp trên hai cánh tay nổi lên cố gắng chống đỡ nhưng cho dù như vậy thân hình hắn vẫn liên tục bị ép lui chỉ là một con chó mà thôi ngươi còn phải tốn nhiều thời gian như vậy sao đường hiên lại lên tiếng Vương Mãnh nghe vậy, chân phải đột nhiên dẫm mạnh xuống đất, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển, mà thân thể hình thịnh trong nháy mắt bị đánh bay ra xa 10 trượng, may mà hắn kịp thời cắm trường kích xuống đất, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, bàn tay nắm trường kích vẫn còn run nhẹ nhẹ. Tần Phong không khỏi nhìn về phía nam tử vạm vỡ, phóng thích kinh khí ra ngoài, đó là thủ đoạn mà thần vũ lục phẩm tụ lực cảnh mới có thể thi triển. Đường Hiên, ngươi làm như vậy, chẳng phải là muốn khiêu khích chiến sự giữa hai nhà liễu đường sao? lam ngưng xương tay phải nắm chặt kiếm lạnh lùng hỏi ê cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói không thể nói bậy ta chỉ là đến tham gia hôn lễ của liễu đại tiểu thư tiện thể tặng một phần tâm ý của ta đường hiên cười lạnh một tiếng lớn tiếng hô còn không mau mang lễ vật mà bản công tử chuẩn bị đến đây lời nói vừa dứt chỉ thấy phía sau một đám người vài tùy tùng cường tráng khiêng một xác yêu thú đột nhiên ném xuống trước mặt mọi người phát ra một tiếng ầm vang Tần Phong cúi đầu nhìn xuống, yêu thú này có tên là Tòng Vân Báo, nổi tiếng với tốc độ cực nhanh, nhưng Đường Hiên tặng thứ này là có ý gì? Chỉ nghe Đường Hiên lại mở miệng nói, trên đường ta đến thành Tấn Dương, bỗng nhiên nhìn thấy con yêu thú này đang phi nhanh trong rừng, lập tức ra lệnh cho người ta giết chết con thú này. Nghĩ đến liễu tiểu thư nhà ta, thiên đố anh tài, độ kiếp thất bại, nửa người dưới mất đi chi giác, từ nay về sau không thể đi lại, con yêu thú chết tiệt này dựa vào cái gì mà có thể tung hoành bốn vó, phi nhanh trong rừng người đâu chặt hết bốn chân con yêu thú này cho bản công tử tặng cho liễu tiểu thư làm quà tần phong nhíu mày miệng lưỡi của người này sao lại hôi hám như vậy dù sao liễu kiếm ly cũng là người sắp trở thành nương tử của hắn sao có thể để người khác xỉ nhục như vậy quá đáng lam ngưng sương nhịn không được nữa vung kiếm lên lại một đạo kiếm khí màu lam chém ra mục tiêu nhắm thẳng vào đường hiên mà vương mãnh vạm vỡ nhìn thấy cảnh tượng này trực tiếp chắn trước kiếm khí hai tay đẩy về phía trước cản lại kiếm khí, sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên dùng sức hai tay, đạo kiếm khi có uy lực kinh người kia lại bị hắn xé rách. Ta là con trai của binh bộ thượng thư lang, trước mặt bao người, ngươi lại muốn giết ta, thật to gan. Đường Hiên đang muốn mượn chuyện này làm ầm ĩ, bên tai lại đột nhiên vang lên một giọng nói, sắp vào đông rồi, không biết là chó nhà ai không trông coi kỹ, chạy ra đường, thấy người liền cắn, thật là xui xẻo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bầu không khí căng thẳng ban đầu bỗng chốc im bặt tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Dưới ánh mắt của mọi người, Tần Phong thong thả bước về phía kiệu hoa. Vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Đường Hiên gầm lên. Tần Phong trực tiếp lờ đi, tiến đến trước kiệu hoa, nói với Lam Ngưng Sương, Lam cô nương, tiếp theo để ta dìu nàng ấy vào Tần Phủ. Tần công tử, ngươi. Lam Ngưng Sương muốn nói lại thôi, nàng lộ vẻ do dự một lát, cuối cùng chỉ thốt ra một câu, cẩn thận một chút. Tần Phong gật đầu, bước đến bên cạnh tân nương đang khoác áo đỏ, tuy đối phương dùng quạt che mặt, nhưng nhìn từ bên cạnh, làn da trắng hơn tuyết, đường nét hoàn mỹ, đều chứng minh rằng, liễu kiếm ly được mệnh danh là quốc sắc thiên hương, tuyệt đối không phải lời đồn đãi. Hắn khẽ không người, nhẹ giọng nói, nương tử, bên ngoài trời lạnh, phu quân đưa nàng vào nhà. Tân nương khoác áo đỏ không đáp lời, tay phải vẫn cầm quạt che mặt, nhưng nàng lại đưa tay trái ra khỏi lớp áo choàng rộng, cổ tay trắng nõn, dưới ánh sáng của áo đỏ, như ẩn hiện ánh sáng trắng tần phong mỉm cười nắm lấy tay trái của nàng tâm thần khẽ động rõ ràng là thiên tri kiêu nữ được cả đại càn công nhận rõ ràng là thiên tài kiếm đạo được tông chủ vạn kiếm tông khen ngợi tần phong vốn tưởng rằng liễu kiếm ly dù không phải đẩy tay vết chai cũng nên thô giáp hơn tay nữ tử bình thường nhưng hắn không ngờ chạm vào lại mềm mại mịn màng yếu ớt không xương tần phong dắt tay tân nương đi trước lam ngưng xương theo sát phía sau chậm rãi đẩy xe lăn đường hiên thấy cảnh này tức giận đến bật cười tốt rất tốt bao nhiêu năm qua ta đây vẫn là lần đầu tiên bị người ta xem thường như vậy vương mãnh tân lang tân nương đi vất vả như vậy ngươi không biết giúp đỡ sao tuân lệnh mọi người chỉ thấy vương mãnh nắm chặt hai tay cơ bắp toàn thân nổi lên xung quanh tỏa ra nhiệt khí kinh người dưới chân hắn mặt đường lát đá xanh trong nháy mắt nước toát một vết nước to bằng cánh tay lan thẳng về phía tần phong ầm ừ. cùng lúc đó tần phong rên lên một tiếng sắc mặt trắng bệch thân hình bỗng chốc thấp xuống trên vai hắn như bị đè nặng một ngọn núi khiến hắn thở không nổi đây là chiêu thức của thần vũ lục phẩm tụ lực cảnh kinh áp đem kinh khí trong cơ thể phát ra ngoài hội tụ một chỗ áp chế đối thủ nếu không phải tần phong có văn khí hộ thể e rằng chỉ một chiêu này cũng đủ khiến hắn quỳ dạp xuống đất ý đồ của đường hiên chính là muốn tần phong mất mặt trước mặt mọi người từ đó là mất mặt liễu gia tần công tử lam ngưng sương và hình thịnh đồng thanh hô lên đều lộ vẻ lo lắng hình thịnh càng bay người lên vung trường kích muốn đánh tan kình khí của vương mãnh thế nhưng khi trường kích chỉ còn cách vương mãnh một khoảng ngắn trong đám đông bỗng bay ra một viên đá đánh vào trường kích lại đánh bật cả người lẫn kích sau lưng đường hiên còn có cường giả hơn nữa thực lực e rằng còn mạnh hơn vương mãnh hình thịnh sắc mặt khó coi còn muốn tấn công lần nữa lại bị tần phong ngăn lại không sao chúng ta đi Dứt lời, hắn lại gắng gượng chống đỡ kinh áp, bước về phía trước một trượng. Hành động này khiến hình thịnh và Lam Ngưng Sương sinh lòng kính nể. Mẹ kiếp, vốn chỉ muốn thể hiện khí nam nhi của mình, không ngờ lại khó đi như vậy, quả nhiên giả vờ nguy hiểm là phải trả giá. Tần Phong thầm mắng một câu. Hắn cũng không ngờ, hôn lễ của liễu gia, lại có người dám đến gây rối. Sớm biết vậy, hôn sự này, không kết nữa. Lỗ vốn rồi. Đường Hiên thấy vậy, tức giận nói, tên khốn kiếp, ta bảo ngươi giúp đỡ, ngươi chính là giúp đỡ như vậy sao không thấy tân lăng quan đi không nổi đường sao tên chó chết này hết lần này đến lần khác sao tần phong ngẩng đầu trừng mắt nhìn đối phương vương mãnh nghe vậy hai mắt trợn tròn to như chuông đồng hắn nắm tay phải đập mạnh vào lòng bàn tay trái theo một tiếng nổ vang mặt đường lát đá xanh dưới chân hắn lại sụp đổ hoàn toàn tần phong lập tức cảm thấy ngực buồn bực chỉ cảm thấy áp lực trên người đột nhiên tăng mạnh hình thịnh thấy vậy không nói hai lời tiến lên một bước một mình dơ trừng kích cùng chống đỡ kinh áp. Áp lực đột nhiên giảm bớt. Tần Phong nghiêng đầu nhìn hắn, tên đen thui này tuy tướng mạo không ra sao, nhưng lại rất biết nhìn sắc mặt. Nếu không có hắn giúp đỡ, e rằng mình đã mất mặt rồi. Nhân cơ hội này, hắn thấp giọng hỏi, đường ra phái người đến gây rối, Chẳng lẽ liễu ra các ngươi không có cao thủ đi theo? Đừng giả vờ nữa, ta biết các ngươi có hậu chiêu, là muốn nhân cơ hội này xem thử thành ý của ta đối với tiểu thư nhà các ngươi đúng không? Trong mắt Tần Phong, hắn còn cảm thấy việc này giống như phù dâu của tân nương ở kiếp trước cố ý làm khó tân lang tần phong lại nói hiện tại thành ý của ta cũng đủ rồi mau gọi cao thủ của các ngươi ra bắt tên kia lại ta chỉ cần tát hắn một cái là được rồi các ngươi yên tâm tuyệt đối không đánh nhiều ta có chừng mực hình thịnh nghe vậy lộ vẻ khó xử hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau rồi lại thu hồi tầm mắt tiểu thư nhà mình chính là cao thủ tuyệt đỉnh còn cần mang theo cao thủ nào đi theo chỉ là sau khi trải qua chuyện lúc nãy tiểu thư tâm ý lạnh chưa chắc đã nguyện ý ra tay hơn nữa hắn cũng không ngờ người của đường ra không biết bị điên gì lại không ngại đường xá xa xôi chạy đến tấn dương thành chỉ để làm liễu ra mất mặt vào ngày thành thân tần phong thấy vẻ mặt của đối phương mặt mày co giật chuyện gì đây không có cao thủ liễu ra các ngươi đường đường là đại gia tộc ở phụng thiên thành chuyện gả con gái ruột lại không có chút khí phách nào sao mẹ kiếp xem ra cái tắt này là không đánh được rồi mau vào phủ mau đi mau đi Tần Phong thúc giục. Vừa nói, hắn lại di chuyển về phía trước một trượng, mà khoảng cách đến cổng Tần Phủ, cũng chỉ còn lại một trượng cuối cùng. Đúng lúc Tần Phong định dốc toàn lực, đường hiên lại trực tiếp xé rách mặt mũi quát, dùng toàn lực, đừng nương tay. Vừa dứt lời, vương mãnh gầm lên một tiếng, khí huyết toàn thân sôi trào, da hắn vì nhiệt độ quá cao, lúc này nhìn lại như hiện lên màu đỏ rực. Hình thịnh vội vàng điều động kinh khí trong cơ thể, nâng trường kích lên, ứng phó kinh áp trước. Tiếp đó hắn phát ra một tiếng rên, đá xanh dưới chân nứt toác, Lam ngưng xương thấy vậy, tay phải cầm kiếm giơ lên, kiếm khí như sóng, lại bị kình áp nghiền nát, hỏng bét rồi. Áp lực khủng bố ập xuống, tần phong trợn to hai mắt, vội vàng điều động văn khí trong cơ thể, thi triển ra hạo thiên kính. Mọi người chỉ thấy trên lòng bàn tay trái tần phong giơ lên, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một mặt gương trắng, trên mặt gương có vân trắng lưu chuyển, sáng chói mắt. Đây là hạo thiên kính. Đường Hiên trợn to hai mắt hắn làm sao cũng không ngờ, trưởng tử của một vị tướng quân tam phẩm nho nhỏ, lại có thể học được tuyệt học của văn thánh. Do hình thịnh và lam ngưng xương đã chống đỡ phần lớn kinh áp, hạo thiên kính của tần phong dễ dàng chặn được kinh áp còn lại. Vương mãnh, đường hiên gầm lên một tiếng. Vương mãnh lại phát lực, trên da xuất hiện những vết nứt nhỏ, máu tươi chảy ra, hắn lấy. Việc bản thân bị thương nặng làm, nâng kinh áp lên một bậc. Thế nhưng vào lúc này, không ai chú ý tới, mỹ nhân ẩn sau chiếc quạt khẽ mấp máy môi đỏ mọng, phát ra một tiếng thở dài khe khẽ. Vương mãnh lực lưỡng, da thịt trong nháy mắt nứt toát, máu tươi phun trào, tiếp đó thân thể ngã ngừa, ngã xuống đất. Đường Hiên thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi. Mà Tần Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa liễu kiếm ly đang mặc giá y vào Tần Phủ. Hắn nhìn nữ tử khoác áo đỏ bên cạnh, cười khổ nói, khó trách lúc trước có nhiều người ở Phụng Thiên Thành muốn cưới nàng như vậy, mà đều không cưới được, cưới nàng quả là một việc khó khăn. Cô ra, cảm tạ, hình thịnh và lam ngưng xương đồng thanh lên tiếng lời nói phát ra từ tận đáy lòng vốn dĩ đối với hôn sự này của tiểu thư bọn họ đều không ôm kỳ vọng gì nhưng biểu hiện của cô ra thực sự khiến bọn họ phải nhìn nhận lại cảm nhận được sự kính trọng trong mắt hai người tần phong rất hưởng thụ cũng may tân lăng bảo khá rộng không nhìn thấy chân ta đang run lẩy bẩy hừ lục phẩm võ phu cũng chỉ đến thế mà thôi tần phong nhân cơ hội buông lời chế diễu bốp 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 đường hiên vừa vỗ tay vừa bước tới không ngờ tần công tử lại nghiên cứu văn thánh đạo thống còn học được văn thánh tuyệt học hạo thiên kính thật đáng nể thật đáng nể khó trách có thể cưới được tiểu thư bị liệt về phủ ây ra sao ta có thể nói tân nương của ngươi như vậy chứ nhất thời lỡ lời tần công tử sẽ không trách tội chứ tần phong nhíu mày cố gắng kìm nén muốn cho đối phương một bạt tai hắn không phải sợ thân phận con trai của binh bộ thượng thư lang của đối phương mà là lo lắng cao thủ thần bí ra tay đẩy lùi tên da đen kia lúc trước thực lực như thế, e rằng còn hơn cả vương mãnh đã gục ngã. Đường công tử nói gì vậy, người sao có thể so đo với súc sinh, nếu cãi thắng, cùng lắm cũng chỉ là thắng súc sinh, nếu bất phân thắng bại, vậy chẳng phải là ngang với súc sinh, nếu thua, vậy chẳng phải còn kém hơn súc sinh. Như vậy xem ra, nếu ta thật sự so đo với đường công tử, dù thế nào cũng là thiệt thòi, dù sao súc sinh ngay từ đầu đã đứng ở thế bất bại. Muốn so xem ai độc miệng hơn ta sao? Thế kỷ 21 bàn phím hiệp hiểu không hả? Hình Thịnh và Lam Ngưng sương kinh ngạc nhìn Tần Phong, không ngờ miệng lưỡi của vị cô gia này lại độc như vậy. Mặt Đường Hiên vì tức giận mà không ngừng co giật, nhưng chỉ một lát sau, hắn như nghĩ đến điều gì, ngược lại thở ra một hơi, cười nói: "Thôi, thôi, bản công tử không so đo với ngươi, ta đến đây là để uống một ngụm rượu mừng của tiểu thư, Tần công tử, ngươi sẽ không từ chối chứ? Tên này không đơn giản như bề ngoài." Tần Phong nheo mắt, hắn ngược lại hy vọng đối phương có thể bị lời nói của mình kích động đến mức nhảy dựng lên. Dù sao so với con gấu sông thẳng, rắn độc ẩn nấp, trong bóng tối chờ cơ hội ra tay càng khiến người ta khó đề phòng hơn. Đường hiên liếc nhìn vương mãnh nằm trên đất, lạnh giọng nói, người đâu, đem thứ mất mặt này vứt đi chỗ khác, đừng làm ảnh hưởng đến hôn sự hôm nay. Nói xong, liền xài bước về phía cổng chính tần phủ. Hình thịnh thấy vậy, trực tiếp cầm trường kích chắn ngang trước cổng. Sao vậy, không muốn cho ta vào. Vậy thì không được, Ta lặn lội đường xa đến đây, nếu ngay cả một chén rượu mừng cũng không được uống, trở về chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao? Mạc lão, người nói xem phải làm sao đây?" Đường Hiên vừa dứt lời, bên cạnh hắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lão giả. Lão giả mặc trường bào màu xanh, đầu đã hói, hai bên thái dương chỉ còn sót lại vài sợi tóc bạc, ánh mắt âm u, mũi khoằm, dáng vẻ đáng sợ. Hình Thịnh và Lam Ngưng Sương nhìn thấy người tới, toàn thân sởn gai ốc, như lâm đại địch, thủ đoạn xuất hiện trong nháy mắt vừa rồi đó là điều mà chỉ có người bước vào thần vũ ngũ phẩm thần hành cảnh mới có thể làm được mạc lão cất lời giọng nói giống như kim thép cào trên bảng đen chói tai hai đứa nhóc thất phẩm một đứa mới chỉ chạm đến kiếm đạo nhị cảnh cũng muốn cản đường công tử nhà ta muốn chết sao trong lời nói dường như mang theo uy áp kỳ quái sắc mặt hình thịnh chắn phía trước trắng bệch miệng phát ra một tiếng rên rỉ nhưng dù vậy hắn cũng không lùi nửa bước ồ xương cốt cũng cứng lắm mạc lão cười lạnh một tiếng định tiếp tục ra tay đủ rồi. Tần Phong đột nhiên lên tiếng, nhà ai mà chẳng có vài con ruồi nhặng, đừng làm mất hứng thú của mọi người. Ngươi. Đường Hiên chừng mắt nhìn, ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi là con ruồi đó sao? Tần Phong tò mò hỏi. Tiểu tử An nói sắc bén, công tử có cần lão nô ra tay dạy dỗ hắn không? Mạc Lão lên tiếng, giọng điệu âm lãnh, sắc mặt Đường Hiên thay đổi mấy lần, đột nhiên cười lạnh dường như nghĩ ra trò độc ác gì đó không cần chúng ta vào trong con chó chết tiệt này trong bụng lại giấu trò gì đây tần phong nheo mắt cô ra thấy đường hiên tiến vào tần phủ hình thịnh còn muốn nói gì đó nhưng bị tần phong dùng ánh mắt ngăn cản địch mạnh ta yếu nếu ở đây cưỡng ép ngăn cản đường hiên không chừng đối phương sẽ có thủ đoạn quá khích gì đó tần phong đột nhiên có chút hối hận vì không sớm thiết lập quan hệ tốt với tư chính thạch tử minh nếu không nếu hôm nay có thể mời hắn đến với năng lực bách quỷ ngũ phẩm của hắn bản thân cũng không đến mức bị động như bây giờ bên trong tần phủ hạ nhân nha hoàn trong lúc mọi người đi đón tân nương đã bày sẵn bàn ghế ở khắp nơi rượu được bưng lên liên tục món nguội món ngon cũng lần lượt được dọn ra không lâu sau tần phong liền đến đại sảnh lúc này tần kiến an và nhị nương đã ngồi ngay ngắn ở vị trí chính tần an bên cạnh mặt mày hớn hở thấy hai nhân vật chính hôm nay đã đến chỉ nghe thấy có người hô to, mời các vị tân khách an tọa. Chuyện con gái nhà đại hộ Phong Thiên thành hạ giá đến nơi này, cho dù không phải cả thành Tấn Dương đều biết thì cũng gần như vậy, mà Tần Kiến An ngày thường thích ra ngoài cho tiền, bạn bè quen biết cũng không ít, nên không lâu sau, toàn bộ Tần phủ đã chật kín người. Nhị nương cười hỏi, Phong Nhi, sao đón tân nương lại mất nhiều thời gian như vậy? Xảy ra một số chuyện nên bị trì hoãn một chút. Nhị nương đánh giá tân nương trước mặt, càng nhìn càng hài lòng chỉ là khi nhìn thấy chiếc xe lăn dưới chỗ đối phương vẫn không khỏi cảm thán cô nương tốt như vậy sao lại gặp phải chuyện như thế này nói chuyện phiếm vài câu nghi lễ tiếp tục chỉ nghe thấy nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái cả nhà hòa thuận vui vẻ nhị nương tiến lên nắm lấy tay trái tân nương mắt đỏ hoe nói con gái sau này nơi này cũng là nhà của con tần ra trên dưới không một ai ghét bỏ tiểu thư bị liệt nửa người dưới Lam Ngưng Sương và Hình Thịnh nhìn nhau, lúc này, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu, tại sao lão gia lại đồng ý đem tiểu thư gả đến đây. Vốn dĩ mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, theo nghi lễ, tiếp theo Tần Phong nên vén khăn quan của tiểu thư. Nhưng đúng lúc này, Đường Hiên sau khi vào Tần Phủ vẫn luôn im lặng lại đột nhiên đứng dậy lên tiếng, không được, vậy thì không được. Tần Nương không thể đứng dậy bái thiên, bái địa, bái cha mẹ thì thôi. Nếu vén khăn quan cũng tùy tiện như vậy, hôn lễ này chẳng phải quá qua loa truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé làm ngưng xương quát lạnh đường hiên ngươi đừng quá đáng dưới ánh mắt nghi hoặc của các vị khách đường hiên cứ thế đi vào đại sảnh ta chẳng qua là nói sự thật thôi như vậy cũng là quá đáng mọi người đều biết ở đại càn ta tân lang muốn mở quạt che mặt của tân nương nào có dễ dàng như vậy mà tân lang mở quạt che mặt tốn nhiều tâm tư bao nhiêu cũng chứng tỏ tân lang coi trọng tân nương bấy nhiêu tần công tử không biết ta nói đúng hay không? Mạnh Tuyết và Tần Kiến An liếc nhìn nhau, không biết người này có ý gì. Tần An sắc mặt khó coi, tiến lên một bước, hôn lễ của đại ca ta, huynh ấy muốn mở thế nào thì mở, liên quan gì đến ngươi? Nghe vậy, đường hiên nghiêng đầu nhìn sang, ý cười nơi khóe miệng biến mất, thần sắc lạnh lùng nói, ta đang nói chuyện với đại ca ngươi, ngươi xen mồm vào làm gì, tần ra chính là không có quy củ như vậy sao? Vừa dứt lời, liền thấy mạc lão đại vung tay áo, một luồng kình phong xuyên thẳng qua đại sảnh, lại đem tần an đánh bay đến bên cạnh cột nhà phát ra tiếng vang thật lớn an nhi tần kiến an và nhị phu nhân kinh hô các vị khách ngồi bên dưới đều hít vào một ngụm khí lạnh lam ngưng xương và hình thịnh loé người đứng ra trừng mắt nhìn xem tình hình này đại khái là một lời không hợp liền muốn đánh nhau khách ngồi ở vòng ngoài có người thậm chí đã lén lút bỏ đi bùn nhão còn có ba phần hỏa khí lúc này tần phong đã là nhịn không được nữa hắn chủ động tiến lên mặt vô biểu tình nói ngươi rốt cuộc muốn như thế nào Tần công tử đây là có ý gì, ta chẳng qua là muốn tuân theo lễ pháp thôi. Vậy ta liền nghe nghe lễ pháp của ngươi. Nói chung, muốn mở quạt che mặt, tân lăng quan dù sao cũng phải là một bài thơ quạt che mặt, nhưng tần công tử lại là người tu tập văn thánh đạo thống, một bài thơ quạt che mặt nho nhỏ chắc chắn không thành vấn đề, thật muốn làm như vậy, ngược lại có chút nhàm chán. Chỉ bằng như vậy, chúng ta mỗi người làm một bài thơ, cùng nhau thảo luận so sánh một phen, coi như là vì hôn lễ này tăng thêm một phần thú vị, ngươi thấy thế nào? dứt lời đường hiên liền từ trong ngọc bội không gian bên hông lấy ra một cây bút lông màu đen đầu bút nhuốm máu lam ngưng xương thấy vật này không khỏi kinh hô một tiếng sát tâm bút tần phong nghe vậy cũng nhíu mày trong sách từng đề cập cái gọi là sát tâm bút là một loại bảo khí có thể cụ tượng hóa ý cảnh trong thơ từ vật này tuy không thể tạo thành thương tổn thực tế nhưng lại có thể phá vỡ vấn tâm đài của văn thánh đạo giả mà vấn tâm đài một khi bị phá vỡ văn thánh đạo giả từ đó cũng sẽ không còn duyên với văn thánh đạo thống thì ra tên này vẫn luôn nhắm vào chuyện này ta còn đang lo không có cách nào dạy dỗ ngươi đã ngươi tự tìm chết vậy ta liền thành toàn cho ngươi tần phong nheo mắt lại ở thế giới này về thơ từ đối với hắn mà nói không một ai có thể đánh lại vậy liền theo không được tần phong còn chưa nói hết liền bị lam ngưng xương cắt ngang nàng đi đến bên cạnh thấp giọng nói đường hiên học ở hạo văn viện thành phong thiên không lâu trước đã bước vào văn thánh bát phẩm minh tâm cảnh ngươi bất quá mới văn thánh cửu phẩm làm sao có thể so tài với hắn. Ngàn vạn lần đừng lỗ mãng. Đường Hiên thấy vậy cười lạnh nói, tần công tử nếu là sợ rồi, cũng không sao. Chỉ là lễ số này không thành, muốn mở quạt che mặt của tân nương, ta lại là sẽ không đồng ý. Đây là uy hiếp trắng trợn. Tần Phong liếc mắt nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, làm cô nương không cần nói nhiều, ta tâm ý đã quyết. Ngươi, tốt, đọc sách người nên có khí phách này. Đường Hiên cười lớn, lập tức đem sát tâm bút trong tay ném lên không trung mọi người chỉ thấy, lấy sát tâm bút làm trung tâm, một đạo quang cháo màu trắng bán trong suốt trong nháy mắt khoách tán, bất quá nháy mắt, liền đem đường hiên và tần phong bao phủ trong đó. Đường hiên gian kế đạt thành, không khỏi nhìn về phía tần phong, vẻ mặt cười lạnh, sát ý trong mắt gần như hóa thành thực chất. Tuy nhiên tần phong lại không hề bị lay chuyển, ngược lại hỏi, không biết đường công tử, nội dung thơ có hạn chế gì không? Thiên hạ đều biết, liễu tiểu thư thiên phú dị bẩm, tạo trên kiếm đạo càng là người thường không thể với tới đã như vậy chúng ta liền mỗi người làm một bài thơ liên quan đến kiếm kiếm chủ sát phạt lấy kiếm làm thơ ý cảnh trong thơ tất nhiên lấy sát khí làm chủ hắn đối với sát tâm của mình còn thật sự là không hề che giấu a à, tần phong nghĩ như vậy lại nhìn đường hiên vừa dứt lời liền duỗi ngón tay ra hư không liên tục vạch khiến người ta kinh ngạc chính là chỗ đầu ngón tay hắn đi qua lại tản ra kim quang từng câu thơ từ hiện lên trên hư không đây chính là năng lực của sát tâm bút. Bên ngoài quang cháo, Lam Ngưng Sương thấy Tần Phong còn đang ngẩn người, lo lắng nhắc nhở. Mau làm thơ đi, sát tâm bút sẽ đem ý cảnh trong thơ cụ tượng hóa. Tuy rằng trước khi thơ của hai bên hoàn thành, sẽ không chém vấn tâm đài. Nhưng nếu là bị ý cảnh trong thơ của đối phương ảnh hưởng, người lại muốn làm thơ liền khó khăn. Đã muộn rồi. Đường Hiên duỗi ngón tay vạch xuống một nét bút cuối cùng, không khỏi cười lớn. Chỉ thấy trên hư không, thơ từ kim tự phát ra một trận kim quang trói mắt không đến một lát bên trong quang cháo của sát tâm bút nhìn một cái đều là kiếm dày đặc tản ra sát ý kinh người cho ta chết đường hiên quát lớn một tiếng vô số hư kiếm đan sen tung hoành kiếm âm chấn động trực tiếp chém về phía tần phong mà mọi người ở đây lại thế nào cũng không ngờ tới dưới trận thế như vậy hắn lại chậm rãi nhắm mắt lại ngu xuẩn ý cảnh cụ tượng hóa trong thơ ảnh hưởng chính là tâm cảnh người nhắm mắt lại thì có tác dụng gì cho ta chết đi đường hiên vẻ mặt điên cuồng dứt lời vạn kiếm cùng bay kiếm quang đan sen đều là xuyên người mà qua phong nhi tần kiến an và nhị phu nhân đứng dậy kinh hô đại ca dựa vào cột nhà che ngực tần an nghiến răng nghiến lợi cô gia hình thịnh và lam ngưng xương đồng thời ra tay công kích quang cháo tuy nhiên sát tâm bút chính là bảo khí không tầm thường lấy thực lực của bọn họ làm sao có thể công phá tiếng cười cuồng vọng của đường hiên thật là chói tai hắn tin chắc lấy thực lực văn thánh cửu phẩm của tần phong dưới trận thế như vậy cho dù không bị dọa đến gan mật nát vậy cũng là kém không xa nhưng một đạo thanh âm tiếp theo lại khiến tiếng cười của hắn đột nhiên im bặt chỉ có như vậy tần phong mở mắt ra mặt vô biểu tình mọi người ở đây thấy tần phong không sao đều là vẻ mặt kinh hỷ ngoại trừ đường hiên không không thể nào ngươi bất quá văn thánh cửu phẩm làm sao có thể chống đỡ sát phạt ý cảnh trong thơ của ta từ và sát khí trồng chất đây cũng xứng gọi là thơ Tần Phong chậm rãi giơ tay phải lên, điểm trên hư không, nhàn nhạt nói, để ta dạy ngươi, cái gì mới gọi là thơ. Tất cả đều mở to mắt nhìn kỹ, ta muốn trang bức rồi. Không, chuyện của đọc sách người nên gọi là tỏ bày trước mọi người. Tần Phong đầu ngón tay vung lên, kim sắc văn tự hiện lên, chỉ thấy, trường kiếm một chén rượu, nam nhi phương tất tâm. Sát tâm bút lơ lửng trên không trung chấn động, kim sắc văn tự lóe sáng, một vị hiệp khách tay phải cầm kiếm, tay trái sách bầu rượu chậm rãi từ trong văn tự bước ra, đi đến sau lưng Tần Phong. Chỉ thấy hiệp khách ngửa đầu uống rượu, tiếp đó cầm kiếm vung lên, vạn bàn lợi kiếm do thơ ý của đường hiên diễn hóa, lại bị toàn bộ đánh lui. Đường hiên trừng lớn hai mắt, run giọng nói, người rõ ràng thơ chưa thành, vì sao ý cảnh có thể cụ tượng hóa. Tần Phong không để ý tới, đầu ngón tay lại lần nữa trượt, lại thấy, ân bạc chiếu bạch mã, sáp đạt như lưu tinh. Theo một tiếng hí vang, một con ngựa trắng khoác yên bạc nhảy đến trước mặt hiệp khách, hiệp khách buông bầu rượu xuống, cầm kiếm lên ngựa, thẳng hướng vô số lợi nhận kia. Thân ảnh màu trắng nhanh như chớp, tiếng vó ngựa không dứt bên tai, không đến một lát, hiệp khách cưỡi bạch mã trở về bên cạnh Tần Phong, mà bên phía Đường Hiên, vạn ngàn lợi nhận do thơ ý diễn hóa, đã biến mất không còn tăm hơi. Sắc mặt Đường Hiên trong nháy mắt trắng bệch, đối phương bất quá mới viết hai câu thơ, liền đem thơ ý của hắn toàn bộ đánh tan, nếu như thơ hoàn thành, vấn tâm đài của hắn tất nhiên sẽ bị sát tâm bút chém. Thấy Tần Phong đầu ngón tay lại lần nữa trượt, đường hiên vội vàng nói chậm chậm đã ta nhận thua đã muộn rồi tần phong lạnh giọng đáp lại đầu ngón tay vạch ra mấy đạo tàn ảnh câu thơ thứ ba hoàn thành thập bộ giết một người thiên lý bất lưu hành hiệp khách do thơ ý hóa thành hai mắt đột nhiên mở to chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn vung lên mười bước bên ngoài đường hiên chỉ cảm thấy đầu mình như bị chặt đứt trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu thảm thiết y phục sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt hắn tóc tai bù xù run rẩy thân thể trong hai mắt đều là tia máu cùng với bộ dạng trước đó tạo thành sự tương phản rõ rệt ta ta là con trai của lại bộ thượng thư lang ngươi dám chém vấn tâm đài của ta hủy tu hành căn cơ của ta cha ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi nghe thấy chưa ngươi nếu là dám viết song thơ cha ta nhất định sẽ phái người san bằng tần phủ của ngươi tần phong không hề bị lay chuyển hai bên sớm đã đạt đến cục diện bất tử bất hưu cho dù hắn bỏ qua cho đối phương lấy tính cách của đường hiên tất nhiên sẽ trả thù sau đã như vậy chi bằng nhân lúc này chém căn cơ của hắn nhổ răng nanh của hắn đầu ngón tay trượt lấy ngón tay làm kiếm rơi chữ thành phong không không được mạc lão cứu ta đường hiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thanh bảo lão giả nghe vậy trong nháy mắt xuất hiện ở đại sảnh chỉ thấy hắn hai tay hóa trưởng dốc hết toàn lực đánh về phía quang cháo tuy nhiên cho dù lấy thực lực của hắn cũng không thể đánh tan hộ giới do sát tâm bút cấu trúc thấy một màn này, mạc lão lập tức quát, tiểu tử, mau dừng tay, nếu không cho dù ngươi là phu quân của liễu gia, ta cũng phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Nhưng mạc lão thế nào cũng không ngờ tới, đối mặt với uy hiếp của mình, đổi lại lại là một cái liếc mắt lạnh lùng của tần phong. Mà câu thơ cuối cùng, rốt cũng hoàn thành. Sự liễu phất y đi, thâm tảng công với danh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.